chương 851 muốn xài hết 5.600 ức đơn vị hỗn nguyên là việc rất dễ dàng. Nhưng làm sao mới có thể lợi dụng hữu hiệu nhất? La Phong nằm trong hồ bơi, lúc này suy nghĩ rất khó khăn. Vì bảo vật trong vũ trụ thật sự quá nhiều. Chỉ cần số mà La Phong biết cũng phải nói là hàng hà sa số. Còn có rất nhiều thứ mà La Phong cũng không biết. Ta bây giờ có mấy đại sát chiêu. Phân thân kim giác cự thú, quân đoàn trùng tộc, hòa thần nguyên tinh, tỏa không tí. La Phong suy tư, Vốn đều đã khá mạnh, bây giờ nên cường hóa quân đoàn trùng tộc. La Phong sáng mắt lên, từ hồ bơi đứng bật lên. Nếu có thể làm cho trùng tộc mẫu hoàng Y Lâm Na tăng lên thành cấp bất hủ. Trùng tộc mẫu hoàng bất hủ, mang theo quân đoàn trùng tộc bất hủ, vậy có thể nói là vô địch dưới vũ trụ tôn giả. Nếu có thể thành công, 5600 ức toàn bộ dùng sạch cũng đáng. Càng nghĩ, La Phong càng chờ mong. Trùng tộc mẫu hoàng có thể phân tâm khống chế một vạn cá chiến sĩ trùng tộc mỗi con có thể thi triển công kích ẩn chứa quy luật, hoặc có thể làm khống chế tinh xảo trăm vạn chiến sĩ trùng tộc. Tuy không thể thi triển công kích loại quy luật, nhưng lại xem như đánh theo cùng một hướng. Năm đó, trùng tộc mẫu hoàng khống chế một vạn bất hủ. Nếu khống chế trăm vạn bất hủ, vô địch rồi. Càng nghĩ, mắt La Phong càng sáng lên, rồi không kìm được, phải hỏi Y Lâm Na. Thể nội thế giới, trùng tộc đảo soát, La Phong mặc hắc y từ trong một phương thế giới của nhẫn thế giới, quay trở lại trên hòn đảo trùng tộc trong thể nội thế giới. Veo, y lâm na có đôi cánh con bướm, có thể nói là tuyệt mỹ, bay thẳng lên trời cao, sau đó không người hành lễ trước người La Phong, chủ nhân. Y lâm na, La Phong mặc hắc y lại vội hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi sắp tiến hóa thành cấp bất hủ chưa, cần tiền bạc như thế nào? Chủ nhân, ngươi, y lâm na quái lạ nhìn về phía La Phong. Ngươi chỉ nói thôi, La Phong, có cảm giác mình giàu nứt đố đổ vách. Y Lâm Na khẽ cười nói, thanh âm trong trẻo dễ nghe, chủ nhân xem ra có một khoản tiền bạc rất kinh người. Nhưng chủ nhân, mẫu hoàng trùng tộc ta muốn trở thành bất hủ vô cùng khó khăn. Chỉ cần các loại vật liệu cũng phải tiêu hao giá trị gần ngàn ước đơn vị hỗn nguyên. Mua. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. La Phong sáng mắt lên. Chủ nhân từ từ nghe ta nói xong. Y Lâm Na vội nói, đây là điều kiện bên ngoài. Còn cần nội tại nữa, Trung tộc mẫu hoàng ta cần cảm ngộ quy luật cực cao, hoặc là về mặt quy luật không gian, hoặc là về mặt quy luật thời gian. Chỉ cần hiểu được một loại cỡ như quy luật kim, quy luật mộc thì không có cách nào trở thành bất hủ được. Phải đạt thành tựu cực cao về mặt quy luật không gian hoặc quy luật thời gian mới được. La Phong nhíu mày. Chủ nhân. Y Lâm Na giải thích, trong vũ trụ sinh mạng loại trí tuệ chính thức đều là yêu cầu có cảm ngộ cực cao về mặt quy luật mới có thể trở thành bất hủ. Chỉ dựa vào vật chất ngoại lai là không đủ đâu, như nhân loại bất luận làm sao ít nhất cũng phải hiểu được một loại quy luật trong số kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi điện ánh sáng mới có thể thành công trở thành bất hủ nếu về mặt quy luật mà không có thành tựu cho dù bỏ ra nhiều bảo vật như thế nào cũng vô dụng trung tộc mẫu hoàng của ta cũng như thế với tư cách là một trong các tộc quần đỉnh cao bên trong chủng tộc chính thức xem như sinh mạng có trí tuệ chủng tộc mẫu hoàng rất khó trở thành bất hủ yêu cầu cảm ngộ quy luật cực cao yêu cầu điều kiện vật chất ngoại lai cũng cực cao còn ma vân đằng của chủ nhân sử dụng lại khác thực vật trí tuệ rất thấp chúng gần như loài vật nên ngược lại không có yêu cầu gì nhiều về quy luật vũ trụ dựa vào bên ngoài có thể tiến hóa một khi tiến hóa vũ trụ sẽ tự nhiên cho chúng cảm ngộ quy luật vũ trụ gần với thuộc tính tự thân nhưng loại này cũng chỉ có thể phát sinh ở một bộ phận sinh mạng thực vật hoặc chiến sĩ trùng tộc và các sinh vật trí tuệ rất thấp sinh mạng có trí tuệ chính thức đều yêu cầu thành công về mặt quy luật Y Lâm Na nói, ta bây giờ về phương diện quy luật cũng chỉ hiểu được quy luật hỏa, nhưng phương diện quy luật không gian còn kém rất xa. Có nhiều bảo vật hơn nữa cũng không thể trở thành bất hủ. Vũ trụ giả định, khu nguyên thủy vũ tương sơn, trang viện của La Phong. La Phong ngồi trước bàn viết nhìn vào màn hình, thu thập các loại tin tức về các bảo vật. Vũ khí hắc động có thể là mục tiêu trong nháy mắt hóa thành một loại hắc động nhỏ. Thực lực vũ trụ tôn giả mới có thể sống sót. Diệt hồn cực quang, thu thập ánh sáng thần bí trong bí cảnh vũ trụ, một khi phóng thích ra một luồng diệt hồn cực quang vũ trụ tôn giả bình thường cũng có thể bị thương dưới vũ trụ tôn giả chắc chắn sẽ chết vũ khí tịch phong tịch phong lấy trong bí cảnh vũ trụ tịch phong là vật chất kỳ lạ hình thành trong bí cảnh vũ trụ khi tịch phong nổi lên đến cả vũ trụ tôn giả mà bị gió thổi chúng bất hủ thần thể cũng sẽ như bụi bị nghiền nát bấy sau đó trôn vùi luôn vũ khí tịch phong chính là thu thập tịch phong bên ngoài để chế tạo thành người chúng phải nó nếu dưới vũ trụ tôn giả nhất định sẽ chết vũ khí tạp tác tạp tác là lấy tên của người phát hiện ra để đặt tên cho kim loại kỳ dị này loại kim loại này có tính hủy diệt mãnh liệt với bất hủ thần thể một vũ khí hoàn toàn do kim loại tạp tác chế tạo thành khi đâm vào cơ thể một cường giả phong vương cực hạn thân thể cường giả phong vương cực hạn đó sẽ trong nháy mắt tan vỡ rồi diệt vong những món binh khí được liệt ra đây đều có thể được xem là binh khí bình thường rất nhiều thứ đều là do nhân loại tự chế tạo La Phong tìm kiếm theo mức dưới vũ trụ tôn giả chắc chắn sẽ chết, một hơi liệt kê ra đủ loại vũ khí. La Phong xem xong hoa cả mắt. Trời ạ, à, dưới vũ trụ tôn giả chắc chắn sẽ chết. Sao thoạt nhìn, thần linh bất hủ có vẻ rất yếu ớt. Hơn nữa có những binh khí uy lực nguyên thủy, đối với vũ trụ tôn giả cũng gây thương tổn nghiêm trọng. La Phong nhìn mà chết lặng người. Trong mớ vũ khí có 3 món là vũ khí khoa học kỹ thuật tộc cơ giới chế tạo, có 3 món là vũ khí khoa học kỹ thuật nhân loại chế tạo những thứ khác toàn bộ đều là thu thập trong vũ trụ, từ một vài vật liệu đặc thù chế tạo ra binh khí. Khó trách ta trên chiến trường ngoài tinh vực từ trước đến giờ không thấy ai dùng qua mấy thứ này. Món đồ này ai mà dùng nổi. Nếu ai dùng, một khi chuyển ra, e rằng sẽ bị vô số phong vương vây công, tới cướp đoạt binh khí đó. La Phong nhìn giá được ghi trên màn hình. Để chế tạo binh khí này, một kiện rẻ nhất là 6 vạn ức. Phổ biến đều trên 10 vạn ức. Cái giá này đủ để làm cho vũ trụ tôn giả cũng run lên ai cầm binh khí như vậy quả thực nhất định là cầm một bảo tàng siêu lớn bảo tàng ta tự mình tới tế tháp nhìn rồi cũng cẩn thận xem xét từ dấu vết chiến đấu bên trong ta đoán hẳn là thật đó tên dương này thật là đại vận ngươi xem hắn bây giờ gặp đám nhân viên giao hàng của công ty vũ trụ giả định khẳng định là mua không ít bảo vật ngươi ghen ghét cũng vô dụng bảo tàng tế tháp bị dương tìm được rồi ngươi làm được gì chứ ừ ta cũng không thể làm gì đồng trận doanh mà ai dám động thủ nhưng ta dám nói nếu không phải hệ thống quân đội khống chế, cho dù nội bộ nhân loại e rằng cũng có cường giả sẽ xuống tay với Dương. Hai cường giả phong vương ngoại tộc hướng mắt nhìn qua sơn mạch cách xa mấy trăm km. Với thị lực của họ, với khoảng cách ngoài mấy trăm km thì cả lông tơ trên mặt họ đều có thể thấy rõ ràng. Tin tức La Phong ở trận doanh nhân loại đang ở căn cứ quân đội số 026 chẳng mấy chốc đã chuyển ra, làm các cường giả ngoại tộc tham lam trên diễm tế đại lục ai nấy đều mắng thầm. Nhát gan, hèn yếu, tên gia hỏa sợ chết. Tên nhân loại này tránh ở căn cứ quân đội, đúng là khốn khiếp. Đi, đi, đi. Ly khai diễm tế đại lục thôi. Tên nhân loại này sợ tới mức tránh trong căn cứ quân đội rồi, có thể có biện pháp gì chứ? Cả vũ trụ tôn giả cũng không làm gì được căn cứ quân đội, chúng ta ở đây cũng lãng phí thời gian, mau mau trở về tinh thần tháp đi. Không biết chừng tinh thần tháp có bảo vật xuất hiện đó. Các cường giả ngoại tộc vốn có rất nhiều hy vọng, bây giờ bắt đầu thất vọng. Kỳ thật họ cũng đoán ra nhân loại dương nếu tìm được bảo tàng rất có thể đã ly khai rồi chỉ là không ai có được tin tức chuẩn xác không muốn tin mà thôi dù sao ở chiến trường ngoài tinh vực cơ hội có thể tìm được một bảo tàng cũng rất ít nhân loại tử trung vương trong hang động đôi mắt trở nên lạnh giá người quá cẩn thận mà còn nhát gan nữa nhưng người tránh ở căn cứ quân đội cũng chỉ để làm cho cường giả vũ trụ các tộc cho rằng thực lực ngươi kém cũng nhận định rằng ngươi có bảo tàng nhưng ta biết người nhát gan chỉ là ngụy trang Tử Trung Vương luôn rất cảnh giác La Phong. Hắn từng tiếp xúc với La Phong, quá trình tìm kiếm bảo tàng tế tháp thì La Phong luôn rất hạ mình, nhưng khi cần mạo hiểm, hắn tuyệt đối không lùi bước. Lúc nên ra tay, hắn không nương tay chút nào. Nên hạ mình thì hạ mình, nên ngẩng cao thì ngẩng cao, nên tàn nhẫn thì tàn nhẫn. Nhân loại Dương, ngươi giúp cuộc đang chờ cái gì?" Tử Trung Vương nhẹ giọng nói, "Đang đợi bạn bè tới để xuống tay với ta. Nếu muốn động thủ, vậy thì ra tay đi." hắn có một loại cảm giác nhân loại này đang ẩn nhẫn chờ đợi cơ hội quyết đấu giữa hai người bọn họ nhất định sẽ đến trong một phương thế giới của chiếc nhẫn thế giới mới tinh mà la phong chuyên môn đặt làm thảo nguyên mênh mông la phong mặc hắc y khoanh chân ngồi trên mặt đất vẻ mặt trịnh trọng nhìn hòm sách tay màu đen trước mặt nọc độc phí ma la phong nhẹ giọng thì thầm bên trong hòm sách tay là nọc độc phí ma vừa quý giá vừa kinh khủng lần này 5.600 ức đơn vị hỗn nguyên bây giờ chỉ còn lại có cỡ 100 ức, còn lại cơ hồ đều dùng hết cả. Phần tiêu phí nhiều nhất là 3.000 ức đơn vị hỗn nguyên để mua 1 kg nọc độc phí ma. Cẩn thận, gì ra ngoài ra một chút là phân thân ma sát tộc ta coi như xong đời. La Phong mặc hắc y hít sâu một hơi. Việc xử lý nọc độc phí ma hắn không dám làm trong thể nội thế giới, lo lắng chỉ sơ sót một chút là làm cho thể nội thế giới tan vỡ. Mình cũng ngã xuống, lúc đó đúng là chết oan phân thân ma sát tộc, một phương thế giới trong nhẫn thế giới. Phân thân này có ngã xuống có thể một lần nữa thai ngén ra cái mới. Còn một phương thế giới này cũng chỉ là một nhẫn thế giới mới, cho dù một phương thế giới tan vỡ cũng không có gì lớn. Mở ra, la phong mặc hắc y nhẹ nhẹ mở ra. Bột, hòm sách tay màu đen được mở ra, lộ ra 10 tinh thể bên trong. Mỗi tinh thể đều dập dờn dịch thể màu tím động lòng người, trông như thủy ngân, lúc lắc lưu động. 10 phần nọc độc phí ma. Mỗi phần có 100 khắc nọc độc Phí Ma. La Phong mặc khắc y đôi mắt nóng rực. Nọc độc Phí Ma, một khắc giá trị 3 ức đơn vị Hỗn Nguyên, là một thứ thuốc men đáng sợ do cường giả Phí Ma, một dược tề sư cường đại của tộc nhân loại phối xuất ra. Bởi vậy đặt tên là Phí Ma. Nọc độc Phí Ma có lực ăn mòn mãnh liệt. Thuốc men này được điều chế để chuyên môn xâm thực bất hủ thần thể. Bình thường 10 khắc có thể ăn mòn giết chết cường giả Phong Vương cực hạn. 100 khắc nọc độc Phí Ma có thể giết chết cường giả Phong Vương vô địch. Uy lực lớn như vậy làm cho người ta sợ hãi, nhưng nhược điểm của nó cũng rất rõ ràng. Đầu tiên, thuộc loại dùng một lần, nọc độc mỗi lần dùng thì ít đi một phần. Tiếp theo, nọc độc phải đụng chạm vào bất hủ thần thể mới có thể có tác dụng. Còn các cường giả vũ trụ cơ hồ đều mặc một tầng chiến giáp, nọc độc cơ hồ không có tác dụng gì tới chiến giáp làm bằng kim loại. Do đó phải xé rách chiến giáp cho nọc độc chạm vào bất hủ thần thể của địch nhân, hoặc công kích tới chỗ mà chiến giáp bảo vệ kém. Thứ ba, nọc độc phí ma cần có vật dẫn. Nếu bôi nọc độc lên binh khí, sau cố định, dùng binh khí tiến công, như vậy binh khí khi cắt vào thần thể đối thủ, có thể trên binh khí bôi lên một phần nọc độc cực nhỏ, chỉ cần một bộ phận nhỏ tiến vào trong người địch nhân thôi. Mỗi lần chỉ gây thương tổn cho địch nhân quá nhỏ. Thứ tư, giả thiết 100 khắc nọc độc một lần bơm vào trong người chân diễn vương với thực lực chân diễn vương, phát hiện ra nọc độc đang điên cuồng xâm thực chôn vùi bất hủ thần thể, hắn sẽ trong nháy mắt cắt ngay một bộ phận thần lực bất hủ, bức nọc độc đó ra ngoài cơ thể, e rằng cũng phải một hai khắc nọc độc mới kịp xâm thực, toàn bộ những phần khác bị ép ra bên ngoài cơ thể, xem như lãng phí. Do đó, mỗi lần sử dụng số lượng ít đi, địch nhân chưa kịp bức ra nọc độc thì nọc độc toàn bộ sẽ phát huy tác dụng. Bốn nhược điểm lớn, làm giá trị của nọc độc phí ma không thể sánh với vài thứ binh khí có công dụng nghịch thiên như vậy như tạp tác thủy thủ có thể liên tục sử dụng một cách vĩnh cửu đâm vào cường giả phong vương cực hạn có thể trong nháy mắt giết chết cường giả phong vương cực hạn bất luận là vì có thể sử dụng vĩnh cửu hay về hiệu suất đều vượt xa nọc độc phí ma nhưng cái giá cũng cao tới mức làm cho người ta sợ hãi la phong mặc hắc y lật tay lấy ra một thanh huyết ảnh chiến đao đây là huyết ảnh chiến đao vừa mới được đặt hàng dùng một vài kim loại hiếm cấp g luyện nên về phòng ngự không thua gì hòm bảo vật ở tế tháp nọc độc phí ma gần như không tác dụng lên kim loại nên không thể ăn mòn thanh huyết ảnh chiến đao mới này. đương nhiên thanh huyết ảnh chiến đao mới này cũng bỏ ra gần một ức điểm tích lũy. Ta mô phỏng thực nghiệm hơn một ngàn lần trong vũ trụ giả định rồi hẳn là sẽ không xảy ra sự cố gì. La phong mặc hắc y vô cùng cẩn thận bắt đầu bôi nọc độc phí ma lên thanh huyết ảnh chiến đao này. huyết ảnh chiến đao không lớn lắm, nhiều nhất chỉ bôi lên được có 50 khắc nọc độc phí ma trên mặt thôi. một lát sau La phong cầm trong tay thanh huyết ảnh chiến đao mới. Nhìn ánh tím trên lưỡi dao, không khỏi nở nụ cười, từ hôm nay trở đi, thanh chiến đao này gọi là độc ảnh chiến đao. Một thanh huyết ảnh chiến đao, một thanh độc ảnh chiến đao. Bình thường ta dùng huyết ảnh chiến đao, thời điểm mấu chốt ta dùng độc ảnh chiến đao. Cứ lặng lẽ chờ đợi. Kim giác cự thú phải tu luyện bản tôn thiên địa, mà vân đằng cũng phải lột xác. Ta phải đợi thêm một thời gian nữa. La Phong mắt lóe lên ánh lệ mang, Tử Trung Vương, nhanh, nhanh. Một năm sau, trong thể nội thế giới. Ô kim giác cự thú ngẩng đầu lên, phát ra tiếng gầm hưng phấn, rốt cục cũng dùng hết vô số tài nguyên chân quý mà mình mua hết 1.100 ức đơn vị hỗn nguyên, tu luyện bản tôn thiên địa tới mức chấn phúc 10 lần. Tất cả chuẩn bị xong. La Phong đứng trên bãi cỏ, trong mắt có vẻ chờ mong. Ma Vân. Veo. Một luồng hào quang từ xa xa bay tới. Chính là Ma Vân đằng có 256 nhánh chủ bỏ ra ước 80 ước điểm tích lũy, rốt cục cũng tăng ma vân đằng từ 216 nhánh chủ lên tới 256 nhánh chủ, thực lực cũng từ phong hầu đỉnh cao tăng lên phong vương sơ cấp. Nếu muốn tăng lên tới mức 360 nhánh chủ, thì cần 1.000 ước điểm tích lũy nữa, hơn nữa xác suất thành công cũng không tới 50%. Còn nếu từ thời ấu thể đã bồi dưỡng ra một gốc ma vân đằng bất hủ 360 nhánh chủ, thì dùng trên 100 ức điểm tích lũy là có thể được. Bởi vậy có thể thấy được, nếu tiên thiên kém, Tới hậu kỳ, muốn tiến nữa thì cái giá phải trả có thể gấp 10 lần. Vù. Ma Vân Đằng bay tới, như bạch tuộc trong nháy mắt quấn quanh La Phong, sau đó dung nhập vào da La Phong. Chủ nhân. Ma Vân Đằng dùng ý thức truyền âm, trong thanh âm có vẻ cảm kích và hưng phấn. Hắc. La Phong cười. Ma Vân Đằng theo mình nhiều năm như vậy, một đường sinh tử lang bạt, cho dù bỏ ra nhiều điểm tích lũy thì đã sao. Tha mất nhiều điểm tích lũy một chút, cũng không muốn một lần nữa đào tạo ra một Ma Vân Đằng khác. Chỉ là bây giờ mình còn không phải là giàu có, hơn nữa áp lực uy hiếp trùng điệp, còn chưa đạt tới mức có thể tùy ý bỏ ra trên ngàn ức đơn vị hỗn nguyên để cược vào cái không vượt qua 50% thành công. Tỏa Không Tí, Là Phong lấy một viên thủy thần nguyên tinh nhét vào máng năng lượng của Tỏa Không Tí. Tướng giáp, một tầng chiến khải bạc hiện lên, bảo vệ ma vân chiến y, bảo vệ luôn cả Tỏa Không Tí. Thí Ngô Vũ Dực, phía sau lưng giang ra một đôi cánh màu bạc, vốn khí tức giới chủ lập tức bị che giấu, rồi uy áp cường giả lan ra. La Phong giáp bạc cánh bạc, sáng mắt lên, nhếch mép cười. Ba ba tháp. La Phong phân phó, lập tức phát tin nhắn, nhắn cho mọi người ta biết trên trên diễm tế đại lục, những cường giả phong vương thuộc trận doanh nhân loại, nhờ họ hỗ trợ, tìm chỗ ở của tử trung vương, thuộc khi trùy tộc, trận doanh tộc cơ giới. Rõ, những tin nhắn lập tức bắn ra nhờ hỗ trợ. Không biết có tìm được tử trung vương không? Ba ba tháp nói, tên tử trung vương chuyển ra tin tức, Phòng trừng cũng sợ La Phong ngươi đi đối phó hắn, rất có thể cũng ẩn nấp đâu đó. Nếu không tìm thấy, thì treo giải thưởng là tìm được hắn thôi. La Phong nói khẽ, cũng như năm đó tộc cơ giới tỷ duy tạp treo giải thưởng tìm La Phong. Chỉ cần bỏ ra mấy ngàn vạn đơn vị hỗn nguyên giải thưởng, sẽ làm cho tất cả cường giả thuộc trận doanh nhân loại đều điên cuồng đi tra tìm. Chương 853 trong lúc nhờ các cường giả phong vương trên diễm tế đại lục hỗ trợ tìm chỗ tử trung vương, La Phong cũng bắt đầu đáp phi thuyền vũ trụ ly khai căn cứ quân đội, vào lữ trình đi thẳng tới diễm tế đại lục. Vài ngày sau, xuyên toa vũ trụ xong. Ở một điểm xuyên toa gần diễm tế đại lục, chợt xuất hiện những tia không gian rung động, một chiếc đĩa bay đen chợt xuất hiện. Bên trong đĩa bay, La Phong đang đứng trong phòng điều khiển nhíu mày, trận doanh nhân loại có rất nhiều cường giả phong vương, thế mà không hề có ai có thể tìm được tử trung vương. La Phong, tử trung vương lúc trước đưa ra tin tức về ngươi, khẳng định đã đoán ra ngươi sẽ đi tìm hắn do đó hắn trốn là việc rất bình thường muốn tìm được hắn e rằng không dễ dàng trên đài kiểm soát phi thuyền hiện lên một hình ảnh hài đồng không có lợi ích thì không ai xuất sáng là phòng nhẹ giọng cười dù sao ta chỉ nhờ một vài các bằng hữu phong vương của ta hỗ trợ chú ý họ cũng nhiều nhất cũng chỉ hơi chú ý một chút nhưng cường giả phong vương tổng cộng có được bao nhiêu người chứ diễm tế đại lục lại rộng lớn biết bao năm đó ta vừa tới diễm tế đại lục tung hoành trên diễm tế đại lục lâu như vậy mà vẫn chưa từng chạm mặt một phong vương việc nhờ những cường giả phong vương tìm tử trung vương vốn cũng rất khó không có ích lợi gì họ cũng không thể phân phó một đám phong hầu hỗ trợ cho dù phân phó đám phong hầu ấy e rằng cũng chỉ đáp ứng bề ngoài nhưng bên trong thì ai mà muốn bỏ tinh lực la phong người muốn treo giải thưởng trong mắt ba ba tháp có chút hưng phấn đúng treo giải thưởng la phong mắt lóe sáng ta sớm đã thấy rõ rồi. Bất luận là cường giả tộc ta hay cường giả ngoại tộc đều giống nhau cả. Cường giả có bảo vật, mọi người không ai dám làm sằng bậy. Vì đi tranh đoạt rất có thể bỏ mạng. Nhưng người yếu mà có bảo vật, sẽ khiến cho mọi người nổi lòng tham, tranh nhau cướp đoạt. Lúc trước ta rất hạ mình, cũng không ai biết ta có bảo vật, do đó luôn không có ai đối nghịch với ta. Nhưng sau khi có bảo tàng tế tháp, tên tử Trung Vương lại thả tin ra, như vậy ta không thể yên bình được nữa tới đỉnh phong đã không thể hạ mình, vậy phải biểu hiện ra đủ chiến lực mới có thể chấn nhiếp đám cường giả các tộc được. Không ra tay thì thôi, đã ra tay phải đánh cho đám cường giả ngoại tộc tham lam sợ hãi. La Phong nhẹ giọng nói, như thế, mới có thể là một mẻ, khỏe suốt đời. Lần này ta chính đang muốn chấn nhiếp cường giả các tộc. Để cho bọn họ biết, đắc tội với ta hậu quả sẽ như thế nào. Cùng ngày, La Phong bắt đầu công khai treo giải thưởng. Việc này làm vô số cường giả trận doanh nhân loại trong phạm vi diễm tế đại lục kinh ngạc vì La Phong treo giải thưởng lần này tuyệt nhiên không phải là treo giải thưởng riêng tư, mà là thông qua hệ thống quân đội phát sóng cho cả diễm tế đại lục, tất cả đồng minh cùng trận doanh. Công khai treo giải thưởng, La Phong cũng chuyển tiền thưởng tới tài khoản công cộng của hệ thống quân đội. 5.000 vạn đơn vị hỗn nguyên. Đây là mức treo giải thưởng lần này. Chỉ cần phát hiện ra ngoại tộc tử Trung Vương, sau khi tọa độ xác nhận là có được 5.000 vạn đơn vị hỗn nguyên. Điên loạn. Nhân loại dương này thật là phát điên rồi hắn tránh ở căn cứ quân đội ẩn nhẫn lâu như vậy, không ngờ vừa bộc phát đã công khai treo giải thưởng tên ngoại tộc tử Trung Vương. 5.000 vạn đơn vị hỗn nguyên đó. Rất nhiều bất hủ phong hầu chúng ta toàn bộ tài sản cũng chỉ cỡ 1.000 vạn đơn vị hỗn nguyên. Vô số năm qua cũng khó kiếm được ngàn vạn đơn vị hỗn nguyên. Nhưng chỉ cần phát hiện ra tọa độ phong vương ngoại tộc đó là có thể tìm được khoản thưởng lớn như thế. Thật điên cuồng. 5.000 vạn. Tên dương này rõ là giàu nứt đố đổ vách. Ha ha, hấp dẫn rồi trên diễm tế đại lục vô số cường giả ngoại tộc vẫn đang nhìn chằm chằm vào hắn dương còn dám treo giải thưởng tử trung vương xem ra đã có chuẩn bị trận này e rằng rất hấp dẫn đây tử trung vương là ai dương treo giải thưởng tử trung vương xem ra tên ngoại tộc tử trung vương chính là người đứng sau lưng bắn ra tin tức cả trận doanh nhân loại ở diễm tế đại lục thoáng cái sôi trào lên dù sao cường giả phong vương cũng rất ít tuyệt đại đa số là bất hủ phong hầu bất hủ bình thường đối với họ thì 5.000 vạn đơn vị hỗn nguyên là một khoản tiền khổng lồ, đủ để làm họ ai nấy đều đỏ mắt điên cuồng. Khoản này mà bảo họ chém giết với tên phong vương ngoại tộc đó thì họ không dám, nhưng thỉnh thoảng phát hiện ra phong vương ngoại tộc, rồi chỉ truyền lại một tin tức, họ vẫn dám làm. Tìm tử trung vương. Long trời lở đất, vô số các bất hủ các tộc thuộc trận doanh nhân loại bắt đầu điên cuồng tìm tử trung vương. Cũng như mấy hôm trước đám ngoại tộc ấy dương vậy. Bây giờ vô số cường giả trận doanh nhân loại đang tìm tử trung vương, nhưng xem ra, việc trận doanh nhân loại tìm kiếm có vẻ điên cuồng hơn, tích cực hơn. Dù sao lần này là công khai treo giải thưởng rất lớn, nhưng một ngày, hai ngày, nửa tháng, một tháng, vẫn không có tin tức gì về Tử Trung Vương. Tử Trung Vương có chuyện gì thế? La Phong đáp phi thuyền sắp đến diễm tế đại lục rồi, lúc này hắn trong phòng điều khiển, nhíu mày nhẹ giọng nói, không đúng, hắn bắn ra tin tức bức bách ta, hẳn là muốn ta hiện thân. Bây giờ ta công khai treo giải thưởng hắn hẳn là hơi nóng lòng mới đúng. Hơn nữa tin tức ta treo giải thưởng lan ra khắp nơi, hẳn là đã truyền tới tai hắn rồi. Hắn chắc biết ta đang treo giải thưởng chứ. Nhưng hắn lại biến mất. Chẳng lẽ là ly khai diễm tế đại lục sao? La Phong khẽ lắc đầu. Không đúng. Kia tử trung vương bức bách mình hiện thân, hẳn là sẽ không đơn giản như vậy mới đúng. La Phong, ta có cảm giác tên tử trung vương chỉ đang ẩn nấp, rồi lặng lẽ quan sát mọi việc phát triển. Từ từ hắn sẽ hiện thân thôi. Ba Ba tháp nói, căn cứ vào quá trình tranh đoạt bảo tàng tế tháp, thì Tử Trung Vương là một tên gia hỏa vô cùng hung tàn. Trừ phi không có chút hy vọng, nếu không tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đến cả việc đối mặt với Phong Vương cực hạn thương kim vương mà hắn cũng dám liều mạng, thì đối mặt với La Phong ngươi không thể làm hắn sợ tới mức bỏ chạy được. Ừ. La Phong gật đầu. Thế giới giả định trận doanh tộc cơ giới, trong căn nhà bằng sắt thép một tầng rộng lớn, Tử Trung Vương đang thong dong ngồi trước bàn ăn đầy mỹ thực đột nhiên cửa sảnh chợt mở ra, hai người tướng mạo khác nhau bước vào. Một người toàn thân phủ kín lông, có độc nhãn đỏ sậm, trông giống như một con mãnh thú đứng thẳng, toàn thân tản ra khí tức dã man. Còn người còn lại có vóc người cao gầy, cao phải hơn 8 thước, toàn thân bọc trong áo choàng màu bạc, đeo mặt nạ màu đen, trên mặt nạ cũng có những hoa văn kỳ dị. Tử Trung Vương, người thật sự rất thanh thản, lại đang ở thế giới giả định đếm thử mỹ thực chẳng lẽ ngươi không biết trên diễm tế đại lục, vô số bất hủ ngoại tộc trận doanh nhân loại đang điên cuồng tìm ngươi sao? Người đeo mặt nạ cao gầy, thanh âm tinh tế, mềm mại. Treo giải thưởng ngươi lên tới 5.000 vạn đơn vị hỗn nguyên, tương đương với một ức đơn vị du lam trận doanh tộc cơ giới chúng ta, một khoản tiền không nhỏ chút nào. Một cự hán thanh âm mang theo tiếng vang ẩm âm như dã thú, từ con mắt độc nhất đỏ ké như mãnh thú cất tiếng. Huyết thú vương, trọng tiễn vương, tử trung vương ngừng đầu, trong mắt lộ ra nụ cười, không phải có hai vị đây sao? Có hai vị Phong Vương cường giả cực hạn ở đây, lướt mắt cả Diễm Tế đại lục, ta còn phải sợ ai? Ha ha ha, Cự Hán như mãnh thú có một mắt đỏ ké nghe xong nhất thời thoải mái cất tiếng cười. Tử Trung Vương, ngươi nói đúng lắm, có hai chúng ta, đám Phong Vương ở Diễm Tế đại lục căn bản không việc gì phải sợ. Hắc, nam tử đeo mặt nạ cao gầy cũng nhẹ giọng cười nói, trong tiếng cười ẩn hàm vẻ tự tin. Tử Trung Vương tiếp tục nói, về phần treo giải thưởng ta 5.000 vạn đơn vị hỗn nguyên, chỉ có thể nói rõ ràng một điểm. Nhân loại dương này thật sự rất giàu. Chỉ cần chúng ta giết hắn, ha ha, tin rằng thu hoạch nhất định sẽ làm hai vị phải vô cùng kinh hỉ. Ừ, nam tử mãnh thú độc nhãn đỏ ké, nam tử mặt nạ cao gầy đều gật đầu. Huyết thú vương, trọng tiễn vương. Hai người bọn họ là phong vương cực hạn, nhân vật do tử trung vương chuyên môn mới tới, bây giờ họ đều đang ở tinh thần tháp, cũng như trên diễm tế đại lục cơ hồ không có cường giả phong vương cực hạn nào. Chỉ có ở những khu vực nguy hiểm nhất cả chiến trường ngoài tinh vực như tinh thần tháp mới tụ tập được cường giả phong vương cực hạn các tộc. Thực lực hai người họ đều không thua gì thương kim vương. Lần này, tử trung vương đưa giá 50 ức đơn vị du lam tiền hoa hồng cùng với một phần ba tài sản của nhân loại dương sau khi chết, mới mời được huyết thú vương, trọng tiễn vương. Tiền bạc của tên nhân loại dương, ba người bọn họ sẽ chia ba, huyết thú vương, trọng tiễn vương còn có thể tìm được một ức đơn vị du lam tiền hoa hồng. Cho dù biết rõ việc nhân loại dương không dễ đối phó, hai người họ cũng vẫn đồng ý, không dễ đối phó. Nhất định không dễ đối phó thì mới có thể mời cường giả phong vương cực hạn chứ. Nếu không làm sao mời chúng ta, tên tử trung vương ra tay hào phóng như thế, xem ra tiền bạc của tên nhân loại đó cũng rất kinh người. Nếu chiếm được bảo tàng tế tháp thật, chúng ta sẽ tìm được một phần ba, cũng là một khoản tiền khổng lồ rồi. Khoản này có thể rất lớn ừ một phong vương cao cấp mà thôi cho dù hắn có át chủ bài cho dù mời cường giả tới có hai chúng ta còn sợ gì ai hai người huyết thú vương trọng tiễn vương lúc được mời đã âm thầm trao đổi với nhau cũng đã nói như thế do đó mới nhận được lời mời tử trung vương huyết thú vương trọng tiễn vương ba người họ ngồi vây quanh chiếc bàn ăn cùng nhau hưởng thụ mỹ thực đồng thời trò chuyện đủ thứ tử trung vương nhân loại đó treo giải thưởng tình ngươi như vậy ngươi chừng nào thì hiện thân trọng tiễn vương nói khẽ ta phải trước hết làm cho mình có vẻ yếu thế. Tử Trung Vương cười nói, cho hắn nghĩ rằng ta sợ hãi. Ta sợ hãi. Ha ha, ta bây giờ tránh ở ngoài diễm tế đại lục, họ đang ở trong diễm tế đại lục, nhất định không thể tìm được đến ta. Nhưng bây giờ thời gian cũng gần tới rồi, hỏa hậu cũng đủ rồi. Ta lặng yên hiện thân, cố ý bị trận doanh nhân loại phát hiện. Dẫn hắn nhập mê trận. Trong mắt tử trung vương lóe lên vẻ hung dữ, nói the thế, sau này ta và hai vị cùng nhau ra tay hai vị cường giả phong vương cực hạn đồng thời liên thủ dùng thực lực tuyệt đối bá đạo ép chết tên nhân loại này không động thủ với hắn thì thôi đã động thủ tuyệt đối không để cho hắn một chút cơ hội nào ha ha thống khoái tử trung vương ta thích tác phong của ngươi huyết thú vương cười ha ha thanh âm hùng hậu vang lên như những tiếng gầm đúng chúng ta dùng thực lực mang tính áp đảo giết chết hắn luôn ta nhất không thích dây dừa chiến đấu như vậy quá phiền phức nên dùng tính áp đảo mà đè chết hắn là khoái nhất ừ Trọng Tiễn Vương cũng nhẹ nhẹ gật đầu. Hai vị cũng xin chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị kỹ lưỡng ngoài diễm tế đại lục. Tử Trung Vương cười nói, một khi tên La Phong lọt vào mê trận, ta sẽ lập tức thông báo cho hai vị, để hai vị lập tức thuấn di chạy tới. Yên tâm. Huyết thú vương đạo. Chúng ta bây giờ sẽ tới bên ngoài hư không diễm tế đại lục chờ tin tức ngươi. Trọng Tiễn Vương cũng nói. Tử Trung Vương mỉm cười nâng chén, sẽ không để hai vị đợi lâu đâu. Nào, chúng ta cạn ly vì bảo tàng tế tháp sắp thu được nào. Nào, uống vì bảo tàng. Huyết thú vương nâng chén. Uống cho tên nhân loại đó ra đi. Trọng tiễn vương nâng chén. Tiếng chạm ly lanh canh vang lên. mươi 854 La Phong đang đợi tin tức tử Trung Vương. Lúc này trượt chân diễn vương gửi tin nhắn cho La Phong. Nói là hắn đã tới Vũ Tương Sơn, bảo La Phong đi gặp hắn. Khu nguyên thủy Vũ Tương Sơn, trong trang viện La Phong. Trong căn nhà u tĩnh, đám người hầu sớm đã dâng lên trà nóng chân diễn vương đang bưng chén trà nóng hít một hơi thật sâu, sau đó mới uống một hớp sư phụ la phong từ ngoài sảnh đi vào người tỉnh ta ừ chân diễn vương lúc này mới đặt chén trà xuống cười tán dương nói đồ nhi thứ đồ uống mà địa cầu truyền tới tên là trà này thật là không tệ không thua gì các loại đồ uống ở những nơi khác chút nào càng nhấm nháp ta càng là thích trong phòng để đồ uống của ta bây giờ cũng đã có thêm một loại nữa hơn nữa giá lại rẻ hơn những nước trái cây chỗ khác nhiều lắm sư phụ đã thích vậy ta bảo người trong nhà chuẩn bị những thứ trà mới nghiên cứu nhất đưa tới hỗn độn thành tặng sư phụ la phong nói trà là thứ do công ty bình hải đang kinh doanh công ty bình hải trên địa cầu nguyên có một cơ sở sản xuất trà tự nhiên cũng sẽ trồng trà ở rất nhiều tinh cầu khác trong vũ trụ có hoàn cảnh khác nhau nghiên cứu chế tạo ra những trà mới đưa ra rất nhiều giống nếu nói về trà nhà la phong tự nhiên là nhiều nhất ha ha được chân diễn vương thoải mái đáp ứng hôm nay ta tới là vì nghe nói ngươi lấy thân phận dương bán đi rất nhiều bảo vật giá trị cao hơn nữa ta cũng tìm hiểu một chút mới biết được ở khu vực chiến đấu diễm tế đại lục thuộc chiến trường số 7, chiến trường ngoài tinh vực người đã tìm được bảo tàng tế tháp tin này là thật à thật la phong gật đầu về thân phận dương của mình sư phụ chân diễn vương đã biết rồi chân diễn vương giật mình trong mắt lóe lên kim quang có phiền phức gì không hơi phiền phức một chút la phong cười nói nhưng đệ tử có thể giải quyết sư phụ cứ yên tâm có thể giải quyết thì tốt ta biết tính cách ngươi đã dám nói như vậy, sư phụ không hề lo lắng gì. Trần Diễn Vương gật đầu, tò mò hỏi, bảo tàng tế tháp giá trị bao nhiêu? Làm gì gây mưa gió như vậy? Mấy ngàn ức đơn vị Hỗn Nguyên. La Phong thật ra cũng không muốn giấu diếm. Trần Diễn Vương trừng mắt, giật mình nói, mấy ngàn ức, không nói giỡn chứ. Trên chiến trường ngoài tinh vực loại như Diễm Tế Đại Lục nếu xuất hiện bảo tàng, nếu có thể bán được mấy trăm ức đơn vị Hỗn Nguyên xem như rất không tệ rồi. Sao lại có nhiều như vậy? La Phong nhếch miệng cười. Ha ha tên gia hỏa vận may chân diễn ta nhận được một đệ tử tốt thật chân diễn vương cười phá lên trong mắt có vẻ đắc ý đồ nhi nhìn ngươi biểu hiện trên diễm tế đại lục sư phụ ta vô cùng hài lòng nhưng ngươi không thể kiêu ngạo ta hài lòng nhưng một vị sư phụ mới của ngươi là hỗn độn thành chủ lại không nhất định hài lòng đâu nhãn giới của ông ấy cao hơn ta nhiều đệ tử hiểu la phong gật đầu sư phụ hỗn độn thành chủ của mình đã đứng ở trên đỉnh cao vô số tộc quần vũ trụ muốn làm sư phụ hỗn độn thành chủ hài lòng cũng không phải là việc dễ dàng gì đối với hỗn độn thành chủ thì mấy ngàn ước tiền bạc cũng chỉ là một hạt cát trong sa mạc không đáng để nhắc tới với tư cách là người nắm quyền cao nhất công ty vũ trụ giả định với quyền hạn của mình mọi động tĩnh của la phong trên chiến trường ngoài tinh vực hỗn độn thành chủ nếu muốn xem xét mà nói tự nhiên toàn bộ có thể thấy hết la phong việc tìm được tế tháp bảo tàng hỗn độn thành chủ lại chưa bao giờ tán dương có lẽ trong mắt hắn cái này căn bản không đáng để tán dương hỗn độn thành chủ lúc trước chính thức tán dương la phong đó là khi la phong tự nghĩ ra tuyệt học đỉnh cao minh nguyệt sách nỗ lực nhiều lên hỗn độn thành chủ đã nhận ngươi làm đệ tử ngươi cũng không thể buông lơi chút nào thân phận thân truyền đệ tử của hỗn độn thành chủ là vô cùng quang vinh đồng thời cũng có trách nhiệm rất lớn tất cả cường giả đều tự động cho rằng ngươi phải biểu hiện vượt xa các cường giả xuất sắc nhất khác gấp ngàn lần vạn lần như vậy mới có thể xứng với thân phận này ngươi biểu hiện xuất sắc nhất cũng là bình thường vì ngươi là thân truyền đệ tử của hỗn độn thành chủ nếu ngươi biểu hiện không phải là xuất sắc nhất ngươi có thể sẽ bị người ta thầm chế nhạo chân diễn vương khuyến khích dạ sư phụ la phong trịnh trọng nói tựa như lần này tử trung vương kinh ngạc về biểu hiện của la phong lúc trước ở tế tháp nhưng nếu hắn biết đối thủ của hắn là thân truyền đệ tử của hỗn độn thành chủ thì la phong có xuất ra bao nhiêu át chủ bài hắn cũng sẽ không giật mình chỉ cảm thấy đó là việc đương nhiên vô cùng bình thường phải biết rằng, hỗn độn thành chủ là một tồn tại như thế nào chứ? La Phong và sư phụ Trân Diễn Vương cùng hàn huyên hồi lâu. Trân Diễn Vương tự hào về La Phong, cũng nhận định La Phong sau này sẽ là đệ tử ưu tú nhất của hắn. Nhưng hắn cảm thấy cũng không tự tin lắm, lo lắng đệ tử yêu không được hỗn độn thành chủ trọng thị, tự nhiên luôn luôn quan tâm tới quá trình trưởng thành của La Phong. Thường xuyên tới để chỉ điểm một phen. Nghe người nói như vậy, tử Trung Vương thật là loại âm hiểm cực đoan tàn nhẫn. Hơn nữa còn rất có tâm kế, Trần Diễn Vương khẽ gật đầu. Loại tính cách này, khi bắn ra tin tức, hắn khẳng định sẽ có đường lui, tuyệt đối sẽ không sợ tới mức trốn mất đâu. Đệ tử cũng nghĩ như vậy. La Phong gật đầu, nhưng bây giờ hắn không chịu hiện thân, từ từ đợi đi. Trần Diễn Vương nói, phải có chút kiên nhẫn. Đối thủ của ngươi tuy hơi có kỹ năng, nhưng sư phụ vẫn tin ngươi có thể giải quyết. Trong vũ trụ mênh mông, vô số tộc quần có thể đạt tới bất hủ phong vương cực hạn nhưng trong tỷ tỷ tộc quân đó nếu có thể xứng với cái tên phong vương vô địch gần tới mức vũ trụ tôn giả thì rất ít tuyệt học cảm ngộ quy luật bí pháp loại chấn phúc sức bật tâm kế không thiếu thứ gì chân diễn vương gặp qua rất nhiều cường giả kinh nghiệm rất phong phú nghe la phong vừa nói đã nhìn thấu được tính cách tử trung vương có lẽ tử trung vương âm hiểm tàn nhẫn chủ bị đủ mọi đường nhưng hắn hiểu rõ đệ tử la phong của mình Đệ tử hắn nhìn như bình thường, kỳ thực minh tâm kiến tính, nhìn thẳng vào bản tâm, thấy rõ tất cả nhược điểm ưu điểm bản thân, có thể tỉnh táo đưa ra kế hoạch chuẩn xác nhất. Cần hạ mình hắn tuyệt đối sẽ hạ mình, nên bá đạo hắn tuyệt đối sẽ bá đạo. Cho dù gặp phải tử vong, cũng sẽ đưa ra lựa chọn tỉnh táo. Đây là La Phong. So với Tử Trung Vương, loại như La Phong mới là loại đối thủ đáng sợ chính thức, là loại người tài mà vẻ ngoài đần độn, nhìn như bình thường hạ mình. Nhược điểm của ngươi là thực lực tự thân kém trần diễn vương nói ngàn vạn lần không được sơ ý đệ tử đã có nhiều chuẩn bị la phong gật đầu đương nhiên trong vũ trụ có quá nhiều thủ đoạn thần bí đệ tử không dám nói tuyệt đối nắm chắc nhưng cũng nắm chắc được chính phần tu tu la phong có điện thoại cũng có một tin nhắn đồng thời đưa tới điện thoại và tin nhắn từ cùng một số là cùng lúc gửi tới ba ba tháp trên vai vội nhắc nhở la phong ngón tay điểm nhẹ vào hư không xuất hiện một màn hình đầu tiên đầu tiên là nhận cuộc điện thoại đồng thời cũng mở tin nhắn trên màn hình xuất hiện một người khổng lồ bao phủ trong chiến khải đen có sừng châu trầm giọng nói ta đã phát hiện ra cường giả tử trung vương khi chủ tộc thuộc trận doanh tộc cơ giới tọa độ là bên cạnh cũng xuất hiện tin nhắn nội dung giống như vậy đã phát hiện la phong đứng bật lên rất tốt một khi xác nhận ta sẽ đưa giải thưởng cho ngươi la phong nói xin đại nhân mau mau đến đi thời gian quá lâu tử trung vương rất có thể đi mất người khổng lồ sừng châu nói bột thông tin đóng lại chân diễn vương đang ngồi cười nói tử trung vương hiện thân rồi ạ à? hiện thân rồi la phong gật đầu đây chính là chiến đấu sinh tử sinh tử chỉ có một đường cho dù chiếm hết ưu thế cũng không thể sơ ý chân diễn vương nhắc nhở nói đi đi ta ở trang viện ngươi chờ tin tức tốt ngươi đưa về dạ la phong mỉm cười lập tức ý thức biến mất khỏi mạng vũ trụ giả định diễm tế đại lục bên trong hang động băng tuyết Tử Trung Vương đang một mình khoanh chân ngồi trên tảng đá lạnh giá. Máy thăm dò cỡ lớn lẫn mini chỉ mở ra thăm dò, nhưng lại đóng chức năng ngăn che tín hiệu. Do đó bất hủ phong hầu thuộc trận doanh nhân loại may mắn mới có thể dựa vào máy thăm dò mà phát hiện ra Tử Trung Vương, phát hiện ra ta rồi. Một tên tiểu gia hỏa bất hủ phong hầu. Tử Trung Vương nhẹ giọng nói, muốn dựa vào ngươi để nhân loại dương nhập vào bàn cờ, xem như ngươi cũng gặp may. Oanh. Tử Trung Vương cẩn thận cảm ứng sóng không gian hắn nghiên cứu quy luật không gian, đã có thể thuấn di, nên rất linh mẫn với sóng không gian. Có sóng không gian đặc thù, là thuấn di. Tử Trung Vương sáng mắt lên. Nhân loại đó đã rơi vào bàn cờ rồi. Ở cách tử Trung Vương đại khái mấy ngàn km, một nhân loại giáp bạc cánh bạc và một ảo ảnh bao phủ trong hắc vụ đồng thời xuất hiện. Sát Luân Vương, cảm ơn. La Phong nói. Sau này có giao dịch giống thế cứ tìm ta. Trong ảo ảnh truyền ra một chàng cười, lập tức ảo ảnh hắc vụ trợt hư không tiêu thất ta không biết thuấn gì. Mỗi lần chỉ có thể mời cường giả phong vương đỉnh cao khác tới hỗ trợ, có thể thi triển thuấn gì thì tốt hơn. Nhưng tiếc rằng, ta về mặt cảm ngộ quy luật vẫn còn kém nhiều. La Phong lắc đầu, đồng thời dùng ý thức phân phó, ba ba tháp, phát hiện ra tử trung vương chưa. Tử trung vương ở trong hang động ở một sơn mạch băng tuyết cách đây 3.201 km, hắn đang khoanh chân ngồi trên một tảng đá, máy thăm dò mặc dù đều mở ra, nhưng không hề ngăn che tín hiệu từ bên ngoài đến, hiển nhiên là đang chờ đợi tại đây. Ba ba tháp dùng ý thức trao đổi. Ta biết hắn đang đặt bàn cờ. Hắn cũng biết, ta có chuẩn bị. La Phong cười khẽ nói, hắn không ngốc, ta cũng không xuẩn. Hai chúng ta đều biết, hai bên đều có chuẩn bị. Cũng biết chỉ cần song phương không lùi bước thì trận này không thể tránh khỏi. Hắn hiển nhiên rất tự tin. Ta cũng tự tin. Đến khi hắn ngã xuống, hắn mới hối hận. Ba ba tháp, tình báo xác nhận chính xác, chuyển giải thưởng cho bất hủ phong hầu may mắn kia. La Phong nói. Rõ, địa vị khác nhau, tiền bạc cũng khác nhau. Ba ba tháp, chúng ta nên tặng cho tử trung vương món quà gặp mặt chứ. La Phong cười khẽ nói, y lâm na, dựa theo phân phó lúc trước của ta, tập kích hai tầng. Dạ, chủ nhân. Trung tộc mẫu xào xuất hiện một bên. Còn cách đó mấy ngàn km, trong hang động ở sơn mạch băng tuyết, tử trung vương lại nhíu mày ngồi đó, vừa rồi liên tục hai lần có sóng không gian đặc thù. Hiển nhiên là thuấn di, một tới một đi hẳn là có một cường giả thuộc trận doanh nhân loại sở trường thuấn di đem tên nhân loại dương đến. Sau đó cường giả đó một mình rời đi. Nhân loại dương đó đã tới, sao không có động tĩnh gì cả. Ta ngồi đây, mà hắn cũng không dám động thủ sao. chương 855 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Giữa không trung vô số trùng tộc dày đặc xoay vòng quanh trùng tộc mẫu xào. Các con trùng tộc có khi cách nhau trăm mét, có khi cách mấy chục thước, hình thành hai hình cầu khổng lồ trăm vạn hổ giáp trùng tộc vương giả tạo thành một hình cầu khổng lồ, còn 500 vạn hổ giáp trùng tộc vương giả, 20 vạn trùng tộc loại phong ảnh vương giả, 20 vạn liệp đường trùng tộc vương giả cũng hợp thành một quả cầu khổng lồ. Oanh gần 200 vạn trùng tộc vương giả đồng thời xúc tích năng lượng. Máy thăm dò mini của La Phong có thể bao phủ hoàn toàn phạm vi không gian bán kính 20 km. Không gian lớn như thế hoàn toàn đủ để bao phủ 200 vạn trùng tộc vương giả sắp xếp thành trận hình. Công kích đi. Thanh niên mặc tướng giáp đứng bên cạnh trùng tộc mẫu xào mỉm cười hạ lệnh. Rõ, chủ nhân. Mẫu Hoàng Y Lâm Na truyền âm đáp. Trận hình đầu tiên, công kích. Ầm. Um, 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 Ầm. Um. Trăm vạn hổ giáp trùng tộc vương giả toàn bộ phóng thích ra năng lượng xúc tích. Nhất thời thiên địa biến sắc, vô số cột sáng bắn ra, rồi ngưng tụ lại thành một luồng hào quang làm người ta ớn lạnh, sau đó trong nháy mắt oanh kích vào sơn mạch băng tuyết. Những lớp băng tuyết bị hòa tan hóa thành hư vô, sơn mạch cũng tan rã oanh kích với năng lượng khủng khiếp làm người ta ớn lạnh. Trận hình thứ hai, công kích. Y Lâm Na bỏ qua việc điều khiển trận doanh đầu tiên, lập tức điều khiển trận doanh thứ hai gồm 50 vạn hổ giáp trùng tộc vương giả, 20 vạn trùng tộc loại phong ảnh vương giả, 20 vạn liệp đường trùng tộc vương giả, một lần nữa liên hợp phóng thích ra vô số cột sáng, ngưng tụ vào sơn mạch xa xôi, tạo thành một luồng sáng, vô cùng dễ dàng oanh kích thẳng tới. Thu, toàn bộ về nhẫn thế giới. La Phong đầu tiên thu trùng tộc mẫu sao vào nhẫn thế giới, sau đó thu các chiến sĩ trùng tộc khác. Bên trong hang động, tử trung vương vẫn yên lặng mặc khoanh chân ngồi, đang thầm nghĩ, nhân loại dương có thể rất cẩn thận. Hắn đang vô cùng cẩn thận dò xét chắc. Đột nhiên một luồng năng lượng đáng sợ mang tính hủy diệt trong nháy mắt phủ xuống, năng lượng công kích bắn đi với tốc độ ánh sáng. Khoảng cách vẻn vẹn chỉ mấy ngàn km, dưới tốc độ 30 vạn km mỗi giây, thời gian ngắn ngủi như thế nào chứ? Đợi đến khi Tử Trung Vương phát hiện có gì đó không đúng thì công kích đã phủ xuống. Không ổn. Đối mặt với công kích đáng sợ như vậy, Tử Trung Vương trước tiên là thi triển Thuấn Di, biến mất khỏi chỗ. Ầm. Um, cột sáng thô to quét ngang, càn quét tất cả vật trở ngại, nhưng chưa nổ. Quân đoàn trùng tộc cùng vào một chỗ sẽ tạo vụ nổ hay không hoàn toàn căn cứ vào sự khống chế của trùng tộc mẫu hoàng. Vì năng lượng trăm vạn cột sáng cùng tụ lại thành mười luồng, mười luồng cột sáng bắt đầu nén lại. 100 cột sáng nén thành 10 cột sáng, sau đó nén 10 cột lại với nhau. Càng về sau năng lượng tụ lại càng tăng trưởng với biên độ ghê gớm, cuối cùng khi nén đến cực hạn. Phóng thích ra công kích như thế nào, từ khoảng cách, góc độ ra sao, thứ tự trước sau, đều sẽ ảnh hưởng tới loại nén này. Chỉ có nén đến cực hạn, mới có thể hình thành vụ nổ. Trung tộc mẫu hoàng chỉ cần nguyện ý, có thể làm trung tộc cùng đánh vào một chỗ xa vài chục vạn km rồi nổ tung, hoặc nổ tung ở một chỗ xa mấy trăm vạn km, còn lần này, La Phong hiểu rõ chỉ riêng trùng tộc công kích cũng không thể đánh trọng thương tử trung vương được bảo vệ bởi chuông tính được. Hơn nữa tử trung vương có thể thuấn di, dù sao không như ở trong tế tháp. Tuy có tỏa không tí, nhưng đây là át chủ bài của La Phong. Thời điểm mấu chốt mới có thể phát huy công dụng. Trùng tộc công kích như vậy uy lực không đủ. Thứ hai đối phương sẽ thuấn di. Do đó La Phong cho quân đoàn của trùng tộc Mẫu Hoàng lần này công kích nổ tung cách đó 30 vạn km, mục đích vẻn vẹn chỉ là muốn đà thảo kinh xà bức bách tử trung vương xuất ra át chủ bài. Hai đại trận hình, trước sau công kích, tranh lệch cũng chỉ không phải một giây. Sau đó La Phong lập tức thu trùng tộc mẫu hoàng, rồi thu nốt những chiến sĩ trùng tộc khác. Về phần vụ nổ khi xảy ra cũng đã qua một giây đồng hồ sau rồi. Tuy như thế, dưới sự cảm ứng của tử trung vương, cột sáng với năng lượng đáng sợ bắn tới vẫn làm hắn sợ tới mức lập tức phải thuấn di. Veo, đã thuấn di thẳng tới một nơi khá xa ngoài diễm tế đại lục. Vù, năng lượng công kích mạnh thật. Tử Trung Vương hít sâu một hơi, trong mắt có chút kinh sợ nhân loại dương này tìm được bảo tàng tế tháp, xem ra đã mua vũ khí cường đại. Vừa rồi năng lượng công kích đó, tự hồ có thể sánh ngang với bất hủ phong vương đỉnh cao tự bạo. May mà ta mời cường giả phong vương cực hạn, loại công kích như vậy là vô dụng. Tử Trung Vương đứng giữa không trung đợi 10 giây, sau đó mới thuấn di về tới bầu trời sơn mạch băng tuyết vụ nổ làm cả sơn mạch băng tuyết đều biến thành hư vô, làm mặt đất vô tận chung quanh xuất hiện một hố sâu khổng lồ cả trăm vạn km. Hồi lâu sau, trên bầu trời hố sâu đột nhiên xuất hiện một bóng người tử trung vương. Ồ, tử trung vương nhìn xuống hố sâu phía dưới, lập tức hướng mắt nhìn thanh niên giáp bạc cánh bạc xa xa, trong lòng không kìm được thầm kinh hãi. Nhân loại này vừa tới đã có thể thi triển công kích mạnh như vậy, thật sự quá kiêu ngạo. Hắn quá tự tin, hay là quá ngu xuẩn? từ lữ trình bảo tàng tế tháp cho thấy nhân loại dương này không ngu xuẩn chút nào ta không thể làm bậy một lần sơ sót ta đều có thể mất luôn tính mạng nên lập tức bảo hai vị phong vương cực hạn đến xem ra có nguy hiểm sẽ dựa vào họ hừ ta đợi ở ngoài tính cơ hội hạ sát thủ trong óc tử trung vương trong nháy mắt hiện lên rất nhiều ý nghĩ mục đích của la phong đã đạt được lúc mới bắt đầu trung tộc hợp kích dọa khiếp tử trung vương với biên độ năng lượng như vậy nếu là hỏa thần nguyên tinh thì giá trị cũng vài chục ức điểm tích lũy là ít nếu là vũ khí tộc cơ giới khác, chỉ cần năng lượng dự trữ tiêu hao cũng rất kinh người. Dám chơi như vậy, tuyệt đối 10 phần tự tin. Hắn không biết rằng La Phong dùng quân đoàn trùng tộc, mỗi một chiến sĩ trùng tộc đều là giới chủ. Giới chủ là có thể tự mình bổ sung năng lượng, không giống như những vũ khí cơ giới, mỗi lần dùng đều cần vô số năng lượng dự trữ bổ sung. Huyết thú vương, trọng tiễn vương, Tử trung vương vội thông qua thế giới giả định liên lạc với hai người kia. Nhân loại đó tới rồi. Hắn đã tới. Nhưng huyết thú vương, trọng tiễn vương, theo ta thấy nhân loại này có vài sát chiêu đó. Do đó chúng ta không thể sở ý được. Nên dựa theo kế hoạch thứ ba mà hành động. Kế hoạch thứ ba. Huyết thú vương hơi giật mình. Ừm, không thể do dự, ra tay là giết ngay. Đây là hai tọa độ. Hai người các ngươi phân biệt thuấn di từ hai phương vị, sau đó từ trung vương thông qua thế giới giả định, nhanh chóng tiến hành bố cục. Hắn vốn còn tính một mình đấu với La Phong một phen trước, nhưng bây giờ lại sợ tới mức vội bảo hai đại phong vương cực hạn hiện thân vùng sát biên giới diễm tế đại lục huyết thú vương và trọng tiễn vương đang ở trong một tòa cung điện chờ đợi huyết thú vương và trọng tiễn vương nhìn nhau không thể giữ sức nữa huyết thú vương trầm thấp hùng hồn nói phải hành động tiêu diệt nhân loại đó yên tâm trọng tiễn vương cười nói hai ta liên hợp công kích ta không tin hắn trốn được đâu nói như vậy nhưng hai người bọn họ dù sao cũng đều là cường giả phong vương cực hạn họ thân phận bực này khẳng định là có những át chủ bài bảo vệ tính mạng rất nghịch thiên mặc dù nói dùng hết sức giết la phong nhưng cũng không đến mức lãng phí một vài tuyệt chiêu át chủ bài veo veo hai người bọn họ đồng thời thuấn di biến mất giữa không trung la phong giáp bạc cánh bạc hướng mắt nhìn tử trung vương xa xa tử trung vương ta còn tưởng rằng ngươi sợ tới mức không dám hiện thân nữa la phong hướng mắt nhìn tử trung vương ngươi ngay từ đầu không phải tung ra tin tức muốn tình ta ra khi ta hiện thân, ngươi lại biến mất tiêu. Lúc trước ta treo giải thưởng tìm ngươi tới nghiêng trời lệch đất, ngươi hẳn cũng sớm biết rằng tin tức đó rồi chứ? Nhưng ngươi vẫn không hiện thân. Bây giờ đột nhiên hiện thân, xem ra là có 10 phần tin tưởng đối phó với ta rồi. Hừ, đúng là ta đưa tin. Nhưng ngươi cũng trốn khá lâu đó chứ." Tử Trung Vương cười khẽ, xem ra là mua được một vài vũ khí đặc thù rồi. Tộc cơ giới hay tộc quần khác, đợt lát nữa ngươi sẽ biết." La Phong chế nhạo nói. À, xem ra có một chút sát chiêu lợi hại rồi đó. Tử Trung Vương mỉm cười. Nhưng vì chủng tộc tướng mạo của hắn, nên nụ cười làm hắn trông rất dữ tợn. Tử Trung Vương đang đợi. La Phong cũng đang đợi. Họ đang đợi cùng một đối tượng. Trước hết để cho ngươi đắc ý đi. Huyết Thú Vương, Trọng Tiễn Vương lập tức tới bây giờ. Cho dù ngươi có sát chiêu, nhưng họ vẫn chống lại được. Ta cũng muốn nhìn xem ngươi tìm được bảo tàng tế tháp có thể đưa ra át chủ bài gì đây. Dù sao bất luận như thế nào, thực lực tự thân mới là cơ sở. Tử Trung Vương trong lòng lạnh giá tràn ngập sát ý, Tử Trung Vương ngươi có chiêu gì cứ việc đưa ra đi. Nếu không không đáng để ta vận dụng sát chiêu đâu. La Phong trong lòng cũng thầm nghĩ. Veo, veo, từ rất xa giữa không trung, đột ngột xuất hiện hai bóng người. Hay, Tử Trung Vương trong mắt xuất hiện nụ cười. Tới rồi, ủa, La Phong đưa ánh mắt lạnh lẽo liếc mắt nhìn ra xa. Hai bóng người đó đều tản ra khí tức đáng sợ làm người ta ớn lạnh huyết thú vương cao lớn, toàn thân đều thoáng che một tầng huyết quang, còn trọng tiễn vương càng làm cho La Phong không khỏi cảm thấy phát lạnh. Khí tức hai người rất mạnh, không thua gì thương kim vương sau khi thi triển loại bí pháp chấn phúc chút nào. La Phong vương cực hạn. La Phong thầm nghĩ là huyết thú vương và thủy tiễn vương. Trước khi chiến đấu, La Phong tự nhiên đã thu thập các loại tin tình báo, với phạm vi chiến đấu của căn cứ quân đội số 026, tỷ như diễm tế đại lục, tỷ như tinh thần tháp, bất kỳ cường giả nào có danh khí, đặc biệt là cường giả Phong Vương cực hạn toàn bộ đều ghi lại, trong đó có Huyết thú vương và Trọng Tiễn vương. Lại là hai người này. Hơi phiền phức rồi." La Phong thầm nghĩ. Nhân loại, Huyết thú vương độc nhãn làm người ta ớn lạnh. Nhân loại, Trọng Tiễn vương vĩnh viễn đeo mặt nạ, làm người ta không thể thấy được nét mặt Lúc này, hai đại phong vương bộc phát toàn bộ chiến lực, đồng thời đưa mắt nhìn La Phong. Veo, veo, đồng thời thuấn di, lao về phía La Phong. Chết đi, tử trung vương ở giữa không trung ngoài mấy ngàn km thấy cảnh này không khỏi hưng phấn chờ mong. Nếu hắn không cần ra tay, chỉ cần huyết thú vương trọng tiễn vương mà giết được La Phong, vậy thì quá tuyệt vời. Chính là lúc này, la phong vừa thấy huyết thú vương trọng tiễn vương đồng thời thuấn di lập tức hai cánh rung lên thi triển tam chấn xuyên toa vũ trụ lập tức dít lên lao về phía tử trung vương soát soát huyết thú vương trọng tiễn vương vừa xuất hiện đã phát hiện la phong phi hành rất nhanh la phong bộc phát tốc độ thời gian ngắn quá kinh người hai người họ nhất thời cũng kinh ngạc tỏa không chi phụ khởi động nhất thời giữa hư không những hoa văn tế tự vô hình bắt đầu dập dờn trong không gian trên vạn km như sóng gợn vô hình trên mặt nước những sóng không gian dưới ảnh hưởng của những hoa văn kỳ bí này hoàn toàn tĩnh lặng không gian hoàn toàn bị phong tỏa là phong tỏa không gian huyết thú vương trọng tiễn vương tử trung vương đều là cả kinh các người trong mắt là phong lóe lên vẻ điên cuồng đều trốn không thoát đâu chương 856 không gian phạm vi bán kính một vạn km như ẩn như hiện những hoa văn tế tự giải rác khắp nơi những chỗ hư không bị hoa văn tế tự lan ra sóng không gian hoàn toàn đình chỉ cảnh này làm cho huyết thú vương Trọng Tiễn Vương vừa gấp vừa sợ, truyền âm hét to, "Tử Trung Vương, ngươi không phải nói nhân loại này thực lực rất yếu? Thuấn Di, phong tỏa không gian đều không biết gì sao? Hoa văn kỳ bí này?" Tử Trung Vương nhìn quanh cả kinh, "Đúng, là những hoa văn tế tự thần bí trong tế tháp, nhất định là trong bảo tàng tế tháp có giấu một vũ khí đặc thù nào đó, có thể làm hắn vốn chỉ một nhân loại không hiểu phong tỏa không gian, lại có thể thi triển ra phong tỏa không gian, việc này quả thực quá khó tin. Nhân loại Dương này thật ra không biết phong tỏa không gian các ngươi phát hiện trong hư không chung quanh thoáng có hiện lên những hoa văn tế tự không tử trung vương truyền âm nói cái đó rất giống những điều khắc hoa văn kỳ bí thờ cúng ở diễm tế đại lục hắn nhất định đã chiếm được vũ khí đặc thù nào đó mới có thể làm được như vậy không biết phong tỏa không gian cũng có thể dựa vào vũ khí thi triển ra phong tỏa không gian huyết thú vương trọng tiễn vương cả kinh lập tức vừa hưng phấn vừa tham lam loại binh khí này giá trị vô cùng vô tận tuyệt đối xem như bảo vật lãi rồi liều mạng giết chết nhân loại này chỉ cần một món bảo vật này chúng ta xem như thu hoạch vô tận rồi nói đến thì chậm kỳ thực từ khi ba người âm thầm trao đổi với nhau đồng thời sát y dâng lên thì trọng tiễn vương huyết thú vương tử trung vương lập tức đã như chớp bay về phía la phong như muốn hợp lực đánh chết la phong ngay đương nhiên nói về tốc độ thì hai vị phong vương cực hạn là trọng tiễn vương huyết thú vương vượt xa tử trung vương đến đây đi la phong rung lên hai cánh màu bạc hóa thành một luồng ánh sáng quanh co tới gần tử trung vương tam đại cường giả đều bay về phía la phong sát ý ngập trời dương ngươi chết chắc rồi tử trung vương há hoác miệng lộ ra nụ cười có vẻ hưng phấn rất tốt rất tốt phi thường tốt cứ như vậy la phong cảm ứng tam đại cường giả đang tới gần mình đột nhiên nụ cười nở rộ đúng là lúc này la phong lật tay trong tay xuất hiện hai viên tinh thể đỏ rực thoáng bốc lên những vầng sáng màu đen Hai viên tinh thể màu đen này thoạt nhìn có hình cầu, trên thực tế lại có tới 10.081 mặt cắt. Hoa văn kỳ bí quy luật không gian cố định trên đó là mỗi viên tinh thể màu đen đều ẩn chứa năng lượng không tưởng tượng nổi làm người ta ớn lạnh. Hắn lấy ra cái gì thế? Huyết thú vương độc nhãn sáng ngời, lập tức quan sát. Ba người họ đều thuộc trận doanh tộc cơ giới. Còn nguyên tinh chính là do tộc cơ giới chế tạo, khá bình thường. Mặc dù họ tiếc tiền không mua, nhưng đối với cấp bậc các nguyên tinh, họ vẫn có thể liếc mắt là nhận ra, vừa nhìn cảnh này hắn đã hồn phi phách tán trời là là hỏa thần nguyên tinh mạnh nhất lại là hỏa thần nguyên tinh mạnh nhất trong con mắt độc nhất của huyết thú vương đầy vẻ hoảng sợ liền lập tức khựng lại muốn quay đầu chạy đi là hỏa thần nguyên tinh mạnh nhất trọng tiễn vương cũng thấy rõ cảnh này cũng trong nháy mắt ngẩn ra rồi sau đó hắn không chút do dự lập tức muốn quay đầu chạy trốn cái gì Tử Trung Vương đang hưng phấn chờ mong thấy cảnh này cũng trợn tròn mắt, sau đó cũng bất chấp mọi thứ khác, lập tức muốn quay đầu chạy trốn. Tên điên, quả thực là một tên điên. Đó là hỏa thần nguyên tinh mạnh nhất. Huyết thú vương trong lòng gầm lên. Đến cả cường giả phong vương cực hạn nếu đứng trước mặt nó cũng có thể. Tên điên, huyết thú vương trong lòng gầm lên. Hắn chẳng lẽ không sợ chết sao? Chẳng lẽ hắn tự tin hai viên hỏa thần nguyên tinh mạnh nhất nổ tung ngay trước mặt mà còn có thể sống à? Không. Huyết thú vương gầm khẽ một tiếng, ầm uhm. phía sau hắn đột nhiên thoáng xuất hiện một ảo ảnh dã thú khổng lồ đó là một con dã thú kỳ dị toàn thân phủ kín lông đôi mắt đỏ như máu kỳ dị ẩn chứa tinh không vô tận lúc này huyết thú vương hiển nhiên đã liều mạng đem hết toàn lực đem tất cả năng lực bảo vệ tính mạng trong nháy mắt thi triển ra hắn không muốn chết như vậy đồng thời luồng hào quang vô tận hủy thiên diệt địa trắng lóa huy hoàng trói mắt không một chỗ hở đã bao phủ lấy huyết thú vương tên tử trung vương rốt cuộc trêu vào đối thủ cái dạng gì thế này Chẳng lẽ đối thủ này muốn liều chết sao? Nhất định muốn tự tử à? Trọng Tiễn Vương cũng lửa giận bừng bừng trong lòng khó chịu. Mặc cho hắn có rất nhiều thủ đoạn, nhưng vẫn chưa kịp xuống tay với La Phong thì hai viên Hỏa Thần Nguyên tinh mạnh nhất đã nổ tung rồi. Ta muốn sống, phải sống. Trọng Tiễn Vương trong lòng gầm lên. Nếu không chỉ có thể đợi đến một tương lai xa xôi mới có thể được làm cho sống lại. Một khi được tộc cơ giới làm sống lại, cũng như phải bán mạng cho tộc cơ giới rồi. Vô thành vô tức hào quang trắng lóa huy hoàng trong nháy mắt bao phủ lấy trọng tiễn vương. Hắn, hắn sao điên cuồng như vậy? Phòng ngự rất mạnh ư. Ừ. Chẳng lẽ hắn có pháo đài tinh không? Căn cứ thần linh, có thể trốn vào bên trong căn cứ thần linh. Căn cứ thần linh dù cho là vũ trụ tôn giả cũng mua không nổi. Hắn không thể có được. Hắn chắc có bảo vật phòng ngự, nhưng dưới hai viên hỏa thần nguyên tinh mạnh nhất tự bạo làm sao có thể sống chứ? Ta phải chống chọi được. Sau đó sẽ giết hắn sau, rồi đoạt lấy bảo vật thủ đoạn của ta còn chưa thi triển mà, Tử Trung Vương khó chịu vạn phần. Lần này hai cường giả Phong Vương cực hạn tiến lên, chỉ là bước đầu tiên của kế hoạch thôi. Hắn có tính cách thích cho các cường giả khác làm bia đỡ đạn. Lúc trước khi tìm kiếm bảo tàng tế tháp cũng như thế. Hắn đầu tiên chấp nhận dưới tay Thương Kim Vương, sau đó cảm thấy không ổn liền dụ dỗ các cường giả khác chiến đấu với thương kim vương cuối cùng hắn nọc độc phí ma có lẽ xâm thực bất hủ thần thể của một cường giả phong vương cực hạn thì phiền phức một chút nhưng ăn mòn một phong vương đỉnh cao đặc biệt là ăn mòn một phong vương đỉnh cao tổn thất trên 50% bất hủ thần thể thì trong nháy mắt thần thể đó sẽ bị băng giải chôn vùi chương 857 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch treo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé tử trung vương bị hỏa thần nguyên tinh nổ tung thành bụi vừa mới ngưng tụ, chợt phát hiện La Phong xông tới, hắn hoàn toàn ngẩn ra, sao có thể như vậy? Thần thể ta bị chấn nát lập tức ngưng tụ ngay. Thời gian cực ngắn mà. Hắn sao mà ngay thời điểm mấu chốt này lại chạy tới kịp? Trừ phi, hòa thần nguyên tinh nổ mà không chấn vỡ thần thể hắn. Việc này căn bản là không thể. Còn sự thật thì đúng là như vậy, vụ nổ không chấn vỡ được thân thể La Phong. Lúc trước, ở tế tháp, tộc lão bác xích tạp tự bạo trong bảo tàng thất khép kín, La Phong vẫn có thể ngạnh kháng được hỏa thần nguyên tinh có uy lực nổ gấp 10 lần bắc xích tạp tự bạo. Bảo tàng thất lúc trước còn khép kín, còn lúc này vụ nổ diễn ra trong hư không vô tận, lan ra cả vạn km. Xét về hoàn cảnh, hoàn cảnh khép kín tự nhiên có thể tạo thành uy lực mạnh hơn. Lúc trước vẻn vẹn chỉ có bác xích tạp một mình tự bạo. Lúc này có tới hai viên hỏa thần nguyên tinh. Hai thứ tổng hợp lại. Hai viên hỏa thần nguyên tinh nổ tung uy lực cũng gấp 10 lần bác xích tạp tự bạo trong bảo tàng thất khép kín lúc trước ma vân chiến y la phong là phong hầu đỉnh cao mức cứng rắn sánh ngang với phong vương sơ cấp nhân loại bây giờ ma vân chiến y đã là phong vương sơ cấp mức cứng rắn sánh ngang với phong vương cao cấp nhân loại rồi trải qua thí ngô vũ dực tướng giáp hai tầng làm suy yếu chỉ còn khoảng một phần ngàn uy lực với phòng ngự của ma vân chiến y sánh ngang với phong vương cao cấp tuy miễn cưỡng cũng chấn vỡ ma vân chiến y nhưng đã tiêu hao hầu như không còn gì thậm chí còn không thể làm cho ma vân chiến y hoàn toàn bị chấn thành mảnh vỡ so với tế tháp, vụ nổ cũng tăng lên thập bội, nhưng ma vân chiến y của ta cũng mạnh lên rồi. Mỗi người các ngươi bị chấn thành bụi, nhưng ta lại không sao cả. La Phong ngạnh kháng cú công kích. Nói đúng ra ngạnh kháng sóng xung kích dưới sự bảo vệ của thí ngô vũ dực, tướng giáp ma vân chiến y, chỉ cần ma vân chiến y có thể chống đỡ, thì La Phong tự nhiên không việc gì cả. La Phong căn bản là dễ dàng ngạnh kháng được. Hơn nữa khoảng cách với tử trung vương cũng chỉ vài km, hai cánh vừa rung lên, tự nhiên đã lướt tới trước người tử trung vương thần thể tử trung vương vừa bị chấn thành bụi, đang ngưng tụ. Dựa theo kế hoạch từ trước, La Phong sẽ xuất ngay ra độc ảnh chiến đao cho hắn một đao. Một đao này, thật sự tàn nhẫn. Hắn sao tới chỗ ta nhanh như vậy? Tử Trung Vương còn đang đầy nghi hoặc, đã phát hiện ra La Phong một đao đâm tới. Trong lòng hắn lúc này chỉ cười chế diễu hỏa thần nguyên tinh cũng không thể giết chết ta, một đao của ngươi cũng chẳng thể làm cho thần thể ta vỡ vụn, thật sự là quá. Phốc, một đao đâm vào, Độc ảnh chiến đao đâm vào bất hủ thần thể của Tử Trung Vương vốn còn đầy vết nứt, độc phí ma trong nháy mắt bắt đầu xâm nhập vào. Không, Tử Trung Vương bị độc tính một nọc độc phí ma làm sợ ngây người. Hắn muốn làm thần thể chia lìa ra, nhưng đã chậm. Cường giả Phong Vương cực hạn cần 100 khắc độc mới có thể chết được, nhưng cường giả Phong Vương đỉnh cao chỉ cần 10 khắc nọc độc có thể giải quyết xong. Còn bình thường khi bị đâm trúng một đao, phản ứng dù nhanh tới mấy, bình thường cũng sẽ bị chừng 0,3 tới 0,8 khắc nọc độc xâm thực vào trong cơ thể. Thần thể tử trung vương chỉ còn lại không tới 50%. 0,72 khắc nọc độc trong nháy mắt dung nhập vào những mảnh vỡ trong cơ thể, truyền vào từng mảnh vỡ trên thần thể, xâm thực từng tế bào. Tử trung vương căn bản không thể ngăn cản. Hết rồi. Tử trung vương trong nháy mắt đã hiểu ra. Rốt cục, ta phải chết rồi. Ý thức vừa mới không cam lòng, phẫn nộ, hối hận, thì tử vong đã tới ý thức tử trung vương nhanh chóng nối liền vào thế giới giả định trong thế giới giả định tin nhắn số lượng lớn tin nhắn số lượng lớn tử trung vương dùng ý thức hình thành thân thể đứng trong nhà mình gầm lên dựa theo kế hoạch của hắn chỉ một vòng là có thể xử lý được nhân loại dương nếu không được gặp phải tình huống khó xử lý quá sẽ kéo theo vô số cường giả phong vương trận doanh tộc cơ giới xuống nước với hắn hắn sớm đã chuẩn bị những tin nhắn số lượng lớn đến cả địa chỉ tọa độ cũng đã xin mời được viết chi tiết chính là địa chỉ hang động lúc trước của hắn. Rào 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 những tin nhắn như mưa rơi trong nháy mắt đã phát ra hàng loạt các cường giả phong vương trận doanh tộc cơ giới, làm các cường giả phong vương đều giật mình. Nhân loại đó dương xuất hiện rồi à? Ở chỗ đó sao? Bảo tàng tế tháp. Ha ha ha. Hàng xuất hiện rồi. Vô số cường giả phong vương nhận được tin, nhất thời sôi trào lên. Mặc dù họ đều kích động vô cùng, nhưng đã là cường giả phong vương thì không ai ngu ngốc cả cũng không thể vừa nhận được một tin nhắn liền lập tức thuấn di tới thẳng vị trí tọa độ đó thứ nhất số có thể thuấn di là cực nhỏ thứ hai nếu là bị giam hãm thì làm sao do đó trong số họ có rất nhiều cường giả phong vương tự nhiên bắt đầu liên thủ một đám phong vương cùng tới có những cường giả khác thực lực mạnh cho dù bị giam hãm cũng không sợ ha 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 cảm giác thấy ý thức đang tán loạn tử trung vương lại ngẩng đầu phát ra một tràng cùng tiếu tiếng cười điên loạn hắn, tử trung vương, tự cho mình là siêu phàm, nhờ kỳ ngộ tìm được chiếc chuông cổ thần bí, lại càng nhờ vào chuông cổ này giết chết hai cường giả phong vương cực hạn cùng với mấy phong vương đỉnh cao, ở chỉ thủy tộc tuyệt đối xem như một nhân vật rất cường đại. Trong lòng hắn còn tồn tại mong muốn trở thành vũ trụ tôn giả, khát vọng lên tới bằng các nhân vật vĩ đại. Xong. Cũng vì chọc vào nhân loại đó dương, tuy hắn chuẩn bị rất nhiều phương án, nhưng tất cả đều chưa kịp thi triển. Hòa thần nguyên tinh nổ tung, thêm vào nọc độc phí ma đã chôn vùi tính mạng hắn ta chết rồi, ngươi cũng đừng mong sống dễ chịu. Tử Trung Vương gầm lớn một tiếng, hức, thân thể do ý thức hình thành như bọt nước, trong nháy mắt đã tan biến, cũng vĩnh viễn sẽ không còn tồn tại nữa. Hắn tuy thuộc trận doanh tộc cơ giới, nhưng vũ trụ chi chủ của tộc cơ giới cao cao tại thượng, tương lai có lẽ sẽ làm sống lại hàng loạt cường giả. Nhưng đối với trì trùy tộc, nhiều nhất cũng chỉ cứu sống lại những cường giả phong vương cực hạn của trì tộc thôi cho dù ngẫu nhiên gặp vận khí tốt tử trung vương được cứu sống nhưng cũng vì tử trung vương luyện hóa chiếc chuông tím nên chuông tím sẽ ảnh hưởng tới việc cứu sống này quy luật vận chuyển vũ trụ bởi vậy sẽ phản vệ sinh ra thậm chí không thua gì cứu sống một vũ trụ tôn giả do đó vũ trụ chi chủ một khi phát hiện tử trung vương mang theo chuông tím khẳng định sẽ tự động bỏ qua việc cứu sống hắn ôm trọng bỏ ngã xuống ngược lại càng khó sống lại còn nếu muốn phục hồi trọng bảo sắp bị hủy lại như cũ thì cái giá e rằng gấp hàng chục hàng trăm lần bản thân trọng bảo. Cho dù không phục hồi trọng bảo được như cũ, chỉ cần bản thân trọng bảo đó vẫn còn tồn tại cũng làm việc cứu sống khó khăn gia tăng lên một bậc. Hắn, tử trung vương, có trung tím, nên nhất định không thể sống lại. Trừ phi vũ trụ chi chủ nguyện ý thừa nhận cái giá kinh người như vậy. Tử trung vương, lúc này đã ngã xuống. Ở những khu vực xa xôi khác trên diễm tế đại lục, rất nhiều cường giả phong vương trận doanh tộc cơ giới đều thông qua thế giới giả định trò chuyện, sau đó liên hợp nhau. Vù, vù, vù. Những cường giả có năng lực thuấn di, mang theo đám cường giả phong vương đồng đội tới vị trí đó. An mộng vương, tin tức đột nhiên truyền ra, hơn nữa đều do tử trung vương phát. Hiển nhiên là phát tin theo nhóm cho cường giả trận doanh tộc cơ giới, không biết có âm mưu gì một đám tướng mạo khác nhau, là các cường giả phong vương đến từ các tộc quần đang tập giữa không trung, điển chung duy nhất là cùng một trận doanh tộc cơ giới. Không biết chừng có bẫy gì, nhưng cũng có thể là thật. Một đám phong vương truyền âm nói chuyện, đột nhiên một thần linh bất hủ thấp bé, toàn thân đầy đá hô, ta thử liên lạc với tử trung vương, hệ thống thế giới giả định báo lại cho ta biết, tử trung vương đã ngã xuống rồi. Đã ngã xuống. Chết rồi à. Vốn đám cường giả phong vương còn hoài nghi, lúc này vội thử xem hệ thống thế giới giả định đích xác báo lại là tử trung vương đã ngã xuống tin này làm họ khá tin vào những mổ tin được truyền bá lúc trước hệ thống thế giới giả định xác nhận tử trung vương ngã xuống đại biểu cho việc lúc đó tử trung vương đang nối liền với thế giới giả định như vậy thế giới giả định cũng đã dò xét được tất cả tất cả phải được tìm hiểu kỹ mới có thể hoàn toàn xác nhận như vậy như chủ nhân vẫn mặc tinh hô diên bác không mở ra hệ thống vũ trụ giả định một mình tự thân lẳng lặng ngã xuống hán ngã xuống cả vạn năm e rằng ngoại giới cũng chẳng biết mau mau xuất phát. Tử Trung Vương đã ngã xuống rồi, khẳng định chiến đấu rất thảm liệt. Một đám phong vương lập tức kích động gào lên. Nhưng trận doanh tộc cơ giới chúng ta khẳng định có vô số cường giả chạy tới đó. Chúng ta có rất nhiều cường giả, không sợ tên nhân loại đó. Chúng ta cứ thuấn di tới vị trí lệch khỏi tọa độ đó vài chục vạn km, cho dù phiền phức một chút nhưng cũng an toàn. Đi. Vèo. Nhóm cường giả này nhất thời thuấn di hư không tiêu thất, chạy tới chiến trường. Mặc dù trong số họ, thực lực mạnh yếu khác nhau, thậm chí cũng có cả phong vương sơ cấp, nhưng họ cũng không sợ. Vì ít nhất trận doanh sẽ không tàn sát lẫn nhau. Chỉ cần rất nhiều cường giả liên thủ, tự nhiên sẽ an toàn hơn nhiều. Huống chi giết một phong vương tuyệt nhiên không phải là một việc dễ dàng gì. Họ cho rằng tử trung vương đã ngã xuống, vậy địch quân khẳng định phải trả giá không nhỏ mới làm được. Trên diễm tế đại lục, thậm chí ở những ngôi sao xa xôi, các cường giả phong vương trận doanh tộc cơ giới bắt đầu thuấn di chạy tới chỗ chiến đấu. Đương nhiên các cường giả phong vương ở diễm tế đại lục là tới trước nhất. Về phần những người ở các ngôi sao xa xôi thì phải trước tiên tìm tìm một nơi an toàn, sau đó mới dùng thần quốc truyền tống, cuối cùng lại thuấn di đến mục tiêu, e rằng mất nhiều thời gian. Nơi chiến đấu, không gian vũ trụ vỡ nát đang điên cuồng khôi phục, mắt thường có thể nhìn thấy không gian đang nhanh chóng kéo dài ra rồi khôi phục lại. Gừ, huyết thú vương gầm khẽ một tiếng, thần thể hoàn toàn ngưng tụ. Bất hủ thần thể tổn thất tới 42% tới năm tháng nào mới có thể khôi phục. Trong con mắt duy nhất của huyết thú vương đầy vẻ phẫn nộ và không cam lòng. Thần thể tổn thất, linh hồn cũng tổn thất, tổn thất như vậy một là phải dựa vào năm tháng dài đằng đẵng từ từ khôi phục, hai là dựa vào vài bảo vật đặc thù trong vũ trụ trợ giúp. Những bảo vật ấy vô cùng chân quý, họ làm sao mua nổi. Bất hủ thần thể của ta tổn thất 59%. Trọng tiễn vương bi thảm hơn nữa. Thực lực ta không bằng một thành lúc trước. Cho dù một cường giả phong vương đỉnh cao cũng có thể áp chế ta, Tuy nói Hỏa Thần Nguyên Tinh mạnh nhất có xác suất nhất định làm cho Cường giả Phong Vương cực hạn ngã xuống, nhưng ai không có chút thủ đoạn bảo vệ tính mạng chứ? Những chiến y đặc thù của họ có lẽ không nghịch thiên tới mức làm suy yếu chín phần, nhưng suy yếu hai thành, ba thành thì vẫn làm được. Rồi kết hợp với sinh mạng thực vật, sinh mạng kim loại vân vân, Cường giả Phong Vương cực hạn cơ hồ mỗi người ai cũng đều có cả. Cho dù như thế, hai người bọn họ vẫn tổn thất vô cùng thảm trọng. Còn ở bên kia, La Phong giáp bạc cánh bạc cầm huyết ảnh chiến đao, băng giải nhìn tử trung vương đã bị trôn vùi, lưu lại những hàng loạt bảo vật như nhẫn thế giới, binh khí, chiến giáp, chuông tím, bảo vệ tay, rồi toàn bộ thu cả vào nhẫn thế giới của mình. Tử trung vương, cảm ơn nhé. La Phong. Ủa? La Phong quay phát đầu lại, xa xa cách đó cỡ vạn km, không gian chấn động mạnh. Vài chục cường giả phong vương đến từ các tộc quần đột nhiên xuất hiện, theo sau là từ các phương vị khác, không gian cũng rung động lần lượt những đám cường giả phong vương trên diễm tế đại lục bắt đầu liên tiếp tới đây. Chương 858 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Giữa không chung cách đó vài vạn km, vài chục cường giả phong vương nhóm đầu tiên vừa tới. Lúc này cả huyết thú vương, trọng tiễn vương, la phong điều động. Thần thể ta tổn thất 42%, còn tên nhân loại lại có thể ngạnh kháng vụ nổ hỏa thần nguyên tinh. Nghịch thiên như vậy quả thực khó tin. Nếu hắn ném thêm một viên hỏa thần nguyên tinh nữa, Ta e rằng phải ngã xuống ở đây. Vì bảo tàng tế tháp mà bỏ luôn mạng mình thì căn bản không đáng. Huyết thú vương tốc độ tăng lên đến cực hạn, muốn xông ra khỏi phạm vi phong tỏa không gian. Chạy trốn. Trọng tiễn vương thực lực bị hao tổn còn nghiêm trọng hơn cũng lựa chọn như vậy. Hai người họ đều sợ hết hồn vì vụ nổ. Một cú lổ hủy thiên diệt địa. Hai viên hỏa thần nguyên tinh mạnh nhất bằng hai nghìn ức đơn vị du lam trong nháy mắt đã tan thành cho bụi. Uy lực như vậy cũng để làm họ phải sợ hãi có thể thoát khỏi đợt đầu, nhưng họ không tự tin một lát nữa nghênh đón được lần thứ hai. Hai người bọn họ không hẹn mà cùng bay về một phương hướng khác nhau. Nhân loại này chỉ có một người. Hắn nhiều nhất là đuổi theo một trong hai chúng ta. Phạm vi không gian phong tỏa cũng chỉ có chừng đó, nhất định hắn không có cách nào đuổi theo hai mục tiêu. Trọng tiễn vương, huyết thú vương đều nghĩ như vậy. Không gian bán kính một vạn km đối với La Phong, trọng tiễn vương, huyết thú vương đều rất nhỏ. Chỉ cần một giây là có thể xông ra ngoài nếu la phong hơi chậm chân một chút đối phương có thể bỏ chạy mất nhưng la phong thực lực đạt tới cấp độ này thời điểm mấu chốt như vậy làm sao mà bỏ mất cơ hội chứ trọng tiễn vương xem ra tổn thất lớn hơn đối phó với hắn vậy vèo hai cánh rung lên la phong truy về phía trọng tiễn vương ha ha huyết thú vương và la phong phi hành theo hai phương hướng khác nhau tự nhiên là dễ dàng chạy ra khỏi phạm vi phong tỏa không gian ta không ở đây nữa huyết thú vương liếc mắt nhìn vài chục cường giả phong vương xuất hiện xa xa đều có vẻ rất kinh ngạc, lạnh lùng cười. Đám gia hỏa này, cầu cho tên nhân loại đó phát điên một lần nữa, dư âm vụ nổ đáng sợ lúc trước vẫn còn vang vọng trong phạm vi ngàn vạn km này. Chỉ cần ảnh hưởng còn lại cũng làm cho vài chục cường giả phong vương phải sợ hãi. Cái càng làm họ kinh ngạc hơn chính là hai vị phong vương cực hạn cùng trận doanh là Trọng Tiễn Vương, Huyết Thú Vương, vốn là những nhân vật cường đại vô cùng trong mắt họ, lại điên cuồng tách ra chạy trốn Huyết Thú Vương chạy trốn ra ngoài rồi thuấn di biến mất luôn còn huyết thú vương thì đang bị một nhân loại giáp bạc cánh bạc truy sát nơi này rốt cuộc xảy ra việc gì thế điên rồi việc này vài chục cường giả phong vương choáng váng cảnh mà họ vừa thấy trước mắt thật sự quá quỷ dị rốt cuộc công kích như thế nào mà làm phạm vi ngàn vạn km hóa thành hư vô tất cả đều biến mất công kích này vô cùng đáng sợ cho dù cường giả phong vương cực hạn cũng không làm được tới mức này quá điên cuồng chẳng trách tử trung vương ngã xuống rốt cuộc xảy ra việc gì đây Hai người Huyết thú vương, Trọng Tiễn vương đều là phong vương cực hạn. Sao chật vật như vậy chứ? Huyết thú vương chạy mất, Trọng Tiễn vương đang bị truy sát. Họ hoàn toàn ngẩn ra, chỉ thấy xa xa giữa không trung lại xuất hiện một nhóm cường giả phong vương nữa. Tiếp theo những cường giả phong vương cứ lần lượt xuất hiện giữa không trung. Những đám cường giả phong vương liên tiếp tới đây, tổng số lượng chẳng mấy chốc đã trên 100 người. Nhưng khi họ đến, ai cũng hoàn toàn tròn mắt kinh ngạc. Căn cứ vào dư âm vụ nổ, cùng hư không ngàn vạn km, họ có thể phán định chuẩn xác ra công kích lúc trước đáng sợ ra sao, hoàn toàn có thể diệt sạch bọn hắn. Còn cảnh Trọng Tiễn Vương đang bị truy sát cũng làm họ phải run sợ. Chuyện gì thế? An Mộng Vương, Trọng Tiễn Vương làm sao lại bị truy sát? Phía sau, một tên Phong Vương vừa đến nghi hoặc hỏi. Không chỉ riêng là Trọng Tiễn Vương bị truy sát. Lúc nãy huyết thú vương sợ tới mức thuấn di đi mất rồi. Huyết thú vương cũng bỏ chạy ác. Hắn không phải là hảo hữu của trọng tiễn vương sao? Ai biết Tử Trung Vương đã ngã xuống rồi? Ta bây giờ cảm thấy lần này tựa hồ phiền phức rất lớn. Các vị, ta cảm giác không ổn, xin đi trước một bước. Vèo, lúc này đã có một cường giả phong vương đỉnh cao thuấn di rời khỏi đây. Giỡn a, à, có thể sống đến giờ, có thể trở thành phong vương, người nào mà không phải nhanh trí vô cùng? Huyết thú vương cũng bỏ chạy, trọng tiễn vương bị truy sát, Tử Trung Vương đã ngã xuống rồi còn phạm vi ngàn vạn km đều trở thành hư không sơn mạch thổ địa đều không thấy dấu vết cho thấy một điểm nơi này vô cùng nguy hiểm phong vương cực hạn mà cũng ngã xuống thực lực họ thua xa nếu sáng suốt tự nhiên sẽ mau mau bỏ đi xem kìa trọng tiễn vương nguy hiểm rồi đám phong vương vừa đến hơi không hiểu lắm thấy cảnh chiến đấu xa xa cũng kinh ngạc đến ngây người la phong trong hai mục tiêu đã tuyển ra một cái để truy sát trọng tiễn vương vì thần thể của trọng tiễn vương tổn thất rất lớn, bình thường tổn thất 50% thần thể, thực lực chỉ còn lại có một thành. Phải biết rằng thần thể vừa mới bắt đầu tổn thất một ít thì không ảnh hưởng gì lớn tới thực lực, nhưng càng về sau, ảnh hưởng thực lực lại càng tăng lên tới kinh người. Tổn thất trong vòng 10%, cơ hồ không ảnh hưởng tới thực lực. Tổn thất trong vòng 30%, thực lực chỉ còn lại có 5 thành. Tổn thất 50%, thực lực chỉ còn lại có một thành. Tổn thất 70%, thực lực e rằng không đến 1%. Tổn thất 90% sẽ chìm vào hôn mê, đến cả ý thức cũng mất đi. Trong hôn mê lâu dài, có lẽ sẽ từ từ khôi phục, cũng có thể là từ từ không ngừng hao tổn cho đến lúc chết đi. Tóm lại lúc này đã không hề còn sức phản kháng. Có thể đoán được, thần thể tổn thất ảnh hưởng tới thực lực kinh người ra sao. Tổn thất 59%, thực lực ta e rằng cũng chỉ bằng một nửa thành, hơi mạnh hơn phong vương cao cấp một chút. Trọng Tiễn Vương thấy La Phong đuổi theo, không khỏi cảm thấy lo lắng. Soát, soát. Soát, cánh bạc trong không trung lưu lại ba đạo quỹ tích quanh co, lúc này đã đuổi tới gần Trọng Tiễn Vương rồi. Tốc độ hai người hiển nhiên chênh lệch rất lớn. Trọng Tiễn Vương, chịu chết đi." La Phong đôi mắt lạnh lẽo, "Nhân loại, đừng quá đáng." Trong tay Trọng Tiễn Vương chợt xuất hiện một cái cung lớn màu đen, pha tạp với chút màu bạc. Một tiễn được gắn vào dây cung. Trong vũ trụ rất ít thấy cường giả dùng cung tên. Vì dùng cung tên không bằng dùng niệm lực khống chế binh khí tự nhiên, nhưng những cường giả chính thức dùng cung tên cũng rất đáng sợ. Vì dựa vào lực đàn hồi của bản thân cung, có thể làm sức mạnh cường giả được phát huy với biên độ lớn. Veo, kéo cung bắn tên, liên tục không dừng. Những mũi tên màu đen lẫn lưu quang màu vàng đất lướt qua khoảng cách vài chục km, trời đất như tĩnh lặng, rồi không gian vũ trụ chợt vỡ ra một vết nứt. Hiển nhiên uy lực mũi tên vô cùng ngưng tụ, đến cả vết nứt bị xé ra cũng chỉnh tề như vậy sau khi mũi tên lưu quang xạ vào trên đôi cánh đang khép lại của La Phong thì lại không thể dung chuyển lấy một cọng lông. Với hỏa thần nguyên tinh nổ tung mà vẫn có thể ngạnh kháng, tự nhiên có thể dễ dàng đánh bạt mũi tên này. Ngươi chỉ có cơ hội bắn tên lần này thôi. Hai cánh La Phong rung lên, hoàn toàn cận thân, rốt cuộc không để cho đối phương có cơ hội ra tay nữa. Chết đi! Hai cánh La Phong trải ra, tay cầm độc ảnh chiến đao, cánh chim và chiến đao, đồng thời thi triển minh nguyệt sách la phong đã tự mình nghĩ ra tuyệt học có sức chiến đấu phong vương cao cấp nhưng khi dựa vào thí ngô vũ dực thi triển thì bao gồm lực không gian kỳ dị uy lực cắt xe rất mạnh lực công kích càng tăng thêm một tầng chỉ thấy đôi cánh bạc sinh ra lưu quang cắt thẳng qua chiến giáp ngoài thân trọng tiễn vương ngay sau đó độc ảnh chiến đao cũng đâm vào thần thể trọng tiễn vương cái gì trọng tiễn vương muốn né tránh nhưng lại tránh không khỏi bị cánh chim cắt đôi thần thể khi hắn cảm giác độc ảnh chiến đao nhập thể rồi nọc độc phí ma xâm thực vào thần thể hắn hoàn toàn khiếp sợ xé ra hắn muốn phân tách thần thể ra ma vân la phong làm sao cho hắn cơ hội vài chục sợi ma vân đằng từ vai xuất hiện mãnh liệt bay ra quấn quanh trọng tiễn vương trọng tiễn vương vốn tổn thất rất nặng một đao la phong vừa rồi đã làm thực lực hắn một lần nữa giảm mạnh bảy tám phần đến cả ma vân đằng cũng có thể cưỡng ép quấn chặt hắn quỷ dị nhất chính là trên ba sợi dây nhỏ của Ma Vân đằng lại quấn lấy ba mũi nhọn. Ba mũi nhọn này đang đâm thẳng vào trong cơ thể Trọng Tiễn Vương đang bị quấn chặt. Xì, xì, xì. Lúc trước một cú, bây giờ thêm ba mũi đâm liên tục. Phải biết rằng trên ba mũi nhọn này cũng có nọc độc phí ma. Trên thực tế, La Phong đã chế tạo ra 9 mũi nhọn như vậy, mỗi mũi đều được bôi lên 30 khắc nọc độc phí ma mà trọng tiễn vương đáng thương lúc trước đã tổn thất mất 59%, một đao cộng thêm 3 mũi nhọn đâm vào, làm thần thể trọng tiễn vương giảm mạnh tới 12%. Phốc, phốc. Ba dây leo quấn ba mũi nhọn vội rút ra, sợ để quá lâu trong cơ thể hắn sẽ độc chết trọng tiễn vương này mất. Ánh mắt trọng tiễn vương ảm đạm, ý thức trong nháy mắt tiêu tán, bị ma vân đằng quấn quanh nhưng không thể nhúc nhích tuy nói thần thể khi tổn thất còn lại 10%, nhất định sẽ hôn mê, nhưng căn cứ vào ý chí cường giả khác nhau, có người thần thể còn lại 15%, 16% vẫn bị hôn mê. Còn Trọng Tiễn Vương hiển nhiên đã chìm vào hôn mê rồi. Thu, La Phong lập tức thu Trọng Tiễn Vương đang hôn mê vào một chiếc nhẫn thế giới của mình. Nói thì dài, chứ kỳ thực giao thủ lại cực nhanh. Những cường giả phong vương bàng quan cũng đã thấy, trọng tiễn vương thực lực rõ ràng đã tổn hao rất nhiều. Từ tình hình giao chiến với tên nhân loại đó, thì tựa hồ chiến lực không bằng một phong vương đỉnh cao, nhân loại đó biểu hiện ra một sức chiến đấu cũng không đủ để làm cho đám phong vương phải hoảng sợ như vậy. Do đó rất nhiều cường giả phong vương mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng chỉ có một cố cực nhỏ bỏ đi, còn phần lớn ở lại quan sát. Không gian liên tiếp chấn động, các một nhóm phong vương theo nhau bay đến, là một nhân loại, là hắn, nhân loại Dương, giết, đoạt bỏ tàng nhóm thứ sáu có tới 18 cường giả phong vương vừa mới tới, đã thấy nhân loại dương bị trên 100 khác cường giả phong vương vây quanh. Họ làm sao biết được những phong vương khác tới trước hoàn toàn đã bị chấn nhiếp. Họ tới chậm một chút, căn bản không thấy được cảnh lúc trước huyết thú vương đào tẩu, cũng không thấy được tình hình trọng tiễn vương bị giết, chỉ cho là nhân loại đó bị vây. Một tên phong vương tham lam dẫn đầu sông lên, hơn nửa nhóm cường giả phong vương nhất thời đều bộc phát. ầm um, ầm, um. một đám cường giả phong vương tham lam, hoặc trước hoặc sau, hóa thành những luồng lưu quang sáng chói, bay thẳng về phía La Phong. Đám ngu ngốc này, không phải là chúng ngu ngốc. Nếu chúng ta không nhìn thấy huyết thú vương chạy trốn, nhìn không thấy trọng tiễn vương chìm vào hôn mê như vậy, chỉ cần thấy ở đây có một nhân loại, e rằng cũng sẽ tiến công rồi. Dù sao chung quanh đều là cùng trận doanh, có cướp được bảo tàng căn bản cũng không cần lo lắng người cùng trận doanh cướp mất. Ai nhanh tay sẽ có, chậm chạp không còn gì. Những tên phong vương đứng ngoài quan sát âm thầm trò chuyện, chương 859 lúc này, trạng thái phong tỏa không gian vẫn luôn được duy trì. La Phong cầm huyết ảnh chiến đao, hai cánh màu bạc khẽ vỗ, lơ lửng giữa không trung, hướng mắt nhìn 18 bóng người đang xé gió tấn công tới gần. Trong số 18 cường giả phong vương này có hai phong vương đỉnh cao, 6 phong vương cao cấp, 10 phong vương sơ cấp, hoặc trước hoặc sau trong nháy mắt xông vào phạm vi phong tỏa không gian. Ngoại tộc đáng thương, mượn các ngươi lập uy nhé. La Phong thầm nhủ, giết giết chết nhân loại này, cướp lấy bảo tàng tế tháp 18 cường giả phong vương ai nấy tràn ngập sát ý vô tận, khí thế nghiêng trời, sức ép như núi, lao thẳng tới La Phong. Chỉ thấy La Phong dùng mạnh hai cánh, hóa thành một luồng ảo ảnh, quỷ mị vô cùng xoát, 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 ở giữa không trung chỉ lưu lại một quỹ tích quanh co, đao quang đã lao thẳng tới một tên bất hủ ngoại tộc phong vương cao cấp. Toàn thân bất hủ ngoại tộc phong vương cao cấp đó thiêu đốt ngọn lửa vô tận, đôi mắt cũng có ngọn lửa xoay vòng, tay cầm xích sắt khổng lồ, khi La Phong vừa tới, xích sắt trong tay bất hủ ngoại tộc bay thẳng ra, xoay tròn quấn quanh La Phong. Veo! La Phong đảo qua một luồng quỹ tích quỷ mị, đồng thời độc ảnh chiến đao trong tay cũng vung lên ngăn cản sợi xích đó rồi sau đó áp sát ngay trước người bất hủ ngoại tộc, thi triển thẳng minh nguyệt sách. Chỉ thấy đao quang trói mắt màu bạc như sông dài xé rách cả không gian, mãi hồi lâu mà không tiêu tan. Đao quang lập tức xé vụn tầng ngoài áo giáp bất hủ ngoại tộc, liếm vào thân hình hắn vẻn vẹn chỉ trong nháy mắt, đào lóe lên, lưu lại không phải bốn khắc nọc độc phí ma. Bất hủ ngoại tộc toàn thân bốc lửa phừng phừng đột nhiên hoảng sợ trợn tròn mắt, ngay sau đó rào ra, tan vỡ rồi bị chôn vùi, hắn đã chết. Cái gì đã chết rồi? Phong vương cao cấp sao chỉ trong nháy mắt đã bị đánh chết rồi. Đám phong vương ngoại tộc quan vọng từ rất xa ai nấy đều khiếp sợ. Mặc dù trong số họ có rất nhiều người. Nhưng lúc đó trọng tiễn vương vốn cũng rất suy yếu, họ cho rằng Trọng Tiễn Vương đã sắp lâm vào hôn mê rồi. Thứ hai, họ cũng đoán việc này có liên quan tới Ma Vân Đằng. Nhưng lần này, họ chính mắt thấy, một luồng đao quang như một con sông đảo qua thân hình Phong Vương cao cấp. Phong Vương cao cấp đã tan thành cho bụi, hoàn toàn mai một. Nhưng lần này hoàn toàn là một Phong Vương cao cấp ở trạng thái tốt nhất, hơn nữa Ma Vân Đằng cũng không hiện thân. Trong điều kiện bình thường, cường giả phong vương cực hạn mới có thể dễ dàng tiêu diệt phong vương sơ cấp. Còn Phong Vương cao cấp, muốn dễ dàng đánh chết cường giả bậc này là việc vô cùng khó khăn. Trừ phi là một cường giả Phong Vương tinh thông công kích linh hồn. Song công kích linh hồn vốn rất phức tạp khó khăn, uy lực của nó rất kinh người, cũng khiến cho sự khó khăn lên cao tới mức bất thường. Bình thường trong vài chục Phong Vương mới có thể ngẫu nhiên có một người chuyên tâm về phương diện linh hồn. Một đao của La Phong đã làm đám bất hủ ngoại tộc quan vọng, cùng với 17 bất hủ ngoại tộc khác đang xông lên tiến công đều khiếp sợ. Nhưng khi đã chiến đấu, 17 bất hủ ngoại tộc đó cũng không suy nghĩ gì nhiều. Nọc độc phí ma quả nhiên rất tốt La Phong thu lấy những vật phẩm của tên bất hủ ngoại tộc vừa ngã xuống, đồng thời hai cánh lóe lên, bổ về phía một phong vương sơ cấp khác. Độc ảnh chiến đao vẻn vẹn chỉ chạm vào hắn một chút, đã hao tổn ước 0,4 khắc nọc độc, còn khi đâm thủng chiến giáp bất hủ ngoại tộc cũng hao tổn mất hai khắc nọc độc, chỉ có 0,4 khắc nọc độc là xâm thực được vào trong cơ thể bất hủ đó. Khuyết điểm của nọc độc phí ma là vô cùng rõ ràng bởi vì nó được cố định trên lưỡi dao. Cấp độ của chiến đấu giữa các cường giả phong vương, binh khí va chạm là làm không gian nghiền nát, uy lực mạnh hơn hành tinh va chạm không biết bao nhiêu lần. Loại va chạm này tự nhiên sẽ hao tổn nọc độc trên lưỡi dao. Do đó, phương thức sử dụng nọc độc tốt nhất là như lúc đánh chết tử trung vương, trước hết chấn vỡ thần thể đối phương, làm cho đối phương không hề có sức phản kháng. Sau đó một đao đâm vào thần thể đã bị nghiền nát của đối phương, không có chiến giáp ngăn cản, lại không có binh khí ngăn cản thì làm gì được? song muốn chấn vỡ thần thể đối phương lại quá khó khăn. Ít tiền dùng ít, 3.000 ức đơn vị hỗn nguyên có thể mua được 1 kg, uy lực lại cũng không tệ. Có khuyết điểm cũng trong phạm vi chịu được. La Phong dễ dàng công kích phong vương sơ cấp, đao quang như sông dài trói mắt lại lóe lên trên đầu tên ngoại tộc. Theo sau đó, một phong vương sơ cấp đã bị băng giải mai một, ngã xuống. Giết phong vương sơ cấp thật dễ dàng. Thực lực vốn kém hơn ta, khi phá vỡ chiến giáp hao tổn mất 0,3 khắc không phải ba khắc khác hoàn toàn thẩm thấu vào trong cơ thể họ. Giết! La Phong lại bổ về phía một phong vương cao cấp khác. Đao quang của La Phong đích xác rất đẹp. Là tuyệt học đỉnh cao tự nghĩ ra, về phương diện vận dụng kỹ xảo thì đến cả hỗn độn thành chủ cũng phải tán thưởng, bởi vậy có thể tưởng tượng chiêu này đẹp như thế nào. Một ánh đao như sông dài quét qua bầu trời, một bất hủ ngã xuống. Những luồng đao quang như sông dài liên tục lóe lên, lại một bất hủ cấp phong vương ngã xuống. Không có ai có thể ngăn cản, mỗi một đao quang lóe lên đều đại biểu cho việc một bất hủ cấp phong vương ngã xuống. Vây công vây công, các bất hủ ngoại tộc chiến đấu với La Phong đều muốn vây công, nhưng tốc độ La Phong biến ảo quá mức quỷ mị, đánh cho 18 bất hủ liên tục ngã xuống. Không có ai có thể đuổi theo La Phong, chỉ thấy hai cánh màu bạc rung động, tạo ra những luồng ảo ảnh quỷ mị, dễ dàng né tránh các phong vương khác, rồi bổ về phía mục tiêu của mình. La Phong chiến đấu với ai, tất cả đều do La Phong tự mình quyết định. Rào, rào, những luồng đao quang như sông dài đẹp động lòng người đồng thời cũng rít lên rất đáng sợ phong vương cao cấp phong vương sơ cấp là không có hy vọng việc tương lai được vũ trụ chi chủ cứu sống chạy trốn chạy mau chúng ta không cản nổi đao của hắn đâu đao của nhân loại này thật là đáng sợ các phong vương khác lập tức bỏ chạy thế nhưng cho dù chạy trốn tốc độ của họ làm sao có thể nào so với la phong được chỉ thấy hai cánh màu bạc rung động, thân ảnh La Phong là xoay quanh những phong vương đang lẩn trốn một vòng, rồi ba ánh đao như sông dài lại lóe lên. Lại ba phong vương ngã xuống. Rốt cục, năm bất hủ cấp phong vương ngoại tộc cuối cùng hoảng sợ chạy trốn vào đám đông các bất hủ đang quan vọng xa xa. Trong hư không, La Phong cầm huyết ảnh chiến đao, quét mục quang nhìn đám phong vương ngoại tộc đã đạt tới số lượng 200. Cả hư không là một khoảng yên tĩnh. Ai cũng bị cảnh vừa rồi làm khiếp sợ. Người tám phong vương sông lên, chỉ còn năm tên sống sót trong số năm bất hủ ngoại tộc còn sống, có hai phong vương đỉnh cao, một phong vương cao cấp, hai phong vương sơ cấp. 13 phong vương khác toàn bộ đã ngã xuống. 13 phong vương trong lịch sử chiến trường diễm tế đại lục dài đằng đẵng, xác suất cường giả phong vương ngã xuống vốn cũng rất thấp. Việc một lần ngã xuống 13 người thì rất lâu rồi chưa từng xuất hiện. Lần trước xuất hiện một lần bão nổi làm vô số phong vương ngã xuống như vậy. Đó là đi ngược dòng lịch sử vài ức năm trước, có quỷ phần vương nổi lên quỷ phần vương cũng nhờ đó mà thanh danh lên cao, trở thành cường giả rất có thanh danh trong tỷ tỷ tộc quần. Trời, có thể liên tục đánh chết nhiều phong vương như vậy à? Những phong vương cao cấp kia có người thực lực đã rất tiếp cận với phong vương đỉnh cao, thế mà vẫn bị đồ lục giết chết. Đao pháp của hắn thật tuyệt mỹ. Quy luật tự hồ rất rõ ràng, rất tuyệt vời. Hơn nữa đao hắn không giống như quy luật không gian, cũng không giống quy luật kim, cũng không giống bất kỳ một loại quy luật nào khác. Họ không biết, đường La Phong đi chính là tu luyện đạo thần thú, cũng chính là không gian kim dung hợp việc này trong vũ trụ rất hiếm thấy những phong vương ngoại tộc này chưa ai thấy cả sợ cái gì chư vị sợ cái gì một bất hủ ngoại tộc phong vương đỉnh cao thấp bé truyền âm gầm lên chư vị chẳng lẽ không thấy sao nhân loại dương đó chỉ dám giết phong vương sơ cấp và phong vương cao cấp hắn lại chưa bao giờ ra tay với phong vương đỉnh cao đó là do thực lực hắn không đủ nếu không sao lại không động thủ như vậy phần lộng vương ngươi chẳng lẽ không thấy lúc trước huyết thú vương chạy trốn trọng tiễn vương bị đánh hôn mê sao hừ cái này làm các ngươi sợ à e rằng nhân loại đó đã thi triển ra một thủ đoạn át chủ bài mới có thể làm được như vậy dù sao mọi người cũng thấy rồi đó thực lực chính thức của nhân loại đó hẳn là không tới phong vương cực hạn có thể làm tới mức đó khẳng định đã dùng thủ đoạn có giá cực cao những thủ đoạn đó thường có thể chỉ có một lần chẳng lẽ còn có lần thứ hai sao hơn nữa chúng ta đã tụ tập trên 200 bất hủ cấp phong vương, có khi nào ta trên 200 bất hủ cấp phong vương chúng ta lại bị một tên nhân loại làm cho sợ tới mức không dám động thủ. Muốn lên, người trên trước đi, đừng có mê hoặc các bất hủ khác ở đây đi chịu chết. Các cường giả bất hủ quan vọng bắt đầu tranh cãi. Đột nhiên một thanh âm vang vọng cả hư không. Chư vị bất hủ trận doanh tộc cơ giới. Thanh âm này làm tất cả các bất hủ ngoại tộc đều nhìn lại. Tiếng nói đó là do cường giả nhân loại dương bị họ vây quanh chỉ thấy La Phong lúc này giáp bạc cánh bạc, cầm huyết ảnh chiến đao, mỉm cười nói, mọi người cũng đừng lo. Cường giả phong vương cực hạn lợi hại ra sao chứ? Ta nào có thủ đoạn dễ dàng giết họ? Chỉ là cần bỏ ra một khoản tiền kha khá thôi. Trong tay xuất hiện một viên tinh thể mỹ lệ màu đen, bề ngoài có vầng sáng đỏ rực, cả tinh thể có 10.081 mặt cắt, bề ngoài tinh thể có hoa văn quy luật giải rác. Tất cả các bất hủ ngoại tộc ở đây đều cảm giác được năng lượng làm họ ấn lạnh. Hỏa thần nguyên tinh mạnh nhất ngàn ức đơn vị la một viên, có xác suất nhất định có thể làm cho một phong vương cực hạn ngã xuống, phong vương đỉnh cao nhất định sẽ chết. Trên 200 phong vương ngoại tộc ở đây nhất thời ồn ào, thậm chí có rất nhiều bất hủ có vẻ hoảng sợ. Đây là hỏa thần nguyên tinh cao cấp nhất có thể chế tạo ra, uy lực lớn tới mức bất thường. Một viên hỏa thần nguyên tinh này nổ tung ra, cho dù trên 200 bất hủ ở đây đồng lòng hợp lực ngăn cản, e rằng cũng phải ngã xuống chín phần. Dù sao trong số họ không có lấy một người là phong vương cực hạn đối mặt với hơn 200 phong vương ngoại tộc đang bàn tán ồn ào, La Phong chỉ cười cười, đồng thời thông qua vũ trụ giả định bắt đầu liên lạc với sát vật vương, đồng thời cũng đóng phong tỏa không gian lại. Mình lần này chỉ cần lập uy, cần chấn nhiếp những tên gia hỏa ấy, để họ biết. Mình không dễ đối phó, về phần đại khai sát giới. Mình tổng cộng có 4 viên hỏa thần nguyên tinh mạnh nhất, lúc trước đã tiêu hao mất 2 viên. Còn lại hai viên, hơn nữa, một hơi đồ lục sạch mọi phong vương trận doanh tộc cơ giới trên diễm tế đại lục tuyệt đối sẽ khiến cho rất nhiều siêu cường giả trận doanh tộc cơ giới nổi điên. Một vài phong vương cực hạn rất có thể liên thủ tập kích, cũng có khi có những cường giả cường đại có bối cảnh hoặc át chủ bài tới đối phó với mình. Vậy thì rất phiền phức, chấn nhiếp là được. Ngông cuồng quá, mà không đủ thực lực, chắc chắn sẽ lọt vào rất nhiều phiền phức. La Phong thầm nghĩ còn thực lực ta bây giờ hiển nhiên còn chưa đủ. Muốn cứng trọi cứng với các bất hủ ngoại tộc cường đại nhất thì ta vẫn còn kém một chút. Hơn 200 bất hủ cấp phong vương ngoại tộc vây quanh La Phong, làm sát vật vương vừa mới thuấn di xuất hiện một bên La Phong bị giật bắn cả người. Nhiều phong vương ngoại tộc vậy à? Sát vật vương bị dọa khiếp. Dương, chuyện gì thế? Đừng lo. La Phong trong tay vung vẩy hỏa thần nguyên tinh mạnh nhất, Sát vật vương thấy viên hỏa thần nguyên tinh trong tay La Phong, cũng giật bắn cả người, lập tức đưa mắt nhìn hơn 200 bất hủ ngoại tộc, cũng đoán được một chút tình hình đám bất hủ ngoại tộc này e rằng bị viên hỏa thần nguyên tinh mạnh nhất này dọa khiếp. Trong lòng hắn cũng không khỏi khâm phục La Phong, Dương, thật là gan lớn, quá điên cuồng. Có thể trêu vào hơn 200 bất hủ ngoại tộc, cũng phải có kỹ năng mới làm được. Đi La Phong truyền âm nói. Được. Sát vật vương lập tức dẫn La Phong đi. Rào, hư không tiêu thất không thấy, đã thuấn di đi rồi. Xa xa, hơn 200 phong vương chờ mắt nhìn theo La Phong và bằng hữu thuấn di ly khai, nhưng không có một ai dám ngăn trở. Họ hoàn toàn bị hỏa thần nguyên tinh mạnh nhất lấy mất dũng khí rồi. chương 860 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hơn 200 phong vương ngoại tộc đều bị chấn nhiếp, chờ mắt nhìn La Phong ly khai. Nhưng họ lại không có ai cảm giác thấy mất mặt. Vì sinh mạng rất dài làm họ trải qua rất nhiều kiếp nạn sinh tử họ sớm đã có những chuẩn tắc hành động nhất định. Có lẽ đối với một người yếu mà có bảo tàng tế tháp họ đương nhiên sẽ cướp đoạt, cho rằng người yếu đó không xứng để có bảo tàng như vậy. Nhưng nhân loại lúc trước là người yếu sao? Trọng tiễn vương hôn mê, huyết thú vương chạy trốn, tử trung vương ngã xuống, cùng với 13 phong vương cũng ngã xuống dưới đào hắn. Một loạt các chiến tích, trên 200 phong vương ngoại tộc ở đây ai có thể làm được? Mạnh thật! Quá lợi hại! Vừa rồi chỉ trong chốc lát, 15 cường giả Phong Vương toàn bộ ngã xuống, thật là đáng sợ. Tử Trung Vương ghê tởm, trước khi ngã xuống còn kéo chúng ta tới, căn bản là không yên lòng. Hắn biết rõ đến cả Trọng Tiễn Vương, huyết thú vương cũng không đối phó được với nhân loại đó, còn kéo chúng ta tới, thật đáng chết. Tử Trung Vương chết tiệt. Một đám Phong Vương ngoại tộc giữa không trung trò chuyện với nhau. Vừa rồi biểu hiện của La Phong đã hoàn toàn chinh phục được họ, cũng làm họ cảm thấy La Phong không hề nghi vấn gì là một cường giả chính thức. Một tuyệt thế cường giả như vậy mà có bảo tàng tế tháp là việc đương nhiên. Cường giả như vậy mà không xứng có bảo tàng tế tháp thì trên 200 bất hủ cấp phong vương ngoại tộc này ai có tư cách đây? Nhân loại Dương này, tuy trên bề ngoài thoạt nhìn rất hạ mình, nhưng sự đáng sợ của hắn tuyệt đối không thua gì Phong Vương cực hạn. Sau này, trên chiến trường số 7 trong số các bất hủ ngoại tộc khó có thể trêu vào, lại có thêm một cường giả nhân loại mới Dương. Nhân loại này chẳng lẽ không có phong hào gì sao? Ta chỉ biết hắn tên là Dương đích xác chưa từng nghe qua hắn có phong hào. Chưa từng nghe qua, ta cũng chưa từng nghe qua. Đao pháp của nhân loại đó có thể nói là tuyệt mỹ. Một đao xuất ra, đao quang ngưng kết thành sông, mãi lâu mà không tiêu tan. Một sông đao đó xuất ra là một phong vương ngã xuống. 13 sông đao sáng chói trời cao là 13 phong vương ngã xuống. Ta thấy cứ gọi là hắn đao Hà Vương đi. Đao Hà Vương, tên này không tệ. Vừa nghe tên này, ta nhớ lại cái cảnh đó, Đám Phong Vương ngoại tộc chứng kiến lần đại chiến này trò chuyện thảo luận, đều cho tên cường giả nhân loại mà họ khâm phục đó một cái Phong Hào. Có lẽ có vài cường giả được một vài thế lực siêu lớn bên mình Phong Hào. Lúc được Phong Vương cũng ban cho một cái Phong Hào, nhưng cũng có những cường giả là dựa vào một vài sự tích kinh người, hoặc có chiến tích làm cho các cường giả khác cùng nhận định ra một Phong Hào. Không hề nghi vấn, loại được các cường giả khác cùng nhận định truyền ra Phong Hào này có lực ảnh hưởng lớn hơn nhiều. Trận Phong Ba Bảo Tàng Tế Tháp này cũng từ đó chấm dứt còn trường phong ba này đã xuất hiện một cường giả nhân loại đao hà vương. Hắn, đánh chết 15 cường giả bất hủ cấp phong vương bọn tử trung vương, đánh cho phong vương cực hạn trọng tiễn vương lâm vào hôn mê, đánh cho huyết thú vương chạy trốn. Chiến tích hiển hách như thế cũng làm cái tên đao hà vương được truyền bá nhanh hơn. Thế giới giả định trận doanh tộc cơ giới trên 200 bất hủ cấp phong vương và các bằng hữu của mình đàm luận về đao hà vương miêu tả sự lợi hại của đao hà vương trăm truyền ra thành trăm vạn trận doanh trùng tộc, trận doanh nhân loại, trận doanh yêu tộc cũng rất nhanh nhận được tin, cũng bị tin tức này làm cho chấn động. Tin tức chấn động như vậy tự nhiên là truyền bá một cách điên cuồng. Cái gì? Ngã xuống 15 cường giả phong vương. Trọng tiễn vương cũng bị hôn mê rồi. Hắn là cường giả phong vương cực hạn, sao có thể thảm như vậy chứ? Nhân loại đao hà vương. Đao hà vương quá lợi hại. Mạnh thế à? Còn huyết thú vương chạy trốn về căn cứ quân đội tộc cơ giới gần đó, tự nhiên cũng lời bàn trong căn cứ quân đội tòa căn cứ quân đội tộc cơ giới là cái gần diễm tế đại lục nhất tự nhiên truyền nhanh nhất thành tựu của đao hà vương một trận thành danh thì huyết thú vương hắn tự nhiên thành một bậc đỡ huyết thú vương sợ tới mức phải chạy trốn lời này sớm đã truyền ra từ lâu rồi khốn khiếp huyết thú vương giận tới mức nghiến răng tên nhân loại đó căn bản là dựa vào hỏa thần nguyên tinh cực mạnh nếu không dựa vào hỏa thần nguyên tinh hắn làm sao là đối thủ của ta chứ khốn khiếp thật khốn khiếp huyết thú vương gầm lên trong lòng đồng thời hắn cũng nhận được một vài bằng hữu hỏi thăm thậm chí một vài tin nhắn hỏi hắn chuyện gì thế điều này làm cho huyết thú vương rất khó chịu thần thể ta bị hao tổn nghiêm trọng tổn thất rất nhiều nếu tiếp tục ở lại chiến trường ngoài tinh vực địch nhân của ta khẳng định sẽ thừa dịp giai đoạn ta suy yếu mà đối phó với ta thôi trở về thôi trở lại tộc quần lo dốc lòng khôi phục huyết thú vương thông qua truyền tống thông đạo của căn cứ quân đội đến lãnh thổ quốc gia của tộc cơ giới ở một chỗ bí ẩn trong lãnh thổ tộc cơ giới, trực tiếp thần quốc truyền tống về tới thần quốc. Thần quốc minh mông, vô biên vô bờ. Oanh! Thần điện lơ lửng ở nơi cao nhất cả thần quốc, đột nhiên phát ra huyết quang trói mắt. Huyết quang vô tận bao phủ cả thần quốc. Trong thần điện trung tâm thần quốc, huyết thú vương ngồi trên vương tọa, lắng nghe lời chào mừng của tộc nhân vô tận trong thần quốc phát ra từ linh hồn, không khỏi lộ ra nụ cười nhẹ nhẹ. Vốn tâm tình đang rất bực mình bây giờ cũng tốt hơn nhiều rồi. Vèo! Xa xa một luồng hào quang bay tới. Sau đó lại một luồng hào quang khác xé gió bay tới. Toàn bộ bay vào trong thần điện. Chỉ một lát sau đã có chín thần linh bất hủ đứng trong thần điện. Chín thần linh bất hủ đều bị khống chế linh hồn, tự nhiên đều tuyệt đối thần phục huyết thú vương. Nhưng trong chín bất hủ vẻn vẹn chỉ có hai người là tộc nhân đồng tộc của huyết thú vương, những người khác tất cả đều là bất hủ ngoại tộc. Chín bất hủ, vẻn vẹn chỉ có một phong vương, những người khác đều là cấp phong hầu. Chủ nhân, chín bất hủ cung kính khom người từ nay trở đi ta sẽ ở lại thần quốc rất lâu ước năm sau sẽ quay trở lại lãnh địa của ta do ba nặc nhĩ giúp ta quản lý gia tộc thanh âm huyết thú vương rất lớn vang vọng cả thần điện cao lớn cả vạn km dạ chủ nhân sinh linh có cái đầu họ nhà rắn cung kính đáp chủ nhân thương thế ngài dưới trướng có một nam tử một mắt lo lắng hỏi các ngươi đều lui ra đi huyết thú vương trầm giọng nói dạ chín bất hủ cung kính khom người lập tức đều lùi ra ngoài, cả thần điện chỉ còn lại có Huyết thú vương trên vương tọa. Huyết thú vương lúc này đã bình tĩnh lại, lẩm bẩm nói, "Đao Hà vương." Hắn mặc dù tức giận không cam lòng, nhưng hắn cũng công nhận Đao Hà vương là một đối thủ đáng sợ phi thường, có thể xuất ra hai viên Hỏa thần nguyên tinh cực mạnh. Ít nhất toàn bộ tài sản của Huyết thú vương cũng không đủ để mua hai viên Hỏa thần nguyên tinh, hơn nữa lại kháng cự được trong vụ nổ của hai viên Hỏa thần nguyên tinh. Chỉ cần hai điểm này cũng làm Đao Hà vương vô cùng đáng sợ người lặng lẽ vô danh trận này là ngươi thành danh ta thành bệ đỡ cho ngươi nhưng ta biết phong vương mà có thể ngạnh kháng hỏa thần nguyên tinh cực mạnh nổ tung tuyệt đối không chỉ có thành tựu ở mức này huyết thú vương lặng lẽ nói trừ phi ta có thể đột phá trở thành vũ trụ tôn giả nếu không cũng khó có thể so sánh với ngươi ức năm sau ta sẽ quay trở lại ẩm ẩm cửa thần điện đóng lại huyết thú vương bắt đầu kiếp sống tu luyện cực dài kỳ thật đối với huyết thú vương và một vài siêu cường giả cùng loại họ có tuổi thọ rất dài. Tựa như chân diễn vương, một ức đối với tuổi thọ họ cũng chỉ là một thời kỳ ngăn ngủi thôi. Cửa thần điện đóng lại, tiềm tu ức năm, đối với rất nhiều cường giả cổ xưa cũng là một việc rất bình thường. ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch treo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vũ trụ sơ khai, trong hỗn độn thành. Trần Diễn Vương vẫn luôn chú ý tới sự trưởng thành của La Phong. Khi nhân loại dương bộc phát, giết chết 14 phong vương, đánh cho trọng tiễn vương hôn mê, Huyết thú vương chạy trốn, chiến tích bưu hãn như vậy lấy được danh xưng Đao Hà vương, bắt đầu truyền bá giữa vô số tộc quần, Chân Diễn vương tự nhiên được biết rất nhanh. Quả thực khó tin, cho dù đã chỉ dùng vô số bảo vật, nhưng La Phong dù sao cũng chỉ là một giới chủ, làm sao có thể mạnh tới như vậy? Đến cả Phong vương đỉnh cao cũng đánh chết được, đến cả Phong vương cực hạn cũng bị đánh tới hôn mê. Chân Diễn vương hơi lờ mờ, bất luận nguyên nhân gì thì sự thật La Phong cũng chỉ là một giới chủ phải biết rằng rất nhiều bảo vật đối với người sử dụng cũng có yêu cầu rất hà khắc, thực lực không đủ cũng rất khó phát huy được chiến lực. Như tướng giáp, yêu cầu tố chất thần thể gấp trăm lần lực giới chủ mới có thể hoàn toàn thôi động. La Phong cũng đã trở thành hắc vũ giả, thêm vào tu luyện bí điển vô danh tới tầng thứ hai, rồi thêm thú thần biến, mới cuối cùng có thể sử dụng được tướng giáp. Bởi vậy có thể thấy được, cho dù có bảo vật cũng rất khó phát huy ra hết chiến lực. Chân diễn Một luồng thanh âm vang dội vang lên trong óc chân diễn vương. Chân diễn vương cả kinh, lập tức cung kính đáp, hỗn độn thành chủ. Tin tức La Phong là đao hà vương là tuyệt mật, tuyệt không thể ngoại truyền. Thanh âm vang dội tiếp tục vang vọng trong đầu chân diễn vương. Dạ, còn trong hỗn độn khư, giữa những thi thể ngoại tộc vô cùng vô tận giải rác, hỗn độn thành chủ quanh chân ngồi giữa đống hoang tàn yên tĩnh. La Phong mặc dù dựa vào hỏa thần nguyên tinh, chất độc phí ma, thí ngô vũ dực, nhưng hắn dù sao cũng là giới chủ. Hơn nữa vẫn dùng thân thể người địa cầu, lại có thể làm tới bước này, Hỗn Độn Thành chủ mặc dù cũng chú ý tới La Phong, nhưng dù sao hắn cũng là người đứng trên đỉnh cao tộc nhân loại, có rất nhiều đại sự tộc quần liên lụy tới hắn, còn có rất nhiều chuyện trọng yếu khác. Hắn nhiều nhất chỉ thỉnh thoảng chú ý tới La Phong thôi. Hắn hiểu rõ vũ trụ rất công bình. Một giới chủ, cho dù tìm được rất nhiều bảo vật nhưng có thể phát huy được bao nhiêu chiến lực chứ? Đánh cho Phong Vương cực hạn phải hôn mê, đây là việc khó khăn như thế nào? Có liên quan tới vương giáp của Diễm Thần tộc nhưng không nói về bí pháp sử dụng vương giáp của diễm thần tộc, chỉ cần yêu cầu về thần thể cũng vô cùng hà khắc. Bình thường phong vương sơ cấp mới có thể hoàn toàn phát huy được vương giáp. Đệ tử ta, bản tôn người địa cầu chẳng lẽ có thể phát huy chiến lực vương giáp sao? Hỗn độn thành chủ nhẹ giọng nói, xem ra, phải tìm một thời gian nói chuyện cẩn thận với hắn. Đào Hà Vương, giới chủ, có thể có được danh hiệu phong vương, cũng rất thú vị. Hỗn độn thành chủ lập tức nhắm mắt lại, không còn suy nghĩ nhiều về La Phong nữa. Hắn bây giờ dành sự chú ý cho bản tôn đang ở hiểm địa. Chương 861 khi cuộc chiến mà Đao Hà Vương thành danh được truyền ra, rất nhiều phong vương vốn là hào hữu của La Phong ở trận doanh nhân loại đều liên lạc với La Phong, nhiệt tình vô cùng. Lúc đầu La Phong còn ứng phó, cũng bị buộc phải làm như vậy. Cả Huyết thú vương, Trọng Tiễn vương đều muốn giết ta, ta không liều thì cũng chết. Do đó cũng phải liều mạng mới thành như vậy. Vận khí, vận khí mà thôi. Ha ha, cảm ơn La Phong ứng phó được một vài bằng hữu, rồi chịu không nổi phiền não, đơn giản là tắt luôn nhận tin tức từ vũ trụ giả định. Thể nội thế giới, La Phong mặc tướng giáp đang đứng trên đỉnh ngọn núi mênh mông. Trên đỉnh núi để đầy những bảo vật, đó là những binh khí cổ kính của cường giả phong vương cường đại lưu lại. Có vài chiến giáp hoàn hảo nhìn có vẻ bất phàm, cùng với một vài cái nhẫn thế giới, không gian giới chỉ. Đương nhiên La Phong ánh mắt lại chỉ nhìn vào chiếc chuông tím cổ xưa. Chuông tím. La Phong nhẹ giọng nói, "Ta phải nghiên cứu ngươi một phen, để nghiên cứu chuông tím, bản tôn người địa cầu mình tự mình trở lại thể nội thế giới, về phần ngoại giới, để cho phân thân kim giác cự thú đeo thí Ngô Vũ Dực ẩn mình tạm thời trong một hang động của dãy núi. Nói về thực lực, phân thân kim giác cự thú còn mạnh hơn bản tôn người địa cầu, cũng không sợ chạm mặt cực kỳ cường giả gì những văn tự này. Trên chiếc chuông tím cổ xưa dày đặc vô số những văn tự, những văn tự thuộc loại chữ vuông." Nhưng không phải bất kỳ một loại văn tự nào mà La Phong đã thấy. Ba ba tháp, ngươi biết loại văn tự này không? La Phong dùng ý thức hỏi. Ba ba tháp nhưng thường xuyên lang thang trên hệ thống giả định. Với quyền hạn của La Phong có thể xem xét, ba ba tháp nhớ được rất nhiều văn tự. Ta biết hàng hà sa số văn tự ngôn ngữ, nhưng lại không biết loại văn tự này. Ba ba tháp nói. Ồ. La Phong gật đầu không hỏi nữa, tập trung tinh thần quan khán chuông cổ tím chiếc chuông cổ cao ước ba thước, đường kính miệng chuông cũng gần ba thước, trên mặt có vô số văn tự. Chỉ thấy những giày đặc thoáng hơi có liên lạc với nhau, giống như một sợi tơ vô hình buộc lại, tựa như hình thành một hoa văn kỳ bí kỳ dị gì đó. Không hiểu gì cả. La Phong lắc đầu. Trước hết luyện hóa rồi tính sau. La Phong nhẹ tay chạm vào chiếc chuông. Thoáng có một luồng hơi nóng rực chuyển đến, như để ra tay tiếp xúc vào bàn ủi. Hắn lúc này đưa một chút niệm lực thẩm thấu vào, Chuông tím vốn là vật vô chủ lúc này nhanh chóng thu nạp niệm lực bao hàm tinh thần ấn ký, dễ dàng nhận chủ. Ầm um, ầm, um, ý thức rung lên. Những tin tức cổ xưa từ chiếc chuông cổ trung mãnh liệt truyền vào trong óc La Phong, một lát sau thì đình chỉ. Bí pháp chiến đấu, Ma Âm Hỏa Thần Trung. La Phong nhíu mày, chuông cổ vừa truyền nhập vào đầu một bộ bí pháp chiến đấu sử dụng chuông cổ tím, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ tìm được một tầng thứ nhất, chỉ cần tầng thứ nhất luyện thành hoàn mỹ có thể khu động chuông cổ tím mới có thể thấy được nội dung của tầng thứ hai nhưng điều kiện tầng thứ nhất cũng rất hà khắc cần luyện thành quy luật hỏa quy luật không gian hiểu được phong tỏa không gian mới có thể đại thành ở tầng thứ nhất chẳng trách tử trung vương có thể khống chế năng lượng vụ nổ hỏa thần nguyên tinh thành một phương hướng dùng để tiêu diệt thương kim vương nguyên lai hắn là luyện thành tầng thứ nhất rồi la phong thầm nghĩ vẻn vẹn chỉ là tầng thứ nhất mà đã yêu cầu cao như vậy rồi xem ra nó phải là một bảo vật thích hợp cho vũ trụ tôn giả sử dụng nhãn giới la phong cao như thế nào chứ loại như chỉ mới bắt đầu mà uy lực đã bất bình thường như vậy điều kiện lại hà khắc như vậy hiển nhiên khi lên cao nữa cũng chỉ có vũ trụ tôn giả mới phù hợp với nó dung hợp la phong thử dung nhập vào trong cơ thể nhưng chiếc chuông cổ tím vừa đụng chạm vào da đã bị ngăn cản lại ấn ký tướng giáp trong cơ thể tựa hồ rung động dữ dội wow. La Phong nhướng mày, động tâm ý, ngoài thân chiến giáp bạc bị thu lại rồi biến mất, đồng thời lúc này hắn cũng bức tướng giáp châu xuất ra bên ngoài cơ thể. La Phong lúc này chỉ còn mặc một bộ ma vân chiến y, sau đó một lần nữa thử dung hợp chuông cổ tím. Vù! Trong nháy mắt chuông cổ tím đã dung nhập vào trong cơ thể, hung hợp với cơ bắp, tạng phủ thành một khối. Nguyên lai like là như vậy. La Phong lắc đầu. Chuông tím đối với ta xem ra khá yếu, ăn thì vô vị, mà bỏ thì đáng tiếc. Chuông tím, chính là một bảo vật, công kích linh hồn công kích vật chất đều có thể ngăn cản được chính phần đây là món bảo vật về mặt phòng ngự không thua gì tướng giáp chút nào đương nhiên tướng giáp còn có thể đem lại cho la phong vạn lần sức mạnh giới chủ điều này thì chuông tím không có được nhưng điều kiện dung nhập tướng giáp cũng rất hà khắc nếu rơi vào một nhân loại khác căn bản cũng không thể sử dụng chuông tím không có yêu cầu nhận chủ hà khắc chỉ cần dung nhập tinh thần ấn ký là nhận chủ được phải thừa nhận một điểm nó là bảo vật nhưng đối với la phong thì không có tác dụng gì nhiều vì bảo vật phòng ngự khi dung hợp đồng thời vào thân thể cũng có hạn chế. Tỷ như loại chiến y dung nhập trên da, cũng chỉ có thể mặc một bộ chiến y thôi. Tuyệt không thể nói một cường giả đồng thời có thể mặc 10 món, trăm món chiến y, còn tướng giáp châu, binh giáp châu đều dung nhập vào cơ bắp, tạng phủ vân vân, hoàn toàn dung nhập thành một khối. Như vậy cũng chỉ có thể mặc một bộ binh giáp hoặc một bộ tướng giáp. Không thể nói đồng thời mặc vài bộ vương giáp, đồng thời mặc vài bộ tướng giáp, thậm chí khi muốn dung nhập tướng giáp châu, phải bức binh giáp châu ra bên ngoài cơ thể. Muốn dung nhập chuông tím, phải bức tướng giáp châu ra ngoài cơ thể. Cùng một đạo lý, bảo vật cùng loại hình phòng ngự chỉ có thể đồng thời sử dụng một món. La Phong cùng lúc chỉ có thể dung nhập vào cơ thể một thứ trong số tướng giáp châu và chuông tím thôi. Không nghi vấn gì, La Phong khẳng định sẽ chọn tướng giáp châu. Đây tuyệt đối là bảo vật, hẳn là một bảo vật mà các vũ trụ tôn giả sử dụng. La Phong nhẹ giọng nói, đáng tiếc, ta có tướng giáp rồi. Phân thân kim giác cự thú cũng có vương giáp còn tốt hơn tướng giáp, vương giáp mới là thích hợp nhất với ta. Tuy hơi hơi thất vọng, nhưng La Phong vẫn rất sung sướng. Dù sao chuông tím vẫn xem như một món trọng bảo. Chỉ luận về giá trị tiền bạc cũng vượt xa 5.600 ức lúc trước. Hơn nữa, trong lòng La Phong còn có một ý nghĩ, sư phụ chân diễn vương đối đãi với mình rất thành tâm. Có lẽ chuông tím này có thể cho sư phụ nhìn xem ta lần này thu hoạch được như thế nào. Trong nháy mắt La Phong lóe lên, ly khai thể nội thế giới, tiến vào một phương thế giới của một nhẫn thế giới trong một phương thế giới sa mạc vô tận đang có một thần thể tản ra uy áp vô tận đang nằm mặc dù lâm vào hôn mê nhưng uy áp vô hình vẫn đáng sợ như vậy trọng tiễn vương la phong mỉm cười đứng trước mặt hắn lúc đó người bị thương rất nặng lựa chọn tốt nhất là lập tức tự bạo tự bạo rồi không chừng mấy năm sau có lẽ có thể sống lại được mặc dù nói bởi vậy mà phải bồi thường cho việc sống lại dẫn đến rất nhiều nợ nần nhưng trở thành nô lệ của ta thì vĩnh viễn không thể sống lại nữa ngươi lúc đó vẫn hy vọng có thể chạy thoát không ngờ ba mũi nhọn của ma vân đằng đâm vào trong cơ thể ngươi làm ngươi chìm vào hôn mê luôn bị đánh tới mức hôn mê quả là rất hiếm thấy trọng tiễn vương cũng không ngờ ma vân đằng đâm vào cơ thể hắn là trong nháy mắt đã ăn mòn thần thể làm hắn chìm vào hôn mê ngay từ hôm nay trở đi ngươi là nô lệ của la phong ta la phong nhìn trọng tiễn vương trước mắt thi triển vạn tâm khống hồn bí pháp không như lúc trước khống chế chủng tộc mẫu hoàng y lâm na y lâm na mặc dù cũng theo cũng bị hôn mê nhưng đó là bị linh hồn bí pháp của hô diên bác mà hôn mê la phong lúc đó vừa khống chế là y lâm na đã tỉnh rồi lập tức bắt đầu phản kháng nhưng trọng tiễn vương lại bị thương quá nặng nặng tới mức mất đi ý thức lúc này hắn chỉ còn uy áp là ghê gớm thứ căn bản không có năng lực phản kháng chút nào khoảnh khắc sau thành công rồi la phong nở nụ cười nhìn trọng tiễn vương nhắm nghiền mắt nằm trên sa mạc có không có ý thức gì la phong tự nhiên cao mày lại đúng rồi mình khống chế trọng tiễn vương nhưng lại chẳng giúp gì được cho thương thế bản thân của trọng tiễn vương hắn vẫn trong trạng thái trọng thương hôn mê một trọng tiễn vương hôn mê đối với mình căn bản hoàn toàn vô dụng đợi hắn thực lực khôi phục khôi phục hoàn hảo bất hủ thần thể la phong suy tư trong vũ trụ cũng đích xác có bảo vật xúc tiến khôi phục thần thể nhưng giá rất đắt để có một nô lệ linh hồn phong vương cực hạn nếu bỏ ra một cái giá lớn đến thế có đáng không dù sao cũng là một nô lệ có thể thuấn di có hắn giúp đỡ, khi ta lang bạt vũ trụ cũng tiện hơn. Trước tiên nghiên cứu xem, lần này đánh chết những ngoại tộc bất hủ cấp Phong Vương bọn tử trung vương, quả thật rất nhiều chiến giáp chiến y, binh khí, nhẫn thế giới. Tỷ như tử trung vương có một bộ chiến y màu bạc, bộ chiến y màu bạc này bán trong Hồng Minh cũng giá trị cỡ 500 ức đơn vị Hỗn Nguyên, có thể ngăn cản năm thành công kích vật chất. Năm thành và chín thành nhìn như khác biệt không lớn, nhưng trên thực tế, suy yếu năm thành chỉ giúp cho tử trung vương đạt tới mức gấp đôi lúc trước suy yếu chín phần lại đại biểu cho việc đạt tới 10 lần lúc trước. Bởi vậy có thể thấy được loại như chuông tím, tướng giáp, vương giáp có giá trị như thế nào. Nếu tướng giáp, vương giáp có thể sử dụng trong phạm vi lớn, giá sẽ rất kinh người. Cho dù là như vậy, năm đó khi vương giáp được bán lần đầu ở Hồng Minh cũng từng được đinh giá là 500 ức. La Phong mất 2 ngày, thông qua mạng vũ trụ giả định, rồi Hồng Minh thành, cuối cùng cũng xác nhận được giá chiến lợi phẩm của mình. Tiền bạc trọng tiễn vương đại khái 600 ức đơn vị hỗn nguyên tiền bạc của 13 phong vương kia, toàn bộ cộng lại cỡ 500 ức đơn vị hỗn nguyên. Tiền bạc của tử trung vương phải tới 1.200 ức đơn vị hỗn nguyên, không hề chuông tím. Toàn bộ cộng lại là 2.300 ức đơn vị hỗn nguyên, thêm cái chuông tím nữa. Đối phó với loại cường giả có kỳ ngộ, có kỹ năng như tử trung vương, thu hoạch quả là nhiều. La Phong thầm nghĩ, mấy phong vương bình thường, giết tới 13 tên mới được 500 ức đơn vị hỗn nguyên. Hơn nữa còn gây động tĩnh lớn, giết quá nhiều cường giả phong vương e rằng sẽ khiến cho một vài siêu tồn tại chú ý. Hừ, tử trung vương là loại tốt nhất, nhưng loại có kỳ ngộ này thì khi kỳ ngộ càng lớn, át chủ bài càng ghê gớm. La Phong thầm nói, giết cũng rất khó khăn. Như ta chẳng hạn, ai mà giết được ta, e rằng phát tài thật rồi. Nhưng giết ta cũng không phải dễ dàng như vậy. La Phong thầm nói, bức bách tới tình huống nguy hiểm nhất, chỉ có thể gọi hỗn độn thành chủ sư phụ tới thôi. Hỗn Độn Thành Chủ sư phụ một khi xuất hiện, mặc kệ là ai cũng chỉ há hốc mồm. Đúng vậy, Chí Bảo như thí Ngô Vũ Dực phải nhờ Hỗn Độn Thành Chủ sư phụ cho ta thì ta mới có được. Nếu không phải loại siêu tồn tại này ban cho, muốn cướp đoạt quả thực là nằm mơ. Cướp đoạt chuông tím còn được, cướp đoạt thí Ngô Vũ Dực đúng là nằm mơ. Nếu để Hỗn Độn Thành Chủ sư phụ ra tay, ta cũng quá thất bại. La Phong lắc đầu, ta bây giờ nên làm gì? Đống chiến lợi phẩm này nên xử lý ra sao? trọng tiễn vương hôn mê lại xử lý ra sao? La Phong bây giờ có rất nhiều phiền não, phiền não của sự hạnh phúc. Chương 862 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sau khi La Phong cẩn thận kiểm tra xem làm sao có thể cho trọng tiễn vương đang hôn mê khôi phục lại, hắn có một tin tức tốt và một tin tức xấu. Tin tức tốt là, trọng tiễn vương mặc dù là cường giả phong vương cực hạn, nhưng phong vương cực hạn đều là dựa vào các loại bí pháp chấn phúc thân thể làm thần lực bất hủ trong nháy mắt tăng vọt nhưng về chỉnh thể tổng năng lượng lại không thay đổi gì tựa như kim giác cự thú khi thi triển bản tôn thiên địa làm thực lực tăng mạnh nguyên nhân thực lực tăng lên là do thân thể thu nhỏ lại nên mật độ cơ bắp gân cốt tăng lên còn trọng tiễn vương trong trạng thái hôn mê tự nhiên sớm đã giải trừ loại bí pháp chấn phúc thần thể rồi lúc này trạng thái thần thể cũng chỉ là một cường giả phong vương đỉnh cao bình thường bị hôn mê do đó việc làm trọng tiễn vương khôi phục và làm một cường giả phong vương đỉnh cao khôi phục không khác gì nhau tin tức xấu là trọng tiễn vương khôi phục có hai giai đoạn một là từ hôn mê tỉnh lại, hai là hoàn toàn khôi phục. Chỉ cần tỉnh lại thì Trọng Tiễn Vương tự mình sẽ có ý thức, có thể chủ động hấp thu các bảo vật ẩn chứa sức mạnh thần bí để nhanh chóng khôi phục lại. Còn khi hôn mê hắn không có cách nào chủ động hấp thu, như vậy bảo vật cũng đắt hơn nhiều. Giai đoạn tỉnh lại cần 630 ức đơn vị Hỗn Nguyên. Tuy chỉ là từ trạng thái 12% tăng lên tới gần 20%, nhưng cái giá cũng rất cao. Giai đoạn khôi phục cần 580 ức đơn vị Hỗn Nguyên nhìn như không nhiều lắm, nhưng trên thực tế toàn bộ tiền bạc của rất nhiều cường giả phong vương cực hạn cũng chỉ tới chừng đó. Đây là số mà họ vô số năm từ từ tích lũy mới có tỷ như huyết thú vương, tha tiềm tu ăn ăn ổn ổn cả ức năm, cũng không muốn lãng phí nhiều tiền bạc như vậy. Trong hư không, căn cứ quân đội số 026, mua, La Phong đang ngồi trên một sơn mạch băng tuyết, nghiến răng. Bất luận như thế nào, một cường giả phong vương cực hạn, còn sống mà hắn cũng có không gian để tiến bộ hơn nữa có ta cung cấp tài nguyên nhất định khẳng định sẽ nhanh hơn hắn tu luyện một mình không biết chừng thực lực còn có thể mạnh hơn nữa nói về thực lực trọng tiễn vương mạnh hơn la phong nhưng nói về tài nguyên trọng tiễn vương chỉ là một bất hủ ngoại tộc làm sao bằng được la phong xuất thân từ tộc nhân loại tộc quần đã cường đại mà la phong lại còn là thân truyền đệ tử của hỗn độn thành chủ có thể tìm được tài nguyên kinh người hơi phủi đi một chút cấp cho nô lệ linh hồn của mình cũng đã làm cho nô lệ linh hồn hưởng dụng vô cùng rồi Ngày tiếp theo, La Phong bắt đầu mua bán đại quy mô. May mà không giống như bảo tàng tế tháp lần trước, quá nhiều bảo vật xử lý rất phức tạp, lần này xử lý dễ dàng hơn nhiều. Nửa tháng sau, trong 2.300 ức đơn vị hỗn nguyên, dùng ước 1.200 ức mua các loại vật chất chân quý giúp trọng tiễn vương thực lực khôi phục hoàn toàn, cũng dùng ước 300 ức mua một viên hỏa thần nguyên tinh cực mạnh để bổ sung. Còn thừa 800 ức đơn vị Hỗn Nguyên, cộng với 100 ức bảo tàng tế tháp lần trước còn thừa, xem như tiền mặt còn lại là 900 ức đơn vị Hỗn Nguyên. La Phong cũng không vội vã dùng loạn. Bất luận là muốn đề cao bản tôn thiên địa hay cho Ma Vân Đằng, thực tinh thảo ngàn nhánh tăng lên, chút điểm tiền bạc này đều còn lâu mới đủ. Điều này làm La Phong cảm thán, những thủ đoạn bên ngoài như sinh mạng thực vật phụ trợ, binh khí tập cơ giới vân vân, hoàn toàn chỉ dùng vô số bảo vật đưa tới. Còn những bảo vật này phải dựa vào rất nhiều tiền bạc để mua. Sau cuộc chiến đao hà vương thành danh một tháng, một phương thế giới trong nhẫn thế giới. Trong khoang dinh dưỡng được chế tạo đặc biệt cho phù hợp với hình thể Trọng Tiễn Vương, dài cỡ 10 thước, rộng 4 thước, đang để trên sa mạc. La Phong mặc Hắc Y đang nhìn Trọng Tiễn Vương nằm trên sa mạc hôn mê. Lực thế giới vô hình kéo dài ra, nâng Trọng Tiễn Vương lên, sau đó chậm chậm đặt hắn vào khoang dinh dưỡng. Tích. La Phong nhẹ nhẹ ấn một cái nút rào cái nắp trong suốt đậy trên khoang dinh dưỡng tự động đóng lại, đồng thời bên trong cũng bắt đầu tự động phóng một vài vô số vật chất kỳ dị có dạng chất lỏng. Rất nhiều thứ cũng phải mái ra, hòa tan vào chất lỏng. Thứ bảo vật quý giá nhất trong số giá trị 630 ức này là ba lạc diệp. Một cái lá cây đã tốn hết 500 ức đơn vị hỗn nguyên. Xoẹt xoẹt xoẹt. Chất lỏng bao lấy cả trọng tiễn vương. Lực thần bí bắt đầu dung nhập vào cơ thể hắn. Lập tức chất lỏng bắt đầu thoáng quay tròn, xuất hiện rất nhiều bọt khí. Bắt đầu la phong nhẹ giọng thì thầm trọng tiễn vương nếu không phải ngươi trở thành nô lệ của ta e rằng ngươi sẽ hôn mê không biết bao nhiêu năm nữa la phong nhìn khoang dinh dưỡng trước mặt cười nói đương nhiên nếu cho ngươi lựa chọn cơ hội e rằng ngươi tuyệt đối sẽ không lựa chọn trở thành nô lệ của ta tự thân thực lực dù yếu tới mấy cũng là tự thân thân là nô lệ thực lực mạnh đến đâu cũng là nô lệ thế nhưng đây là quy luật mạnh yếu người bị ta đánh tới mức chìm vào hôn mê có thể trách được ai ý. chỉ có thể trách ngươi không đủ mạnh thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong khoang chất lỏng, màu sắc đang nhạt dần. Sau đại khái ba ngày, La Phong mặc hắc y luôn đứng một bên rõ ràng cảm ứng được linh hồn nô lệ của mình thoáng có sóng ý thức. Sắp rồi. La Phong khẽ mỉm cười. Một khi có sóng ý thức, vậy chỉ chừng một giờ sau, là ý thức trọng tiễn vương có thể hoàn toàn khôi phục. Kẹt. Chất lỏng bên trong khoang dinh dưỡng cũng trong nháy mắt hoàn toàn trở nên trong suốt. Những vật chất kỳ dị hoàn toàn bị hấp thu hầu như không còn gì nắp khoang trong suốt được mở ra trọng tiễn vương lóe lên rồi đứng trên sa mạc nhìn la phong trước mặt trong lòng không kìm được cảm thán một khi vấp ngã là suốt đời nô lệ nhưng chủ nhân lại bỏ ra bảo vật chân quý để ta tỉnh lại coi như là một chủ nhân tốt linh hồn mà bị khống chế tự nhiên sẽ sinh ra hảo cảm sẽ tôn sùng la phong vô cùng trọng tiễn vương ý thức được mình là nô lệ ý thức được mình bị khống chế nhưng hắn không hề phản cảm chút nào từ linh hồn bản nguyên hắn ngược lại vô cùng tin phục chủ nhân tự nhiên cho rằng chủ nhân là tốt, tất cả đều phải nghe theo chủ nhân. Đây là nô lệ linh hồn. Một nô lệ hoàn toàn trung thành về mặt linh hồn. Không giống những nô lệ bị ấy chip sinh vật khống chế, những nô lệ đó tuy bị khống chế, nhưng vẫn cảm thấy không cam lòng, muốn thay đổi vận mệnh. Nhưng nô lệ linh hồn lại không thể như vậy. Chủ nhân, trọng tiễn vương kho mình hành lễ. Ừm, La Phong nhìn trọng tiễn vương trước mặt, Trọng Tiễn Vương lúc này ngoài thân hiện lên chiến khải màu đen, mặt nạ cũng màu đen, vô cùng cung kính khiêm tốn không người. Nhưng với chiều cao cao hơn 8 thước, làm La Phong có một loại cảm giác đối thoại với một người khổng lồ cao 3 tầng lầu, cảm giác này thật ra hơi khó chịu. Thu nhỏ lại một chút, chiều cao tương đương với ta thôi. La Phong nói. Vâng, chủ nhân. Hình thể trọng tiễn vương nhanh chóng thu nhỏ lại. Một lát sau đã biến thành một thước bảy, rồi khẽ khom người, trông giống như một lão quản gia rất quy củ. Ừm, La Phong gật đầu. Thần linh bất hủ có thể dễ dàng thay đổi kích cỡ thần thể. Nhưng đối với thực lực sẽ có ảnh hưởng. Hình thể vốn có mới có thể phát huy được chiến lực chính thức. Nếu trọng tiễn vương thu nhỏ hình thể lại thành như vậy, thực lực sẽ bị ảnh hưởng thấp đi ba thành. Bình thường cứ như vậy, nhưng khi chiến đấu thì khôi phục lại nguyên hình thể nhé. La Phong nói. Rõ, chủ nhân. Trọng tiễn vương cung kính nói, nhưng thuộc hạ vừa mới tỉnh lại, thần thể không tới 20%, thực lực bị hao tổn nghiêm trọng đợt lát nữa ta sẽ giúp ngươi trong thời gian ngắn có thể khôi phục đầy đủ thực lực la phong mặc hắc y lật tay nhất thời một cái chuông cổ tím sặc sỡ xuất hiện giữa không trung sau đó rơi thẳng xuống cạch một tiếng rơi xuống trên xa mặc trọng tiễn vương quay đầu nhìn lại mắt sáng lên chiếc chuông tím cổ xưa với khí tức cường đại dù là ai cũng có thể phát hiện ra đây là một loại trọng bảo la phong thấy thế cười cười đây đây là trọng bảo trọng tiễn vương hơi kích động loại trọng bảo này bình thường phải vũ trụ tôn giả mới có như cường giả phong vương cực hạn mà có trọng bảo cỡ này cũng là một con số cực nhỏ. Ngươi nhận chủ thử xem. La Phong cười nói. Tinh thần ấn ký của La Phong lúc trước đã được giải trừ. Chiếc chuông tím bây giờ là vật vô chủ, tuy nói La Phong cũng tính sẽ dùng nó để giúp đỡ cho sư phụ Trần Diễn Vương, xem chừng chuông tím có thể sẽ hữu dụng với sư phụ. Nhưng đó là việc sau khi về lại hỗn độn thành, bây giờ cứ đưa cho Trọng Tiễn Vương dùng trước vậy đi. Hơn nữa chuông tím phải là cường giả tinh thông hai đại quy luật hỏa, không gian mới có thể vận dụng một cách tốt nhất, còn sư phụ Chân Diễn Vương lại tinh thông thổ, không gian chuông tím có hữu dụng với sư phụ không cũng không thể xác định được. Dạ, Trọng Tiễn Vương kích động vô cùng, đưa tay vuốt ve chiếc chuông tím, rồi lập tức đưa tinh thần ấn ký vào. Vù, chuông tím dung nhập thẳng thẳng vào trong cơ thể Trọng Tiễn Vương, ngoài thân Trọng Tiễn Vương thoáng có ảo ảnh hình chuông, sau đó ẩn đi. Hả? Trong mắt Trọng Tiễn Vương lóe lên vẻ hơi tiếc. Chủ nhân trọng tiễn vương cung kính nói chuông tím cần phải tinh thông hỏa không gian mới có thể khu động tốt nhất còn thuộc hạ năm đó lại dựa vào quy luật thổ mới thành bất hủ tuy nó cũng có lĩnh ngộ sơ sơ về quy luật hỏa nhưng chưa đại thành hà la phong nhìn hắn trọng tiễn vương lo lắng nói nhưng thuộc hạ về mặt quy luật hỏa cũng đã tới mức được bản nguyên quy luật hỏa thừa nhận rồi tuy nói sau khi trở thành bất hủ bất hủ thần thể sớm đã trở thành một phần từ trong hải dương quy luật thổ rất khó cảm ngộ các quy luật khác nhưng thuộc hạ dù sao cũng được quy luật hỏa thừa nhận vẫn có hy vọng cảm ngộ ha ha la phong cười chuông tím tạm thời cho ngươi dùng cho dù ngươi không thể sử dụng năng lực khác của chuông tím chỉ cần phòng ngự cũng đã cực kỳ trọng yếu với ngươi rồi ngươi mau hiểu quy luật hỏa cho xong đi đây là bảo vật ngươi cần để khôi phục thực lực La Phong tiện tay ném ra, một không gian giới chỉ bay thẳng về phía Trọng Tiễn Vương. Trọng Tiễn Vương nhận lấy rồi điều tra một chút, tỏ vẻ rất mừng rỡ, cảm ơn chủ nhân. Ừm, mau mau khôi phục thực lực đi. Ta lăng bạt những nơi nguy hiểm trong vũ trụ, còn cần ngươi phụ trợ một bên nữa đấy. La Phong cười nói, lúc còn là giới chủ, có thể cảm ngộ các loại quy luật. Mọi loại quy luật đều rất gần gũi với các giới chủ. Khi tới bất hủ, linh hồn hoàn toàn dung nhập vào thần thể, trở thành một bộ phận của nó thần thể chính là do thần lực bất hủ tạo thành có thể nói là một phần tử của hải dương quy luật bản nguyên tỷ như người có quy luật thổ trở thành bất hủ nếu cảm ngộ các quy luật khác như hỏa thủy ánh sáng phong sẽ bị những quy luật khác bài xích mãnh liệt khó khăn lúc cảm ngộ sẽ tăng vọt vạn lần trăm vạn lần đương nhiên cũng có tình huống đặc thù nếu là có thể được quy luật nào đó thừa nhận từ trước vậy sẽ không bị bài xích nhưng cảm ngộ vẫn khó khăn rất nhiều hơn nữa, quy luật cao hơn 5 loại kim mộc thủy hỏa thổ là quy luật không gian. Kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại quy luật mà hoàn thiện, nếu bất hủ cảm ngộ quy luật không gian, tuy có bài xích, nhưng lại vẫn còn có thể tăng lên nữa. Chỉ là khó hơn lúc còn là giới chủ nhiều. Dùng 3 loại quy luật phong, lôi điện, ánh sáng cũng có khả năng cảm ngộ quy luật thời gian. Nếu hiểu được rõ toàn bộ quy luật phong, sau đó thật sự muốn đi nghiên cứu quy luật không gian, nếu lúc còn là giới chủ thì có thể làm được. Nhưng một khi tới giai đoạn bất hủ, thì căn bản không có cách nào tu luyện được. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua được 3 tháng. Trọng Tiễn Vương rốt cục cũng khôi phục đầy đủ thực lực, đạt tới trạng thái đỉnh cao nhất. Chương 863 ủng hộ kênh qua linkhaleyzi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Chủ nhân, ngươi muốn đi tinh thần tháp à? Bên trong biệt thự, Trọng Tiễn Vương với bộ dạng quản gia đang cầm một khay cơm đứng một bên, hơi kinh ngạc nói, chủ nhân không phải muốn ly khai chiến trường ngoài tinh vực sao, sao lại đi tới tinh thần tháp thế? la phong ngồi ở trên sofa bưng chén rượu trái cây cười nói quân công thì ta sớm đã đạt tới yêu cầu rồi nhưng đã tới chiến trường ngoài tinh vực một lần vậy khu vực nguy hiểm nhất chiến trường ngoài tinh vực mà không đi một lần chẳng lẽ không tiếc nuối sao nói về mức nguy hiểm tinh thần tháp thuộc loại nguy hiểm nhất diễm tế đại lục còn kém nó một bậc ra là như vậy trọng tiễn vương cung kính nói trong diễm tế đại lục cường giả phong vương ít tới đáng thương toàn bộ cộng lại cũng mới chút đỉnh như vậy thôi nhưng trong Tinh Thần Tháp lại tụ tập trên 10 vạn bất hủ cấp phong vương của tứ đại trận doanh. Nhiều như vậy à? La Phong kinh ngạc. Cường giả phong vương bên trong Hồng Minh tổng cộng cũng mới có trên 300 vạn một chút. Đây là Tinh Thần Tháp, thuộc chiến trường số 7 thuộc chiến trường ngoài tinh vực thôi, sao mà có nhiều phong vương tụ tập như vậy? Tuy nói là mình tính đi tới đó, nhưng vẫn còn chưa tìm hiểu kỹ Tinh Thần Tháp. Không nhiều đâu." Trọng Tiễn Vương nói, Hồng Minh và trận doanh nhân loại là hai khái niệm khác nhau phàm là gia nhập hồng minh thì tuyệt đối là những tộc quần đáng tin cậy của nhân loại tinh thần tháp cổ xưa toàn thân màu đen dùng loại chất liệu gì không ai biết trải qua chiến tranh đại quy mô của bốn đại tộc quần đỉnh cao mà không hề tổn thương chút nào nghe nói vũ trụ chi chủ cao cao tại thượng cũng không thể phá được tinh thần tháp bên trong tinh thần tháp thai ngén bảo vật là chấn phong tinh thần mỗi một viên chấn phong tinh thần nguyên thể đều có kích cỡ bằng một hành tinh chỉ cần luyện hóa xong có thể thông qua chấn phong tinh thần mà phong ấn cường giả sau khi đánh bại địch nhân, phong ấn vào trấn phong tinh thần, địch nhân sẽ vĩnh viễn không có cơ hội chạy ra nữa. Loại bảo vật này đến cả vũ trụ tôn giả cũng muốn có nó. Còn trong tinh thần tháp cao 9 năm ánh sáng lại thay ngén ra vô số kể trấn phong tinh thần, cũng như những giọt nước trong biển rộng. Trấn phong tinh thần tuy là trọng bảo, nhưng bên trong tinh thần tháp lại vô cùng thông thường. Thế nhưng... Nếu chấn phong tinh thần không chủ động bay ra, cho dù siêu tồn tại trong vũ trụ, cũng không thể cưỡng ép lấy đi chấn phong tinh thần ra khỏi tinh thần tháp. Những tin tức liên tục xuất hiện. La Phong nhìn mà lặng cả người. Đây, đây. La Phong kinh ngạc nói, sâu trong tinh vân chín vòng xoáy, đến cả vũ trụ tôn giả cũng chắc chắn sẽ chết. Còn có vô số kể trọng bảo chấn phong tinh thần cấp vũ trụ tôn giả. Đúng thế, Trọng Tiễn Vương cảm thán nói, nghe nói, chỉ có vũ trụ chi chủ cao cao tại thượng mới có thể bình yên tiến vào tinh vân chín vòng xoáy. Về phần Chấn Phong Tinh Thần, ngươi xem những hình ảnh phía sau, đích xác có rất nhiều ảnh được chụp lại về Chấn Phong Tinh Thần. Ta cũng lang bạt rất nhiều năm ở Tinh Thần Tháp, thấy Chấn Phong Tinh Thần, cộng lại cũng phải mấy trăm viên. Tuy thấy nhưng không lấy được, trừ phi nó chủ động xuất thế, nếu không không thể tìm được nó. Nghe nói năm đó, siêu cường giả bốn đại tộc quần đỉnh cao khi vừa mới phát hiện ra tinh thần tháp, còn từng phát động một lần đại chiến cực lớn ở tinh thần tháp. Đại chiến cực lớn? La Phong tò mò. Tuy nói mình có địa vị cao, nhưng hắn mới sống có mấy ngàn năm, rất nhiều truyền thuyết hiển nhiên không biết nhiều bằng Trọng Tiễn Vương, vốn là một lão gia hòa tuổi thọ dài rằng dặc. Ừm. Trọng Tiễn Vương gật đầu. Năm đó bốn đại tộc quần đỉnh cao mở chiến trường, chọn xong một tinh vực xa lạ, liền bắt đầu càn quét, khi bọn họ đột nhiên phát hiện ra tinh thần tháp, những vũ trụ tôn giả phụ trách việc càn quét phát hiện ra sự đáng sợ của tinh vân chín vòng xoáy cũng phát hiện ra công kích của họ không dung chuyển được tinh thần tháp chút nào, nên nhất thời nhận định nó là trọng bảo. Nghe nói họ lập tức gọi những siêu tồn tại cỡ vũ trụ chi chủ trong tập quần tới tinh thần tháp, bốn đại tập quần đỉnh cao. Sau đó có một lần đại chiến. Nghe nói không ít vũ trụ tôn giả cũng đã ngã xuống. Về phần sau này thắng bại như thế nào thì ta không biết chỉ biết là cho dù các vũ trụ chi chủ vô địch tung hoành vũ trụ cũng không làm gì được tinh thần tháp chỉ có thể tùy ý để tinh thần tháp ở đó vô số năm qua vẫn luôn luôn đứng đó hả la phong khẽ gật đầu bảo vật có thể hóa thành lớn nhưng bình thường cũng có hạn chế như thí ngô vũ dực là loại trí bảo khi được thân thể duy trì có thể trải rộng tới vài năm ánh sáng cũng tuyệt nhiên không phải không thể nhưng điều kiện tiên quyết là la phong có được thực lực như vậy còn tinh thần tháp, cao 9 năm ánh sáng, lại như bản thể đã là như vậy rồi. Lại còn thai ngén ra vô số chấn phong tinh thần, đến cả vũ trụ chi chủ cũng không làm gì được. Trong vũ trụ vô số tộc quần, đều có truyền thuyết về tinh thần tháp này. Nó được xem là kỳ vật trí cao trí cường trong vũ trụ. Trọng tiễn vương cảm thán. Nó làm vũ trụ chi chủ cũng bị trọng bảo này mê hoặc. Nhưng trọng bảo bực này, cho dù là đặt ở tinh không vô số năm qua, nhưng không có một cường giả nào có thể cưỡng ép mang nó đi được cũng tạo nên uy danh hiển hách của nó lợi hại la phong cảm thán vật vô chủ chỉ cần vòng xoáy hình thành từ việc thôn phệ năng lượng có thể dễ dàng trôn vùi cả vũ trụ tôn giả từng khiến cho bốn đại tộc quần đỉnh cao điên cuồng chiến đấu nhưng sau cùng bốn đại tộc quần đỉnh cao không có cách nào mang nó đi được trong đó có vô số chấn phong tinh thần một trọng bảo của phong ấn sánh ngang với chuông tím đủ để làm vô số tộc quần hơi bị điên cuồng tộc quần đỉnh cao chính là tộc quần cường đại nhất trong vũ trụ trọng tiễn vương nói bốn đại tộc quần đỉnh cao chưa từng ai có thể mang tinh thần tháp đi được điều này làm cho vô số cường giả vũ trụ đều nhận định dựa vào việc thực lực mạnh là vô dụng một trí bảo như tinh thần tháp có lẽ đang đợi chủ nhân thích hợp của nó hoặc nói rằng trí bảo bực này căn bản là không ai có tư cách làm chủ nhân của nó ờ la phong cảm thán vô số lời đồn nhưng các cường giả vẫn cảm thấy có chút khát vọng khát vọng mình không biết chừng có cơ duyên trở thành chủ nhân của tinh thần tháp cơ duyên dù sao cũng khó nói trọng tiễn vương cười nói nguyên nhân chính là vì có vô số cường giả có ý nghĩ như vậy do đó trong tinh thần tháp đám phong vương các tộc nhiều ghê hồn hơn nữa tinh thần tháp cũng sẽ thỉnh thoảng đột nhiên có chấn phong tinh thần xuất thế mỗi một viên chấn phong tinh thần đều là trọng bỏ phong ấn cả cường giả đủ để làm cho đám phong vương điên cuồng hơn nữa nơi đó đến cả vũ trụ chi chủ cũng không phá được dù có chiến đấu ra sao đi nữa tự nhiên nó sẽ trở thành nơi chiến đấu đỉnh cao nhất. La Phong gật đầu. Trong vũ trụ có những trọng bảo thích hợp cho vũ trụ chi chủ sử dụng. Như thí ngô vũ dực cũng có thể để vũ trụ chi chủ dùng, nhưng tác dụng cũng rất nhỏ. Những loại có thể cho những vũ trụ chi chủ sử dụng, thì khi vũ trụ chi chủ dùng để chiến đấu, tự nhiên phải cứng rắn không bị phá vỡ, nên vũ trụ chi chủ không phá được cũng là việc bình thường. Phải mở mắt ra, phải tăng thêm kiến thức. La Phong tán thưởng. Phải đến xem. Trọng tiễn, chúng ta xuất phát la phong đứng dậy bây giờ đi luôn à trọng tiễn vương hơi kinh ngạc đúng la phong có vẻ rất hưng phấn dạ chủ nhân trọng tiễn vương lập tức cung kính đáp đáp phi thuyền vẫn mặc tinh hào di chuyển trong ám vũ trụ sau khi di chuyển trong ám vũ trụ hai ngày rốt cục đến điểm xuyên toa tiếp cận với tinh thần tháp hư không xuất hiện những tia rung động một phi thuyền tam giác đỏ như máu rìa sắc bén có vẻ rất dữ tợn trượt xuất hiện trong phòng điều khiển phi thuyền la phong giáp bạc cánh bạc đang một mình đứng đó về phần nô lệ Trọng Tiễn Vương thì đang tạm thời ở lại trong một phương thế giới của nhẫn thế giới. Dù sao luận về chiến lực, tự thân La Phong cũng không kém, đủ để lang bạt trong tinh thần tháp rồi. Nếu gặp phải nguy hiểm, sẽ cho Trọng Tiễn Vương ra tay cũng không muộn, sớm đưa át chủ bài ra là hành vi rất bất trí. Oa, wow. cạnh La Phong, một hài đồng cơ giới hưng phấn nhảy tưng tưng, chỉ vào hư không phía trước. "La Phong, ngươi xem, ngươi mau nhìn kìa, tinh thần tháp. Oa, wow. tinh thần tháp to quá. Cao chín năm ánh sáng lận." một tòa tháp mà to hơn cả diễm tế đại lục rất nhiều. Chúng ta bây giờ cách nó xa như vậy, mà lại cảm giác nó lớn tới mức khó tin. Như trùm cả vũ trụ, tinh thần tháp sừng sững cao vút, lơ lửng giữa không gian. Những vòng xoáy tinh vân sáng chói xoay quanh tinh thần tháp, điên cuồng thôn phệ năng lượng vô tận vô cùng. Tinh vân chín vòng xoáy, nhìn như mỹ lệ lấp lánh, kỳ thực là cơn ác mộng của các cường giả. Vũ trụ tôn giả xâm nhập vào cũng bị xé nát chôn vùi. Khó tin, rất khó tin. La Phong nhìn tinh thần tháp, thì thào nói. Sao lại có vẻ mặt như vậy chứ? Ngươi không phải đã thấy tin tức về nó rồi sao? Có cần phải há hốc mồm sững sờ như vậy không? Hai đồng cơ giới ba ba tháp liếc nhìn La Phong, tặc lưỡi nói thầm. La Phong lúc này hoàn toàn ngẩn ra. Vừa rồi phi thuyền vũ trụ xuyên toa vũ trụ thành công, trong nháy mắt, hắn đã cảm giác được một luồng triệu hoán đáng sợ trong nháy mắt phủ xuống. Luồng triệu hoán đó vượt qua binh giáp, tướng giáp, vương giáp, thậm chí vượt qua cả miếng kim loại đen chứa bí biển vô danh, chẳng những là mỗi tế bào trên toàn thân hắn đều run lên, thậm chí đến cả linh hồn cũng run lên. Là trí bảo cùng hệ với bí điển vô danh triệu hoán ta. La Phong có chút không dám tin. Chương 864 Tinh thần tháp không có chủ nhân khống chế, chỉ thôn phệ năng lượng hình thành tinh vân chín vòng xoáy đã có uy năng hủy thiên diệt địa như vậy. Bởi vậy có thể nhìn ra tinh thần tháp cao 9 năm ánh sáng này xứng đáng được gọi là kỳ vật chí cao chí cường. Cho dù hơi khoa trương, cũng không tới nỗi khoa trương quá nhiều, kỳ vật trí cao như thế lại sinh ra luồng triệu hoán mãnh liệt với mình như vậy. Ta có thể tìm được tinh thần tháp. Ta có thể trở thành chủ nhân tinh thần tháp. La Phong chẳng dám tin, nhưng cảm giác triệu hoán làm linh hồn run lên lại mãnh liệt như vậy, hiển nhiên là từ phương hướng tinh thần tháp truyền đến. La Phong, La Phong. Hai đồng cơ giới ba ba tháp bên cạnh nhảy choi choi phía trước gọi, há hốc mồm rồi làm gì? Không có gì. La Phong hít sâu một hơi, tỉnh táo lại tỉnh táo, vào thời điểm mấu chốt phải tỉnh táo hơn nữa, không thể cái đầu nóng lên. Tinh thần tháp có thể đứng vững trong chiến trường ngoài tinh vực này tỷ tỷ năm. Những bá chủ trong vũ trụ cũng không cưỡng cầu được, bởi vậy có thể thấy được sự chân quý và huyền bí của nó. La Phong thầm nghĩ, sư phụ có thể đưa thí ngô vũ dực cho ta, nhưng tinh thần tháp vốn có thể thai ngén ra chấn phong tinh thần vô tận thì sư phụ không thể cho ta được. Hiển nhiên tinh thần tháp mạnh hơn thí ngô vũ dực rất nhiều. Chí bảo bực này nếu thật sự lọt vào tay ta, ta dám dùng không? la phong thầm nói có thể làm cho bốn đại tộc quần đỉnh cao vì nó mà khai chiến với nhau một khi bị phát hiện ta có tinh thần tháp khẳng định rất nhiều bá chủ trong vũ trụ sẽ xuất hiện tranh cướp cho họ không có cách nào khống chế tinh thần tháp cũng rất có thể bắt ta thành nô lệ linh hồn gián tiếp khống chế tinh thần tháp thực lực và bảo vật phải đối ứng không có thực lực thì không có tư cách thu được trí bảo như vậy như thí ngô vũ dực cũng vì vũ trụ mênh mông chỉ có hỗn độn thành chủ mới biết sự tồn tại của nó các cường giả khác căn bản không nhận ra chỗ đặc thù của thí ngô vũ dực do đó hỗn độn thành chủ mới dám ban nó cho la phong còn tinh thần tháp thì danh khí quá lớn vũ trụ mênh mông tỷ tỷ tộc quần ai chẳng biết tinh thần tháp la phong không có đủ thực lực nếu tìm được nó sẽ là một kiếp nạn tìm được nó cũng chỉ có thể lựa chọn giấu tinh thần tháp thật kỹ, một mạch cho đến khi có đủ thực lực, tới lúc hắn không còn sợ vũ trụ bá chủ tới đoạt thì mới có thể công khai sử dụng. Nghĩ gì nhiều, trước hết đến xem tinh thần tháp. Ít nhất có thể chứng minh một điểm, tinh thần tháp và bí điển vô danh hẳn là có liên quan. La Phong đáp phi thuyền vẫn mặc tinh hào, nhanh chóng bay về phía tinh thần tháp. Nhìn tinh thần tháp đang phụ cả một góc vũ trụ, vẫn mặc tinh hào phi hành gần như với tốc độ ánh sáng, thì thật sự phải phi hành trên 10 ngày mới đến tuy nói có thể cho trọng tiễn vương hỗ trợ thuấn di, nhưng vì những cơn triệu hoán từ tinh thần tháp làm đầu mình từng đợt nóng lên, do đó thật sự bay hơn 10 ngày, cũng làm cho mình hoàn toàn bình phục, cảm nhận dần luồng cuồng nhiệt đó. Thân tinh thần tháp xoay vòng những vòng xoáy tinh vân sáng chói, nhưng đáy thân tháp lại không có vòng xoáy tinh vân xoay quanh. Thân tháp tổng cộng chia ra 9 tầng. Mặt đáy tầng thứ nhất có 9 cửa vào. Rất nhiều phong vương phong hầu ngoại tộc tới đây thử vận khí, đều dọc theo cửa khẩu này mà tiến vào. Tới rồi, một luồng lưu quang màu bạc dừng lại. La Phong giáp bạc cánh bạc đứng trước cửa vào. Trước mặt tinh thần tháp, hắn căn bản không thể thấy cuối tinh thần tháp nữa. Tháp cao 9 năm ánh sáng là khái niệm gì chứ? Nếu so mặt trời với, cũng như so một bụi cây với một hòn núi cao. Thử xem có thể nhận chủ không? La Phong hít sâu một hơi. Nói mình không hồi hộp là giả. Dù tỉnh táo mấy, nhưng tự đáy lòng vẫn nóng rực. Hắn xòe bàn tay ra nhẹ nhẹ đụng chạm vào bờ cửa màu đen cao cả trăm vạn cao dặm của ngôi tháp. Một cảm giác băng giá khi vừa chạm vào bờ cửa làm La Phong cảm thấy có chút chờ mong. Lúc trước binh giáp, tướng giáp đều chủ động bay vào trong cơ thể, dễ dàng khống chế. Hả? La Phong nhíu mày. Tay vừa chạm vào mép cửa tinh thần tháp tháp, nhưng nó chẳng có phản ứng gì cả. Nhận chủ. Chút niệm lực thẩm thấu vào, muốn dùng tinh thần ấn ký ghi dấu trên tinh thần tháp. Nhưng niệm lực vừa thẩm thấu vào, lại như một miếng bùn nhập vào biển rộng, lập tức bị thôn phệ hầu như không còn gì. Tinh thần tháp vẫn là tinh thần tháp, La Phong căn bản không thể nhận chủ khống chế nó. Cảnh này khiến La Phong hơi sốt ruột, lại thử dùng máu tươi thẩm thấu vào, rồi lại đổi vị trí, không còn thử ở mép cửa, mà lại thử với mặt đất cùng một chất liệu của tinh thần tháp. Thất bại, thất bại, vẫn nhận chủ thất bại. Chuyện gì thế? Sao lại chẳng có phản ứng, còn có trên 10 vạn phong vương ngoại tộc? Khi chiến đấu đích xác rất đáng sợ. Lời mời này cũng phải xem thực lực. Ngôn thứ vương một mình tiến vào hiển nhiên trong thời gian ngắn chưa thích hợp cho việc mời đối tượng. Còn La Phong vốn thanh danh đao Hà Vương Lan Sa, Ngôn Thứ Vương cũng muốn mời La Phong đi chung. Không được, La Phong cười cự tuyệt. Ngôn Thứ Vương nghe xong cũng không nói thêm gì nữa. Vốn là ngoại tộc, mỗi người đều có ý nghĩ, có việc riêng tư, tự nhiên không hỏi tới cùng, hắn chỉ cười nói, ta xin đi trước, rồi lập tức hóa thành một luồng tàn ảnh nhanh chóng lao vào tháp. La Phong cũng hơi chần chờ, sau đó một mình đi vào tinh thần tháp đã nhận định tinh thần tháp và mình có liên quan hơi đặc thù nếu đi chung với các cường giả khác sẽ rất phiền phức la phong thả đi một mình mà mình lại có nô lệ trọng tiễn vương nữa mắc gì cần có thêm một phong vương đỉnh cao ngôn thú vương đi cùng la phong đi trong thân tháp mênh mông một bước cũng vượt qua vài vạn km thân ảnh mơ hồ tiến bước rất nhanh chóng chỉ nghe những tiếng lắc sắc ầm ầm không ngừng vang vọng về tinh thần tháp lúc trước hắn đã tra xét ra không ít tin tức cũng từng hàn huyên với trọng tiễn vương nên la phong cũng hiểu rõ tình hình và kết cấu của tinh thần tháp tinh thần tháp cũng như một cao ốc siêu lớn cao chọc trời bên trong tòa siêu cao ốc cao chọc trời đó có rất nhiều phòng đương nhiên những phòng bên trong tinh thần tháp trên thực tế là những không gian cấm mỗi một không gian cấm đều có những thông đạo ngầm thông với các không gian cấm khác đồng thời vô số không gian cấm đó lại luôn luôn di động nói cách khác cho dù ở nguyên một chỗ trong tinh thần tháp theo thời gian trôi qua tọa độ bản thân cũng không ngừng biến ảo không gian cấm la phong lúc này đang ở cửa vào thông đạo một không gian cấm vừa vào trong cửa vào đã đóng lại rồi biến mất đây là một không gian cấm giải rác sa mạc vô tận ở vừa ngoài nhất ở vùng không trung ngoài cùng lại có những trở ngại vô hình không thể đến gần được máy thăm dò hình chiếu thế giới nhiệm lực thăm dò đều chỉ có thể thăm dò bên trong không gian cấm không thể xuyên thấu một không gian cấm tới những không gian cấm khác, Thuấn Di cũng chỉ có thể thi triển bên trong không gian cấm, chứ không thể Thuấn Di tới không gian cấm khác. La Phong hiểu rõ điểm này, muốn chạy trốn cũng đơn giản. Thi triển thần quốc truyền tống là có thể ly khai tinh thần tháp, nếu không trốn, vậy phải xuyên toa qua những không gian cấm, điều kiện tiên quyết là phải tìm được thông đạo nối liền hai không gian cấm. Tinh thần tháp sừng sững cao 9 năm ánh sáng, trong đó chứa vô số không gian cấm. La Phong nhìn quanh không gian cấm này, ầm ầm Cả sa mạc rung lên. Oa! Wow. La Phong cả kinh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cả sa mạc không ngừng rung lên, đồng thời thoáng có thứ gì đó rất khổng lồ từ trong sa mạc muốn bò ra ngoài. Chưa từng nghe Trọng Tiễn Vương nói về việc này, La Phong vội triệu xuất Trọng Tiễn Vương. Vèo! Trọng Tiễn Vương xuất hiện một bên, cung kính nói, "Chủ nhân." Đồng thời hắn cũng chú ý tới cả sa mạc đang rung động, không khỏi biến sắc. "Đại động tĩnh thế à, "Chủ nhân." Trong tinh thần tháp nguy cơ trùng điệp, mỗi không gian cấm đều có thể ẩn giấu những nguy cơ. Chỉ là bình thường sẽ không xuất hiện. Cho dù xuất hiện, nguy cơ cũng khác nhau. Do đó, trong tinh thần tháp có rất nhiều cường giả ngoại tộc nên chiến đấu rất nguy hiểm. Nhưng trong một không gian cấm nếu nguy cơ bộc phát thật sự, thì còn đáng sợ hơn. Động tĩnh càng lớn, đại biểu càng nguy hiểm nhiều. Chủ nhân ngươi vừa mới vào hả? Không gian cấm này sao lại có đại động tĩnh như vậy chứ? Đây là không gian cấm đầu tiên mà ta tiến vào. La Phong nhìn sa mạc. Sa mạc không ngừng nhô lên, như có con quái thú đang tỉnh lại rào rào. Vô số hạt cát bên cạnh lăn xuống. Dần dần, một cái giáp xác màu đỏ dần dần nhô lên khỏi sa mạc. Một con quái vật cùng loại với rết, trông rất kỳ dị, như làm bằng kim loại, dài ước 1.000 km, có trên một vạn lợi trào trợt xuất hiện. Đôi mắt xanh biếc của nó đang nhìn xuống la phong, đầy sát khí. Đây, đây, là hộ vệ cấm địa cấp 1.000 km. Trọng tiễn vương trợn tròn mắt, quay đầu nhìn về phía la phong chủ nhân, ngươi lần đầu tiên tiến vào không gian cấm, có thể dẫn xuất ra một hộ vệ cấm địa, còn dẫn xuất ra loại ngàn km nữa. Ta ở tinh thần tháp trên vạn năm, vượt qua vô số không gian cấm, chạm mặt hộ vệ cấm địa mạnh nhất cũng là cấp trăm km thôi. La Phong lại khẽ nhíu mày, rõ ràng cảm giác được tinh thần tháp triệu hoán ta mãnh liệt, nhưng lại không có cách nào nhận chủ, cũng không có phản hồi đặc thù gì cả. Nhưng vừa mới tiến vào không gian cấm đầu tiên, đã dẫn xuất ra hộ vệ cấm địa mạnh tới như vậy, việc này ít nhất cũng tốt hơn không hề có phản ứng gì. La Phong, Trọng Tiễn Vương, hai sinh vật nhỏ bé, ngẩng đầu nhìn con hộ vệ cấm địa khổng lồ đó. Chương 865 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch treo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hộ vệ cấm địa, dựa theo tư liệu lúc trước ta xem, nghe nói là khối lỗi cơ giới kim loại. La Phong lặng lẽ nói, tuy là khối lỗi cơ giới, nhưng lại hiển nhiên rất cao cấp. Thứ nhất, không sợ công kích linh hồn, hai bình thường công kích cường đại rất khó chấn hỏng trung tâm năng lượng trong cơ thể chúng chủ nhân trọng tiễn vương nhìn con rết khổng lồ màu đỏ rực trên sa mạc vội truyền âm nói muốn chính diện công phá hộ vệ cấm địa thì căn bản không thể làm được công kích linh hồn lại hoàn toàn không có hiệu quả tuy nói trung tâm năng lượng của nó rất ổn định rất khó chấn hỏng nhưng chúng ta cũng chỉ có một lựa chọn đó là thông qua cường lực công kích tàn phá trung tâm năng lượng nó ta biết la phong gật đầu mắt vẫn nhìn vào người con hộ vệ cấm địa La Phong, Trọng Tiễn Vương, đang nhìn con rết hộ vệ cấm địa. Con rết khổng lồ màu đỏ rực cũng nhìn xuống đám người La Phong, như một con sư tử hoặc con cọp nhìn đám thỏ hoang run rẩy, hoàn toàn là thái độ vờn mồi. Rát, con rết màu đỏ rực rít lên một tiếng chói tai làm cho người ta ê cả răng, thanh âm như sóng xung kích, không gian nó lướt qua đều xuất hiện có rung động một cách quy luật. Sóng xung kích tập kích với tốc độ ánh sáng, đánh thẳng vào toàn thân La Phong, Trọng Tiễn Vương, làm La Phong, Trọng Tiễn Vương đều chấn động. La Phong trong nháy mắt lập tức thanh tỉnh, kinh ngạc phát hiện ra con rết đã biến mất khỏi sa mạc, mà lại xuất hiện trên bầu trời đỉnh đầu mình. Con rết đỏ rực có thân thể khổng lồ giống như một quầng mây, hoàn toàn che kín bầu trời chỗ La Phong, trọng tiễn vương, rồi đè xuống. Lợi chảo dày đặc, đồng thời có hơn 10 lợi chảo, lần lượt vây công La Phong và trọng tiễn vương. soạt hơn 10 lợi chảo, mỗi một cái dài vài chục km, cái nào cũng như những cái liềm mỏng dài vài chục km, ở đôi liềm còn có chín phân nhánh, Lúc này, mười mấy cái liềm cao hơn cả những ngọn núi cao nhất trên địa cầu, đồng thời bổ ra, chộp về phía La Phong, còn liên tục xoay quanh nhau, như một cái máy xay thịt. Không gian vũ trụ dễ dàng bị xé nát. Hừ. La Phong tay xuất hiện huyết ảnh chiến đao, hừ nhẹ một tiếng, phóng mạnh lên cao, thi triển khai đao pháp, chém về phía những lợi trảo nối liền với tấm thân khổng lồ của con rết. Rào. Một luồng đao quang màu bạc như sông dài trong nháy mắt xuất hiện. ầm um, ầm, um một cái lợi chảo bị bổ mạnh chúng rắc nó văng qua một bên, còn những lợi chảo khác chung quanh lại điên cuồng quay quanh La Phong, tùy ý điên cuồng công kích. Rõ là kiên cố, rất khó phá vỡ. Một đao của ta lại đều không phá vỡ vỏ của nó La Phong nhìn mười mấy lợi chảo long trời lở đất quay chung quanh, hơi biến sắc. Vốn hắn muốn công kích vào bụng con rết, như vậy có thể chấn hỏng được trung tâm năng lượng trong cơ thể của con rết hộ vệ cấm địa này. Nhưng những lợi chảo xoay vòng như vậy thì mình căn bản không thể đụng chạm vào thân thể nó. Vèo, La Phong hai cánh rung lên, đối diện với tới mười mấy lợi chảo quay chung quanh, chỉ có thể không ngừng né tránh. Dù sao những lợi chảo đó cũng rất to, thể tích lớn, còn La Phong né tránh lại vô cùng quỷ mị, nên có thể né tránh tất cả. Phá! Ở gần đó, Trọng Tiễn Vương cũng bị vây công, đang ngầm lên. La Phong liếc mắt đảo qua, chỉ thấy Trọng Tiễn Vương cũng bị mười mấy lợi chảo vây công, khí tức ngập trời, đã thi triển ra bí pháp thần thể chấn phúc, cầm trường cung cổ xưa, vô cùng đơn giản kéo cung bắn tên cung khi đã kéo căng rồi mũi tên trong nháy mắt bắn ra chỉ cần dây cung bật ngược lại cũng đã làm cho không gian bị chấn ép thành hạt mũi tên hình thành hai ảo ảnh rất quỷ mị hơn nữa rất ngưng tụ tựa như là hai mũi tên thật sự trước sau hai mũi tên đồng thời công kích về phía trước những nơi nó lướt qua không gian liên tục vỡ ra tiễn hai tầng của trọng tiễn vương la phong sáng mắt lên rõ ràng một mũi tên nhưng lại có thể hình thành hiệu quả hai tầng tiễn không phải là quy luật không gian hoặc ảo ảnh, mà là phối hợp giữa thần lực cường đại cùng với bí pháp vận dụng quy luật, rồi dùng cung tên thi triển ra bí pháp, hình thành hai mũi tên như thực thể. Lúc trước Trọng Tiễn Vương bị La Phong đánh tới hôn mê. Lúc đó thực lực Trọng Tiễn Vương đã mười không còn lấy một, cường độ thần lực không đủ, căn bản không có cách nào thi triển ra tuyệt học Trọng Tiễn được. Bành! 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 lợi chảo đỏ rực của con rết vừa mới đụng vào hai tầng tiễn đã bị giặt qua một bên căn bản không thể ảnh hưởng được hai tầng tên này ấm ấm oanh kích cuối cùng đánh vào bụng con rết một kích của cường giả phong vương cực hạn hoàn toàn bộc phát soạt mũi tên thứ nhất tuy hơi tán loạn nhưng thật sự đã xé được bụng con rết lộ ra một vết thương mũi tên thứ hai hoàn toàn xuyên qua bụng con rết rồi xuất hiện ra một lỗ thủng khổng lồ làm cả con rết đều co quắp lại vốn những lợi trào đang vây công la phong cũng đình chỉ đều co lại Lợi hại như vậy à?" La Phong kinh ngạc nói. "Chủ nhân cẩn thận." Trọng Tiễn Vương lóe lên, đã tới cạnh La Phong, trịnh trọng truyền âm nói, "Hộ vệ cấm địa phòng ngự cực mạnh, đừng nói ta, cho dù là Phong Vương vô địch cũng không thể cưỡng ép xé vụn thân thể hộ vệ cấm địa. Theo ta phỏng chừng, bụng rết hẳn là bản thân thiết kế rất yếu ớt, thì có lẽ còn có thủ đoạn khác nữa đó." La Phong cả kinh. Veo. Veo. La Phong, Trọng Tiễn Vương đều nhanh chóng lóe lên, kéo dài khoảng cách với con rết đỏ rực đó, thế nhưng họ đang ở không gian cấm, nên căn bản không chỗ nào chạy trốn cho được. La Phong cẩn thận quan sát con rết bự đang nằm co quắp, chỉ thấy lỗ thùng ở bụng con rết đang bắt đầu nứt ra bột bột bột. Những âm thanh vang dội, rồi từ cái lỗ thùng ở bụng con rết chợt đứt thành hai đoạn. Ở chỗ gãy, kim loại liên tục gắn kết với nhau, một lần nữa hình thành một con rết khác. Trong nháy mắt, một con rết biến thành hai con rết. Rát, rát hai con rết đều kêu lớn, rồi xông tới. Một con biến ra hai con. Chẳng lẽ còn hai con sẽ biến ra bốn con sao? La Phong hai cánh rung lên, đảo qua một luồng ảo ảnh tránh ra xa. Rát! Một con rết như xé rách không gian, vô số lợi chảo khua khoáng trong hư không, làm hư không rung lên dữ dội. Nó không ngừng truy kích La Phong với tốc độ rất nhanh. Nhưng La Phong né tránh biến hướng liên tục, cho dù là trọng tiễn vương cũng thua xa La Phong. Con rết đó liều mạng mấy cũng không đụng được vào La Phong còn ở phương hướng khác một con rết khác đang chiến đấu với trọng tiễn vương trọng tiễn vương một lần nữa cho con rết đó thêm một tiễn bành 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 trọng tiễn bắn ra không gian liên tục vỡ vụn những cây lợi trào bắn tung tóe cuối cùng oanh kích vào bụng con rết phốc mang bụng kim loại lập tức bị đâm thủng còn trọng tiễn vương cũng gầm lên nhanh như chớp sông thẳng lên vô số lợi trào long trời lở đất áp chế muốn ngăn cản hắn, nhưng trọng tiễn vương đã sớm đáp cung xuất tiễn, như chớp bắn thêm một tiễn nữa, đánh tan những lợi trào đang muốn ngăn trở hắn. Trọng tiễn vương cũng nhân cơ hội muốn xuyên qua lỗ thủng tiến vào trong cơ thể con rết, tới ngay cửa lỗ thủng trước bụng, sắp sửa tiến vào trong thì Xoẹt! Một ảo ảnh kim sắc từ lỗ thủng bụng con rết lộ ra, nhanh như thiểm điện, trọng tiễn vương cũng không né tránh kịp. Đan! Ảo ảnh kim sắc đâm thẳng vào thần thể của trọng tiễn vương, làm trọng tiễn vương bị đánh bay ra xa, trọng tiễn vương vừa bị đánh bay lập tức bắn ra thêm một mũi tên nữa phá vỡ những lợi chảo còn lại bay tuốt ra ngoài giống một tiếng giống chói tai vang lên vang vọng cả không gian cấm làm cả sa mạc rung lên bần bật hai con rết bự đều dừng lại nằm trên mặt đất la phong trọng tiễn vương cũng tập hợp với nhau chuyện gì thế sao phiền phức tới như vậy chứ la phong nhíu mày truyền âm nói trọng tiễn vương cũng nhìn hai con rết bự đặc biệt là dán mắt lỗ thủng ở bụng con rết lúc trước chính là ở đó đột nhiên xuất hiện một ảo ảnh kim sắc, lúc này nơi đó đang nhúc nhích, tựa hồ có gì đó sắp xuất hiện. Chủ nhân, trọng tiễn vương truyền âm nói, trong tinh thần tháp, nguy hiểm chủ yếu chính thức là trên 10 vạn cường giả phong vương. Về phần nguy hiểm của bản thân tháp, tuy nói là nguy hiểm trùng điệp, nhưng đối với những phong vương cực hạn như chúng ta, hẳn là không có gì phiền phức lắm. Vẫn không đến mức bức bách ta phải thiêu đốt bất hủ thần thể. Nhưng lần này, tựa hồ không ổn lắm, xoẹt 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 lỗ thủng nơi bụng con rết đang không ngừng nhúc nhích thoáng có vật thể kim sắc gì đó muốn bò ra xuất ngoài theo ta được biết chỉ có một loại tình huống mới gặp phải phiền phức lớn như vậy trọng tiễn vương nói nói xem nào la phong cũng thấy có gì không hợp lý trọng tiễn vương chính là phong vương cực hạn nếu muốn bức bách trọng tiễn vương thiêu đốt thân thể bất hủ mới có thể giải quyết hộ vệ cấm địa vậy thì các phong vương đỉnh cao phong vương cao cấp khác không phải không còn mạng nữa sao song trên thực tế tinh thần tháp không thể nguy hiểm như vậy chỗ chiến đấu nào cũng nguy hiểm như vậy làm sao có nhiều phong vương đi vào như vậy chứ tinh thần tháp bình thường đều rất yên ả trừ phi có chấn phong tinh thần sắp xuất thế mới gặp phải các loại dị trạng trọng tiễn vương sáng mắt lên nóng rực chấn phong tinh thần xuất thế la phong giật mình đợi giải quyết xong đám hộ vệ cấm địa này chủ nhân có thể thông qua mạng vũ trụ giả định hỏi một vài bằng hữu khác tại tinh thần tháp không biết chừng cũng có cường giả gặp phải phiền phức như vậy đó trọng tiễn vương nói nếu có một đám cường giả bị phiền phức thì chấn phong tinh thần rất có thể sắp xuất thế rồi tinh thần tháp sắp phải nghênh đón một hồi giết chóc cực lớn rồi la phong nín thở đánh bại phong vương là dễ dàng phong ấn khá khó đánh chết càng khó hơn còn chấn phong tinh thần là một kiện bảo vật phong ấn chỉ cần thực lực mạnh hơn đối thủ một chút bằng vào chấn phong tinh thần có thể cưỡng ép phong ấn đối thủ rồi vây khốn trong đó làm đối thủ chọn đời cũng không thể chạy trốn chất liệu của chấn phong tinh thần rất đặc thù nếu bị nhốt vào cho dù là vũ trụ tôn giả e rằng cũng đừng mơ tưởng từ bên trong cưỡng ép phá vỡ ra được đương nhiên dùng để phong ấn vũ trụ tôn giả sẽ phiền phức hơn rất nhiều nhưng chấn phong tinh thần vẫn là một trọng bảo làm cho vô số vô số cường giả các tộc quần đều phải điên cuồng cường giả tụ tập còn có cả những cường giả khác từ các nơi tới đây bởi vậy có thể tưởng tượng được để có chấn phong tinh thần giết chóc sẽ thảm liệt như thế nào mỗi một viên chấn phong tinh thần đều đại biểu cho một hồi giết chóc lớn Chủ nhân, ngươi vừa mới tiến tinh thần tháp, đã có thể gặp phải chuyện tốt như vậy. Xem ra chủ nhân có thể sẽ chấn phong tinh thần đó. Trọng tiễn vương. Tận đáy lòng nô lệ, chủ nhân là người quan trọng nhất trong vũ trụ. Bột bột bột. Ở bụng bộ một trong hai con rết bự có một lỗ thủng. Lỗ thủng lúc này đang mở rộng, đồng thời một con quái vật kim giáp từ từ bò ra ngoài. Chính là một con bò cạp kim giáp dài ước 30 thước, đuôi bò cạp, sắc bén hơi cong lên, làm trọng tiễn vương nheo mắt nhìn chính là cái đuôi bò cạp này vừa tập kích hắn. Chương 866 hai con rết khổng lồ, mỗi con đều dài mấy trăm km, còn con bò cạp kim giáp lại vẻn vẹn chỉ dài 20 thước, tựa như một con kiến đứng với một quả núi lớn sừng sững. Bụp, cái đuôi bò cạp kim giáp nhẹ nhẹ vung lên, làm không khí chấn động dữ dội, không gian xuất hiện những luồng vết nứt, còn cặp mắt bằng tinh thạch đỏ như máu của con bò cạp kim giáp lại dán mắt vào La Phong, Trọng Tiễn Vương. Giống, bò cạp kim giáp gầm mạnh một tiếng chói tai. Rát, rát, Hai con rết khổng lồ lại ngoan ngoãn kêu một tiếng, sau đó nằm xuống có vẻ cung kính. Bò cạp kim giáp từ từ bò lên, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào La Phong, Trọng Tiễn Vương. La Phong cũng dán mắt vào con bò cạp kim giáp. "Chủ nhân, con quái vật kim giáp này thực lực rất mạnh. Ta đã giao thủ với nó một chút." Trọng Tiễn Vương truyền âm nói, mặc dù nó không hiểu quy luật, nhưng thuần túy về mặt công kích cũng mạnh hơn cả một bất hủ phong vương đỉnh cao bình thường, còn cái đuôi của nó hẳn là bộ vị công kích mạnh nhất. La Phong dán mắt vào con bò cạp kim giáp, truyền âm nói, phát hiện được nhược điểm không. Không, Trọng Tiễn Vương nói, lúc trước khi đối chiến với con hộ vệ cấm địa khổng lồ, phát hiện ra thân hình khổng lồ của con hộ vệ cấm địa có phòng ngự tương đối kém, mũi tên của ta có thể bắn thủng được. Đương nhiên có thể là vì có dấu con quái vật kim giáp này, nên lúc trước khi thiết kế, ở bụng con hộ vệ cấm địa cũng được thiết kế cho phòng ngự thấp đi. Về phần con quái vật kim giáp này, phòng ngự sẽ mạnh hơn rất nhiều, muốn ứng phó với nó là rất phiền phức. Chủ nhân, không thích hợp liều mạng với chúng đâu. Chúng ta nên chỉ hoãn chút thời gian, thời gian dài một chút, không biết chừng chúng ta có thể phát hiện thông đạo của không gian cấm này, như vậy có thể nhanh chóng ly khai khỏi đây. Hộ vệ cấm địa không có cách nào ly khai không gian cấm của nó. Ừ. La Phong cẩn thận nhìn chằm chằm về về phía trước, hắn vẫn cảm giác bò cạp kim giáp đó mặc dù tựa như nhìn cả hắn và Trọng Tiễn Vương, nhưng lực chú ý được đặt trên người hắn nhiều hơn, ngược lại nó không quá để ý tới Trọng Tiễn Vương. Giống con bò cạp kim giáp đột nhiên gầm lên một tiếng chói tai ầm um, ầm um, xa xa một con rết luôn ngoan ngoãn nằm bò xuống tựa như hai sơn mạch khổng lồ uốn lượn đột nhiên động thân cùng bổ tới trọng tiễn vương đương nhiên vì hình thể của chúng quá lớn còn la phong trọng tiễn vương lại ở rất gần thoạt nhìn la phong trọng tiễn vương đều tưởng hai con rết khổng lồ đều công kích họ la phong lập tức hai cánh rung lên né tránh trọng tiễn vương cũng né tránh liều mạng với hộ vệ cấm địa dùng hỏa thần nguyên tinh thiêu đốt thần lực bất hủ. Quá không đáng. Mất một chút thời gian, sẽ phát hiện ra thông đạo bên trong không gian cấm. Rát, rát, hai con rết khổng lồ kêu lên, đều truy sát về phía trọng tiễn vương. Một tả một hữu, với hình thể khổng lồ lực lưỡng của nó, cũng như hai đám mấy màu đỏ rực khổng lồ phủ xuống. Còn những cái liềm khổng lồ dày đặc dài cả vài chục km, tựa như một rừng đao, chụp về phía trọng tiễn vương. Ngoài thân trọng tiễn vương ẩn hiện ảnh chuông, hắn là cường giả phong vương cực hạn, lại có bất tử chi thân, còn có trung tím hộ thể, cho dù gặp phải hỏa thần nguyên tinh cực mạnh nổ tung, thậm chí cũng khó hao tổn một phần trăm bất hủ thần thể của hắn. Hai con rết khổng lồ nhìn như lợi hại, áp chế được trọng tiễn vương, nhưng trên thực tế không thương tổn được một cọng tóc của trọng tiễn vương. Việc lạ, La Phong phát hiện ra hai con rết khổng lồ toàn bộ vây công trọng tiễn vương, cũng giật mình. Giống, con bò cạp kim giáp luôn đứng ở xa, dán mắt vào La Phong, bây giờ rốt cục động thân, veo cái đuôi bò cạp vung lên như một tia chớp kim sắc lao thẳng về phía la phong trước hết xem thử thực lực con bò cạp kim giáp này rốt cuộc như thế nào đã la phong cũng tự tin về năng lực phòng ngự hơn nữa hình thể con bò cạp kim giáp này cũng không giống như con rết khổng lồ bị con rết khổng lồ vây khốn là rất phiền phức nhưng đối mặt với con bò cạp kim giáp này vẻn vẹn chỉ có 20 thước la phong chỉ cần lóe lên đã có thể tùy thời chạy thoát chỉ thấy con bò cạp kim giáp, La Phong giáp bạc cánh bạc, một luồng kim quang, một luồng sáng bạc trong nháy mắt giao thủ giữa không trung. Bành, màu bạc óng ánh đao quang như sông dài va chạm với gọng kìm khổng lồ. Cái đuôi bò cạp còn nhanh hơn cả gọng kìm lóe ra một đạo lưu quang kim sắc, đâm thẳng về phía trước, làm La Phong bay ngược lại. Nhưng La Phong phản ứng cũng nhanh, hắn đơn giản là dùng cánh chim che người lại. Xoẹt! đuôi bò cạp sắc bén và rất nhọn, va chạm với thí Ngô Vũ Dực, cũng như một phong vương cực hạn cường giả đánh một kích, La Phong bị luồng lực công kích cũng một luồng lưu quang màu bạc, bay ngược lại. Về phần bò cạp kim giáp sau khi đâm vào thí Ngô Vũ Dực mà không gây ra tổn hao gì, lại sinh ra lực phản chấn khổng lồ làm con bò cạp kim giáp này quay cuồng bay ngược ra sau. Trọng Tiễn Vương nói không sai. Hai cánh rung lên, La Phong đột nhiên dừng lại giữa không trung, hướng mắt nhìn con bò cạp kim giáp. Cái đuôi của con bò cạp kim giáp này đích sắc mạnh kinh người đối phó với loại khôi lỗi cơ giới này mà sử dụng chất độc phí ma chẳng hề có tác dụng gì cả. Tiếp ta một chiêu công kích khác đi. La Phong cầm huyết ảnh chiến đao, nháy mắt đã hóa thành một luồng hào quang đánh tới. Giống, con bò cạp kim giáp cũng bay lên, hóa thành lưu quang nghênh đón. Nó không sợ cứng trọi cứng chút nào. La Phong vung lưỡi dao trong tay lên. Đôi gọng kìm của bò cạp kim giáp dơ lên ngăn cản. Rào. Cánh trái của La Phong rung lên. Thí ngô vũ rực màu bạc trong nháy mắt thi triển ra minh nguyệt sách phải biết rằng tuyệt học này vốn sáng tạo để cho cánh chim này. Sau khi cải tạo mới dùng vào đao pháp, còn bỏ cặp kim giáp luôn cảnh giác về chiến đao trong tay La Phong, đột ngột bị cái cánh bạc công kích, cũng có chút hoảng loạn. Vì khoảng cách rất gần, La Phong ở một nơi siêu gần, trong nháy mắt đã thi triển công kích xoẹt. Mép rìa cánh sắc bén vô cùng thí ngô vũ dực là một trí bảo, nói về mức sắc bén thì mép rìa của nó thậm chí còn trên cả lưỡi dao. Dao, không gian như một tờ giấy bị một thần linh vô địch dùng dao dễ dàng rạch ra một vết nứt một lưu quang màu bạc dọc vết nứt liếm vào thân thể con bò cạp kim giáp. Vừa chạm vào đó, lực không gian thông qua việc thí ngô vũ dực chuyển đổi hình thành, lập tức chui vào trong cơ thể bò cạp kim giáp. Cũng như một thần linh bất hủ đối mặt với lực không gian, thần thể cũng bị xâm thực và hư hao. Về phương diện chống cự, con bò cạp kim giáp hiển nhiên cũng khá kém. Xoẹt 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 thanh âm quái dị tựa như dao rạch vào thép vang lên con bò cạp kim giáp cả người quay cuồng rồi rút lui bề ngoài kim giáp không hề tổn thất một cọng tóc nhưng trong cơ thể đã sinh ra tổn thương rồi bò cạp kim giáp quay cuồng rơi xuống giữa sa mạc xa xa bắn tung lên một đám cắt bụi không nhúc nhích gì nữa rát rát hai con rết khổng lồ xa xa luôn vây công trọng tiễn vương lập tức bay tới rốt cuộc bất chấp trọng tiễn vương vừa bổ tới một con rết khổng lồ há miệng nuốt luôn con bò cạp kim giáp kim loại rồi lập tức đưa mắt nhìn la phong trọng tiễn vương sau đó bắt đầu chui vào trong sa mạc hai con rết khổng lồ khoan sâu vào trong sa mạc trong sa mạc chợt nhúc nhích nhô lên hụp xuống, rồi khôi phục vẻ yên ả như bình thường. Trọng Tiễn Vương bay tới, dừng bên cạnh La Phong. Dễ dàng đã đánh bại nó thế ạ? À? La Phong nhíu mày nói. Trọng Tiễn Vương thời khắc nào cũng quan sát La Phong chiến đấu liền nói, "Chủ nhân, lúc trước ta cũng chỉ đánh mạnh vào cái đuôi của nó thôi. Về phần thân thể nó có năng lực phòng ngự như thế nào thì không rõ ràng lắm, nhưng có thể một kích vừa rồi của chủ nhân làm trung tâm năng lượng trong cơ thể nó bị tổn thương rồi." Dù sao hình thể nhỏ, lực công kích cũng dễ dàng truyền tới trung tâm năng lượng hơn. Nghe Trọng Tiễn Vương giải thích như vậy, nhưng La Phong vẫn cảm thấy có gì không hợp lý. Trọng Tiễn Vương nhiều năm rồi chưa từng gặp phải hộ vệ cấm địa phiền phức như vậy. Ta lần đầu tiên tới, lần đầu tiên tiến vào không gian cấm đã gặp phải phiền phức cỡ này rồi. Còn nữa, con bò cạp kim giáp là do Trọng Tiễn Vương dẫn xuất ra, nhưng con bò cạp kim giáp lại không đối phó với Trọng Tiễn Vương, mà lại đối phó với ta. Hơn nữa ta có thể cảm giác được ánh mắt của con bò cạp kim giáp, của con rết khổng lồ, tựa hồ có tình cảm. Chúng chính thức tràn ngập sát khí, muốn giết ta thật. Chẳng lẽ ta đi tới Tinh Thần Tháp đã khiến cho chúng nó căm thù? La Phong nhíu mày. Hắn căn cứ vào mọi tất cả động tĩnh sau khi tiến vào Tinh Thần Tháp không ngừng tự hỏi. Tuy nói có thể cảm ứng được cả Tinh Thần Tháp triệu hoán hắn, nhưng rồi lại không thể nhận chủ. Hiển nhiên việc này không giống như khi tìm được binh giáp tướng giáp, vương giáp hơn nữa loại như tinh thần tháp là một trí bảo loại đỉnh cao giữa vũ trụ mênh mông cũng không thể đơn giản như vậy được càng gần thắng lợi lại càng phải cẩn thận tinh thần tháp đặc thù với ta đặc thù đại biểu cho hai loại tình huống một là hữu hảo với ta hai là có thể bày ra cho ta sát khí trùng điệp la phong thầm nghĩ nếu như ta sáng tạo ra tinh thần tháp lưu lại tinh thần tháp ta cũng sẽ không đem trí bảo như thế nào mà tùy ý cấp cho một tên hậu bối chẳng lẽ chỉ có vận khí là có thể tìm được trí bảo bực này không thể cho dù đối với tồn tại đỉnh cao nhất trong vũ trụ mênh mông thì tinh thần tháp cũng coi như là một trí bảo vô cùng trọng yếu. Tâm linh La Phong có lẽ sẽ kích động, có lẽ sẽ hưng phấn, nhưng trong lúc kích động vẫn có thể tỉnh táo. Minh tâm kiến tính, thẳng vào bản tâm. Nên hồi hộp thì hồi hộp, nên giận thì giận. Tất cả thuận theo bản tâm, nhưng không có nghĩa là La Phong sẽ bị mỡ lợn làm mở tâm trí. Sẽ không nghĩ rằng mình vận khí nghịch thiên thật sự, có thể dễ dàng tìm được trí bảo như tinh thần tháp. Nếu như vậy thật, e rằng hắn đã mất mạng như chơi. Ta có cảm giác, Tinh Thần Tháp rất có thể là chỗ chết của ta. La Phong quét mục quang nhìn không gian cấm sa mạc. Vừa rồi ánh mắt của con bò cạp kim giáp, con rết ẩn chứa tình cảm, sát ý trong ánh mắt đó làm trong lòng hắn hơi ớn lạnh. Hắn ớn lạnh, không phải vì hộ vệ cấm địa, mà vì cả Tinh Thần Tháp. Nếu Tinh Thần Tháp lúc trước có chủ nhân, vậy có thể chủ nhân là người sáng tạo bí điển vô danh. Ta may mắn tìm được bí điển vô danh chẳng lẽ nói bên trong tinh thần tháp là quá trình sàng lọc chính thức đối với loại dựa vào vận khí mà tìm được bí điển vô danh la phong thẩm nói thành công sinh thất bại tử trong đầu la phong hiện lên rất nhiều ý nghĩ chủ nhân chủ nhân ta phát hiện ra thông đạo rồi trọng tiễn vương vội hô kéo la phong bừng tỉnh lại à thông đạo la phong nhìn quanh bốn phía chủ nhân bên kia trọng tiễn vương vội đi trước dẫn đường vèo Chẳng mấy chốc đi tới một nơi xa xa trong sa mạc, ở đó đang có một vòng xoáy. Trong vòng xoáy vô tận tối đen, thoáng có nhiều điểm hào quang như sao lấp lánh. Đây là thông đạo, ta cũng đã đi qua loại thông đạo hình thức như thế này rất nhiều lần rồi. Trọng Tiễn Vương liền nói: "Ừ." La Phong gật đầu, "Đi thôi." Lúc này hắn bước luôn vào vòng xoáy giữa sa mạc. Chương 867 vừa bước vào, hắn đã đáp xuống một mặt cầu đá, hiển nhiên đã ly khai không gian cấm vừa rồi. Đây là La Phong nhìn quanh chung quanh, không khỏi cả kinh. Không chung vô tận. Một cái cầu đã uốn lượn quanh co, kéo dài ra xa. Cầu đá này không có bất kỳ vật gì nâng đỡ, cứ như vậy lơ lửng trong hư không một mạch kéo dài mãi. Chủ nhân, đây là thông đạo. Trọng Tiễn Vương cũng đáp xuống một bên, cung kính chỉ về phía một khoảng hư vô cuối cầu đá. Đi đến cuối thông đạo, sẽ là một không gian cấm khác. Dưới mặt cầu là gì? La Phong chỉ tay xuống phía dưới. Dưới cầu đá là hư không vô tận. Có thể bay xuống dưới không? bay xuống dưới cũng được. Trọng Tiễn Vương cười nói, bình thường đi trên thông đạo, nếu vận khí tốt còn có thể thấy chấn phong tinh thần nữa. Nhưng vị trí của chấn phong tinh thần là rất nguy hiểm, có những trở ngại vô hình ngăn cản không thể đến gần. Nếu cứng ép đến gần, cơ hồ đều sẽ ngã xuống. Ta đã thấy chấn phong tinh thần không ít lần. Nếu vận khí tốt, một hai năm có thể thấy một lần. Vận khí kém, ngàn năm có thể thấy một lần. Năm đó có đám phong vương dị tộc ngẫu nhiên thấy chấn phong tinh thần, kích động quá, muốn liều mạng tranh đoạt chấn phong tinh thần, vì vậy đều ngã xuống cả. Một hai năm mới thấy một lần. La Phong nhìn xuống phía dưới, ta nghĩ, ta đã thấy nó rồi. A, à, Trọng Tiễn Vương giật mình, vội cúi đầu nhìn xuống, lập tức giật mình trợn tròn mắt. Thật đúng là nó. La Phong nhìn xuống hư không phía dưới. Sâu trong hư không vô tận, thấp thoáng có một ngôi sao đang từ từ quay. Ngôi sao có thể tích có thể so với một hành tinh bình thường thoáng có khí tức làm người ta ớn lạnh bay vòng liên tục với một tốc độ cố định từ từ di chuyển trong hư không vô tận trọng bảo la phong nói khẽ trọng tiễn vương lại nói chỉ có thể thấy nhưng không lấy được trong tinh thần tháp có rất nhiều chấn phong tinh thần chỉ cần số được chụp lại hoặc quay phim cũng đã rất nhiều rồi còn có rất nhiều cái chưa được phát hiện nhưng tiếc rằng chấn phong tinh thần không chủ động xuất thế thì cho dù vũ trụ bá chủ vô địch của bốn đại tộc quân đỉnh cao cũng không có cách nào cưỡng ép mà lấy nó được ừm la phong tiếp tục đi về phía trước lại là một viên chấn phong tinh thần nữa trọng tiễn vương đi trên cầu đá nhìn xuống phía dưới thán phục la phong vừa đi vừa nhìn phía dưới cầu đá sâu trong hư không vô tận ngẫu nhiên đã có thể thấy một chấn phong tinh thần đang từ từ lăn ở những phương vị khác nhau sâu trong hư không loáng thoáng có rất nhiều viên chấn phong tinh thần cứ một tốc độ cố định như thế chậm rãi xoay vòng tỷ tỷ năm vĩnh viễn không ngừng cho đến lúc nó xuất thế lúc la phong hành tẩu trên cầu đá cũng cảm thấy không có gì nguy hiểm lúc này hắn đưa chút ý thức tiến vào vũ trụ giả định nhận điện thoại dương thiên trận vương la phong kinh ngạc cười nói thiên trận vương là nhân loại hắn cũng như la phong đều gia nhập vào hồng minh mặc dù chỉ một thời gian ngắn nhưng hắn cũng từng trò chuyện với rất nhiều nhân loại phong vương xem như biết nhau còn có rất nhiều nhân loại phong vương khác hoặc đang bế quan tiềm tu hoặc quá cao ngạo hoặc đang tìm kiếm trong bí cảnh vũ trụ tuy không thể biết la phong nhưng một vài tư liệu đơn giản về họ thì la phong cũng đều đã thu thập cả ta à, đang ở tinh thần tháp. Thông qua mạng nội bộ quân đội phát hiện có ngươi ở gần, do đó lập tức gọi cho ngươi. Thiên trận vương nói. À La Phong gật đầu. Hệ thống quân đội có thể thu thập tọa độ của từng binh lính, sau đó trong vũ trụ giả định tiến hành chỉnh hợp. Cho dù là những hoàn cảnh đặc thù như không gian cấm trong tinh thần tháp, vốn không thể dò xét, vẫn có thể phát hiện ra các chiến hữu đồng minh khác. Ta vừa rồi đã liên lạc với các bằng hữu, vì ta đột nhiên lọt vào công kích của hộ vệ cấm địa trong không gian cấm gây cho ta rất nhiều phiền phức quả là rất hiếm thấy sau khi ta liên lạc với một vài bằng hữu cũng phát hiện ra có ba người bị tình huống tương tự ngươi thì sao thiên trận vương hỏi a các ngươi cũng bị à ta cũng bị hộ vệ cấm địa tập kích la phong nói việc này nghiêm trọng rồi xem ra rất có khả năng chấn phong tinh thần xuất thế thiên trận vương nói dương một khi trấn phong tinh thần xuất thế, trong vô số không gian cấm của tinh thần tháp sẽ có vài nơi cũng có cường giả các tộc, tự nhiên dẫn theo cường giả các tộc tụ tập, lao về phía chấn phong tinh thần xuất thế. Mỗi lần trấn phong tinh thần xuất thế đều sẽ có một trận giết chóc lớn, người cũng phải cẩn thận. Không nói nhiều nữa, ta đi vào không gian cấm kế tiếp đây. Sau khi gọi điện với Thiên trận vương xong, La Phong lại nhận được điện thoại của 6 đồng minh cùng trận doanh, đều trong phạm vi 3x km chung quanh họ đều gặp phải chút phiền phức đều hoài nghi chấn phong tinh thần sắp xuất thế đặc biệt sau khi nói chuyện với các bằng hữu cũng hiểu được khả năng này rất lớn chấn phong tinh thần thật sự sắp xuất thế sao la phong cảm thấy cần phải cảnh giác chấn phong tinh thần tuy là trọng bảo nhưng la phong cũng có tỏa không tí tướng giáp vương giáp thí ngô vũ rực chuông tím nên nhãn giới rất cao đặc biệt lại bị cả tinh thần tháp triệu hoán đương nhiên không thể vì một viên chấn phong tinh thần sắp xuất thế mà đầu óc nóng lên tới mức mù quáng chấn phong tinh thần, bình thường rất lâu mới thỉnh thoảng xuất thế một viên. Ta vừa tới, đã có một viên sắp xuất thế. Trùng hợp sao? Không giống. La Phong càng thêm cảnh giác, dò hỏi, trọng tiễn vương, chấn phong tinh thần xuất thế có tình huống nào? Tình huống khác nhau. Nhưng trong tinh thần tháp đều gặp phải các loại dị trạng. Hơn nữa, những không gian cấm di chuyển liên tục, vô tình đưa rất nhiều cường giả ngoại tộc chung quanh tập hợp lại. Cuối cùng nhất định là một hồi giết chóc huyết tinh trọng tiễn vương giải thích. Ừm, chúng ta đi đi. La Phong gật đầu, không nói thêm gì nữa. Chẳng mấy chốc họ đã đi tới cuối cầu. Đưa mắt nhìn hư không vô tận dưới chiếc cầu đá, thấp thoáng có thể thấy rất nhiều viên chấn phong tinh thần đang từ từ quay. La Phong thu trọng tiễn vương vào nhẫn thế giới, rồi một mình bước vào cửa ra, tiến vào một không gian cấm khác. Đây là một khoảng thế giới hải dương. La Phong vừa mới tiến vào, cánh cửa đã biến mất không thấy nữa. La Phong giáp bạc cánh bạc đứng giữa bầu trời biển khơi gió êm sóng lặng, nhìn quanh bốn phía, tìm thông đạo xuyên qua một không gian cấm khác, Tình huống bình thường, thông đạo sẽ vô cùng dễ tìm. Nghe nói nhiều nhất chỉ một ngày là có thể tìm được. Rào rào rào, biển khơi gió êm sóng lặng đột nhiên gầm lên mãnh liệt, phát ra những tiếng nước biển rào rào. Tiếp theo là những tiếng ầm ầm. Hự, thanh âm cao vút chói tai vang lên một con quái vật họ nhà rắn màu xanh lam, cái cổ dẹt đầy vảy kim loại, từ giữa nước biển bắn ra, bộ phận xuất hiện trên mặt nước dài ước chừng gần 2 km, nửa người dưới nó thấp thoáng có móng vuốt, làm cả hải dương chấn động mãnh liệt cặp mắt màu vàng kim đang nhìn chằm chằm vào nhân loại giáp bạc cánh bạc giữa không trung lại chạm mặt một hộ vệ cấm địa la phong thầm nghĩ tinh thần tháp này xem ra rất bất thiện với la phong thật từ không gian cấm đầu tiên tới không gian cấm thứ 9, mỗi một không gian cấm hắn đều thấy hộ vệ cấm địa hơn nữa phong cách phương thức mức nguy hiểm trong chiến đấu cũng không đồng nhất không gian cấm thứ bảy là nơi la phong gặp phải nguy hiểm lớn nhất lúc đó hắn đã gặp phải một con tinh tinh bằng kim loại đen chiều cao vẻn vẹn chỉ có hai thước trông đô con 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 tinh tinh hộ vệ cấm địa này cầm hai thanh đại chùy lại nhanh kinh người linh hoạt vô cùng hình thể càng nhỏ lại càng linh hoạt con tinh tinh đen này là đối thủ có độ linh hoạt tốc độ né tránh sánh ngang với la phong trong cả chín không gian cấm này còn hai đại chùy trong tay nó có công kích còn đáng sợ hơn trọng tiễn vương nhiều trọng tiễn vương bị đánh tới mức chỉ có thể dùng thuẫn bài chịu trận trừ phi thiêu đốt bất hủ thần thể nếu không không có một chút chiến lực phản kháng la phong lần đầu tiên phải đem hết toàn lực sử dụng thí ngô vũ dực lúc thì ngạnh kháng đại trùy lúc thì không ngừng né tránh phải chiến đấu hơn nửa giờ rốt cục cũng phát hiện ra thông đạo lúc đó mới ra khỏi được không gian cấm thứ bảy khi la phong trọng tiễn vương chạy ra con tinh tinh kim loại vẫn còn phẫn nộ gầm lên may mà chỉ là một khôi lỗi kim loại không có cách nào thiêu đốt bất hủ thần thể la phong thẩm nghĩ điên rồi hộ vệ cấm địa chỉ luận về chiến lực cũng đã hoàn toàn vượt qua phong vương cực hạn rồi thậm chí còn tiếp cận với phong vương vô địch nữa. Nếu là thần linh thật có thể thiêu đốt bất hủ thần thể, hơi thiêu đốt một ít, bộc phát chiến lực gấp ngàn lần, chúng ta xem như không thể chống cự được. Trọng Tiễn Vương cũng cảm thấy lờ mờ về chiến lực của tên hộ vệ cấm địa đó. Chín không gian cấm đã qua, La Phong rốt cuộc không gặp phải hộ vệ cấm địa công kích nữa. Hắn liên tục đi qua những không gian cấm khác trong tinh thần tháp. Không gian cấm số 21. La Phong khoanh chân ngồi trên một quả cầu lửa, quả cầu lửa nâng la phong, bay thẳng về phía cửa vào không gian cấm số 21. Không gian cấm thứ 21 là một thế giới ao đầm. Lúc này trên thế giới ao đầm này đang tụ tập hai đám thần linh bất hủ ngoại tộc. Một đám là trận doanh tộc cơ giới, có ba ích thần linh bất hủ ngoại tộc, toàn bộ đều là cấp phong vương, cũng có hai tên là tộc nhân tộc cơ giới. Phong vương tộc cơ giới, lại có tới hai tên. Còn đám kia là trận doanh chủng tộc, vẻn vẹn chỉ có sáu ngoại tộc phong vương. Nhưng xét về khí thế lại rõ ràng đang rất cao vì trong sáu phong vương ngoại tộc có một phong vương cực hạn, là khôi lỗi phong vương do chủng tộc khống chế. Khôi lỗi phong vương cực hạn đó tự nhiên đại biểu cho một bất hủ chủng tộc đáng sợ. Chủng tộc mẫu hoàng bất hủ, về mặt khí thế, đều đại biểu cho chiến lực vô địch đáng sợ. Không ngờ vừa tới đã chạm mặt họ. Lần này quả là phiền phức, nhưng cũng không phải sợ. Đợi chấn phong tinh thần xuất thế, mạng vẫn vương của tộc ta khẳng định sẽ tới. Tộc nhân cơ giới chúng ta liên thủ với nhau, còn phải sợ mấy tên trùng tộc đó à? Hai tộc nhân tộc cơ giới cùng mặc chiến khải đen, liếc mắt nhìn nhau. Bên cạnh họ có 20 bất hủ cấp phong vương khác, hiển nhiên là họ dẫn đầu tộc nhân cơ giới số lượng rất hiếm, về mặt khí thế, một phong vương tộc cơ giới đều đại biểu cho một đế quốc cơ giới đáng sợ, cực đoan đáng sợ. Đương nhiên trong điều kiện bình thường, so với chủng tộc bất hủ thì họ yếu hơn một chút. Chủng tộc không có thuyết pháp phong vương phong hầu gì cả. Chỉ cần là chủng tộc mẫu hoàng bất hủ thì coi như đại biểu cho một nhân vật đáng sợ nhất dưới vũ trụ tôn giả rồi. Họ khống chế quân đoàn chủng tộc bất hủ một cú hợp kích sẽ làm cho vô số phong vương của các tộc quần trong vũ trụ phải sợ hãi. Rào, xa xa, một vết nứt chợt sinh ra. Một thân ảnh giáp bạc cánh bạc từ trong đó bay ra, sau đó lơ lửng giữa bầu trời ao đầm. Trận doanh tộc cơ giới, trận doanh trùng tộc, hai trận doanh đang ở trạng thái rằng co, đối với một cường giả tới đây một mình, hai phương này chẳng hề phải quan tâm. Là Đao Hà Vương, là Đao Hà Vương nhân loại. À, là đao hà vương đã đánh huyết thú vương chạy trốn, đánh trọng tiễn vương hôn mê. Trận doanh tộc cơ giới, trận doanh trùng tộc chẳng mấy chốc đã cảnh giới. Người có danh, cây có bóng. Thanh danh đao hà vương bên ngoài làm họ không dám xem nhẹ. Đây là, vừa đi tới không gian cấm thứ 21, nhìn xa xa thoáng có hai đám ngoại tộc phong vương đối địch, đặc biệt là từ khí tức cường đại phát ra cũng làm cho La Phong trong lòng cảm thấy căng thẳng. Chương 868 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. La Phong nhìn kỹ lại, thấy trên bầu trời ao đầm xa xa có hai đám bất hủ ngoại tộc cường đại, một đám số lượng khá nhiều, một đám số lượng ít hơn. Đám số lượng nhiều có hai tập nhân cơ giới rất rõ ràng, họ đều mặc chiến khải đen, được bất hủ cấp Phong Vương ngoại tộc khác vây quanh, hiển nhiên có địa vị bất phàm. Đáng tiếc, ta không biết. La Phong tuy thu thập không ít tư liệu, nhưng chủ yếu là đám Phong Vương ngoại tộc trên Diễm Tế đại lục, về phần tinh thần tháp có tới trên 10 vạn Phong Vương ngoại tộc. Rất nhiều người ở các trận doanh khác, muốn thu thập tư liệu cũng không phải việc dễ dàng gì. Nhân vật này, La Phong lướt mắt nhìn qua đám số lượng ít hơn. Vẻn vẹn chỉ có 6 phong vương ngoại tộc, nhưng tự hồ khí thế song phương rằng co, từ ánh mắt, khí thế vô tình toát ra, có thể phán đoán ra đám số lượng ít ngược lại đang chiếm thượng phong. Là hắn. La Phong nhìn chằm chằm vào một trong 6 phong vương ngoại tộc đó. Người này có khí tức vô cùng cường đại, không thua gì thương kim vương, trọng tiễn vương chút nào khuôn mặt hắn rất xấu xí, chiều cao ước chừng ba thước, toàn thân đầy những tầng vảy sừng màu đen, mặt có tám xúc tu màu đen mềm mại từ rìa khuôn mặt chữa ra. Đôi mắt nhỏ từ gương mặt dày sừng bắn ra hàn mang u lãnh. Hắn là Khô Châm Vương, thuộc ba di tộc. Hắn rất nổi tiếng trên cả chiến trường số 7 chiến trường ngoài tinh vực. Danh khí lớn này không phải vì hắn là cường giả phong vương cực hạn, cũng không phải vì hắn đến từ một tộc quần cường đại ba di tộc, mà là vì hắn là nô lệ linh hồn, một thứ nô lệ linh hồn bị trùng tộc mẫu hoàng bất hủ khống chế, hắn ở đây, có nghĩa là chủ nhân cũng ở đây. Trung tộc mẫu hoàng bất hủ. La Phong trong lòng căng thẳng. Nam Trừng. Nam Trừng là một cái tên trùng tộc mẫu hoàng bất hủ tự mình báo ra. Trong trùng tộc, căn bản không có thuyết pháp phong hầu phong vương gì. Mẫu hoàng bất hủ đó tự nhiên cũng chỉ cần gọi là Nam Trừng, chứ không có Nam Trừng vương gì cả. Nhưng cả chiến trường số 7, tuyệt đại đa số cường giả đều hiểu rõ, cứ thu thập tin tình báo là có tin về mụ, vì mụ là trùng tộc mẫu hoàng bất hủ. Mẫu hoàng Nam Trừng, dưới trướng khống chế rất nhiều phong vương cực hạn, phong vương đỉnh cao. Khô Châm Vương thuộc ba di tộc là tên có phòng ngự mạnh nhất do mụ khống chế. Do đó bình thường đều do Khô Châm Vương hành động, còn mẫu Hoàng Nam Trừng và quân đoàn trùng tộc bất hủ thì ở trong nhẫn thế giới. La Phong thầm nghĩ chẳng trách tộc cơ giới thực lực mạnh tới như vậy mà còn bị áp chế. La Phong lúc này mới ý thức được, nơi này là tinh thần tháp. Nơi chiến đấu cao nhất trong cả chiến trường số 7 chiến trường ngoài tinh vực như trên diễm tế đại lục muốn tìm một cường giả phong vương cực hạn là rất khó muốn tìm phong vương đỉnh cao sở trường công kích linh hồn cũng rất khó nhưng trong tinh thần tháp lại có vô số phong vương đỉnh cao đến từ các tộc quần đám phong vương cực hạn và phong vương đỉnh cao sở trường công kích linh hồn tuy nói hơi hiếm nhưng cũng không ít thậm chí còn có một vài nhân vật cực đáng sợ loại như mẫu hoàng nam trừng vì chủng tộc vì có bảo vật hoặc thực lực rất cường đại xem như tiếp cận với phong vương vô địch rồi nếu so với loại người như Chân Diễn Vương, một Phong Vương vô địch chính thức có thể sánh ngang với một vũ trụ tôn giả bình thường, họ vẫn hơi kém một chút. Nhân vật như Mẫu Hoàng Nam Trừng, được xưng là vô địch dưới vũ trụ tôn giả, nhưng đối mặt với vũ trụ tôn giả thì chỉ biết trợn tròn mắt, chứ không có sức phản kháng. Bởi vậy có thể thấy, Mẫu Hoàng Nam Trừng vẫn còn thua Chân Diễn Vương. Nhưng ở chiến trường số 7 chiến trường ngoài tinh vực này, Mẫu Hoàng Nam Trừng đã xem như một nhân vật đứng đầu nhất rồi như chân diễn vương thì vô cùng hiếm thấy trong vô số tộc quần vũ trụ, số lượng cực kỳ ít, đều đang tìm cơ duyên để bước vào cấp tôn giả, không thèm tiến vào chiến trường ngoài tinh vực. Vì tại chiến trường ngoài tinh vực không có tính khiêu chiến với họ nữa. Không chung, trận doanh tộc cơ giới, trận doanh trùng tộc, la phong một mình một người, ba phương đều lơ lửng giữa không chung, đồng thời điều tra cả không gian cấm, tìm lối ra. La Phong cũng không làm quen với ai, hai phương kia đều là trận doanh đối địch với mình tùy thời có thể xuống tay với mình hà tất làm quen với chúng người nhất định là đao hà vương một thanh âm khàn khàn vang lên la phong quay đầu nhìn lại người vừa nói chính là một nhân vật giữa đám bất hủ ngoại tộc thuộc trận doanh tộc cơ giới hình thể cao lớn vừa phải có một gương mặt như đĩa sắt cái miệng rộng màu đen từ nhân loại góc độ mà nói thì dung mạo như vậy có vẻ là người thật thảo phúc hậu tên cường giả ngoại tộc thật thảo phúc hậu này đang cười mà như không nhìn chằm chằm vào la phong ngươi là ai La Phong nhìn về phía hắn, "Ta, Thần Hỗn Vương, là hảo huynh đệ của Tử Trung Vương." Thần Hỗn Vương nhếch miệng nói. "Huynh đệ của Tử Trung Vương?" La Phong nhíu mày liếc mắt nhìn hắn. Lúc trước mình thu thập tin tình báo về Tử Trung Vương, nhưng không thu thập được tin này. Nhưng Thần Hỗn Vương, Tử Trung Vương đều thuộc trận doanh tộc cơ giới, không biết chừng thật sự có liên quan. Đám bất hủ cấp Phong Vương ngoại tộc thuộc trận doanh tộc cơ giới khác đều cười nói xem náo nhiệt. Tuy nói họ cũng cảnh giác với La Phong, nhưng bất luận là chúng hay phe trùng tộc đều có tư cách tiêu diệt La Phong trên thực lực tuyệt đối hai phe này mới là cường đại chính thức Hảo huynh đệ của Tử Trung Vương ngươi gọi ta có việc gì không La Phong nhìn hắn Đào Hà Vương Thần Hỗn Vương cười khẩy một tiếng rất kiêu ngạo hử nhưng ngươi phải hiểu nơi này là Tinh Thần Tháp không phải là Diễm Tế Đại Lục tại Tinh Thần Tháp đặc biệt là ở đây bất luận là phe chúng ta hay phe trùng tộc Đào Hà Vương ngươi không hề có một chút tư cách kiêu ngạo nào cả Ha ha! Những tiếng cười vang lên. Phe tộc cơ giới chuyển đến một chàng cười. Phe trùng tộc cũng đứng đó xem náo nhiệt. La Phong thấy thế chỉ nhíu mày. Hắn cảm giác trận doanh tộc cơ giới có địch ý rất lớn với hắn, đặc biệt là thần hỗn vương, càng tràn ngập khinh bỉ và sát ý với hắn. Lúc trước mình ở diễm tế đại lục giết tử trung vương, lại liên tục giết 18 phong vương khác, dù sao đều là trận doanh tộc cơ giới. Nên cường giả trận doanh tộc cơ giới có địch ý với mình cũng là việc giải thích được ta đúng là không có tư cách kiêu ngạo với hai trận doanh. Mà ta cũng không hề kiêu ngạo. Nhưng ngươi chỉ là một tên thần hỗn vương nho nhỏ, dám trước mặt ta kiêu ngạo là sao? La Phong cười chế giễu. Ngươi tìm. Thần hỗn vương gầm lên, thanh âm líu lo. Chỉ thấy xa xa, bên cạnh La Phong giáp bạc cánh bạc đột nhiên xuất hiện một thân ảnh cao lớn. Chính là nam tử cao gầy đeo mặt nạ màu đen, khí tức cổ cường đại tuyệt đối có thể sánh ngang với phe trùng tộc, phe tộc cơ giới bên trong không gian cấm này. Trọng tiễn vương là trọng tiễn vương. Khí tức mạnh thật, là hắn ở trạng thái hoàn mỹ. Trọng tiễn vương hôn mê mà. Thời gian ngắn như vậy mà đã hoàn toàn khôi phục thực lực ư. Trận doanh tộc cơ giới và trận doanh trùng tộc đều chấn động. Lúc trước tuy trọng thị la phong, nhưng cũng không để vào mắt. Nhưng bây giờ các cường giả của trận doanh tộc cơ giới, trận doanh trùng tộc mỗi người đều cảm thấy phải cảnh giác. Đến cả đám cường giả trận doanh tộc cơ giới lúc trước còn cười chế diễu, cũng không dám cười nữa họ không còn dám khinh thường, cuồng vọng tự đại như vậy nữa. Họ đều cảm thấy có uy hiếp, có thể làm trọng tiễn vương đang hôn mê khôi phục thực lực hoàn mỹ, nếu tính số tiền bỏ ra cũng phải cả ngàn ước đơn vị hỗn nguyên. Chỉ cần số tiền này, có thể thấy được sự uy hiếp của La Phong. Hơn nữa, La Phong và trọng tiễn vương liên thủ, càng không dễ đối phó. Thần hỗn vương, nhận rõ địa vị của mình đi. La Phong lạnh lẽo nhìn hắn, sau đó không còn nhìn hắn nữa. Chủ nhân, trọng tiễn vương cung kính đứng phía sau, Trọng Tiễn, nhớ kỹ, đừng bộc lộ việc ngươi có trung tím. Ngươi có trung tím chính là một át chủ bài của ta." La Phong dùng ý thức trao đổi. "Hiểu rồi." Trọng Tiễn Vương dùng ý thức đáp lại. Phong Vương cực hạn rất đáng sợ. Phong Vương cực hạn có trung tím càng đáng sợ hơn. Nhìn Tử Trung Vương không dễ đối phó cũng sẽ biết. Tử Trung Vương mới vẻn vẹn chỉ là một Phong Vương đỉnh cao có trung tím mà đã từng tiêu diệt được hai Phong Vương cực hạn. Còn Trọng Tiễn Vương bây giờ là một Phong Vương cực hạn có trung tím la phong nhìn thoáng qua hai phương xa xa hắn hiểu rõ tại thế giới cường giả này triển lộ thực lực một cách thích hợp là phương pháp nhận được sự tôn trọng còn nếu luôn luôn hạ mình sẽ chỉ bị ức hiếp đến cả phong vương đỉnh cao thần hỗn vương cũng dám chửi bới trên đầu mình chính là một chứng cứ rõ ràng đột nhiên ta thấy cửa ra rồi đi rào rào đám cường giả hai phương trận doanh lập tức bay ra xa la phong và trọng tiễn vương bay ra xa thông đạo lối ra cách phe chủng tộc gần nhất la phong cũng cách đó tương đối gần trận doanh tộc cơ giới lại là xa nhất ba phương thế lực đều bay về phía cửa ra đao hà vương tộc cơ giới ta và phe trùng tộc phải được đi trước ngươi nên ở lại phía sau thôi thần hỗn vương truyền âm quát la phong quay đầu nhìn về phía sau thần hỗn vương đang cùng một đoàn phong vương ngoại tộc khác bay tới trong mắt thần hỗn vương có vẻ rất đắc ý lúc trước bị la phong nói rất khó chịu nhưng bây giờ hắn nói lời này cũng lật lại lúc nãy Địa vị quyết định thứ tự, địa vị thực lực càng mạnh, tự nhiên được đi trước. Hừ. La Phong quay đầu lại, tiếp tục cùng Trọng Tiễn Vương bay về phía lối ra. Đao Hà Vương, Thần Hỗn Vương sắc mặt cứng đờ, lập tức lửa giận dâng lên, gầm lên giận dữ. Muốn chết. La Phong quay phát đầu lại. Rào. Trọng Tiễn Vương lại trực tiếp hành động, chỉ một cú quay người, hắn đã lao thẳng tới Thần Hỗn Vương. Hai người cách nhau không xa, một người bay về phía trước, một người bay ngược ra sau, trong nháy mắt đã gặp mặt. Trọng Tiễn Vương lúc này hai tay cầm hai thanh loan đao, dì ở loan đao thoáng có vầng sáng màu tím. Xì, xì, hai luồng sáng bạc lóe lên, đảo qua thần thể thần hỗn vương, rồi biến mất. Thần thể thần hỗn vương bị cắt thành ba đoạn. Thần hỗn vương trong mắt vốn đang có chút hả hê, không thiêu đốt bất hủ thần thể, phong vương cực hạn cũng không thể giết ta. Ngươi vừa động thủ rõ ràng là khiêu khích. Đến lúc đó hai phong vương tộc cơ giới mà động thủ, nhất định ngươi phải chết. A. À rồi trong mắt thần hỗn vương xuất hiện vẻ hoảng sợ không cam lòng. Trên hai thanh loan đao đều có chất độc phí ma, đã làm thần thể thần hỗn vương hoàn toàn bị xâm thực băng giải, rồi trôn vùi luôn. Thần hỗn vương, ngã xuống. Đám bất hủ ngoại tộc phe trùng tộc, phe tộc cơ giới, dại ra nhìn thần thể thần hỗn vương hoàn toàn băng giải. Họ không thể ngờ. Thần hỗn vương, một phong vương đỉnh cao mà đã chết như vậy sao? Chỉ thấy trọng tiễn vương cầm loan đao lạnh lùng đưa mắt nhìn giáp khải. Binh khí do thần hỗn vương sau khi chết để lại, lạnh lùng nói, nhục chủ nhân ta, chết. Chương 869 ủng hộ kênh qua linh linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thần hỗn vương cứ như thế ngã xuống sao. Phe trận doanh tộc cơ giới không khỏi khiếp sợ, cũng lập tức đoán ra đào hà vương rất nổi tiếng này khẳng định có thủ đoạn đặc thù gì đó. Hắn mua vài vũ khí khá đặc thù trong vũ trụ. Dù sao trọng tiễn vương mặc dù là cường giả phong vương cực hạn, nhưng cũng không thể miễu sát cường giả phong vương đỉnh cao được hai thanh loan đao mà hắn sử dụng khẳng định có một chút đặc thù cũng có thể là binh khí do chất liệu đáng sợ đặc thù nào đó chế tạo ra thật là xa xỉ đao hà vương này lai lịch khẳng định không bình thường lúc trước không có danh khí gì nghe nói hắn chiếm được bảo tàng tế tháp nhất thời khác hẳn phòng trừng bảo tàng tế tháp rất kinh người giúp hắn đủ tiền mua được những vũ khí đáng sợ xa xỉ ấy các cường giả khác phe trận doanh tộc cơ giới kể cả các cường giả phe trùng tộc xa xa cũng nhanh chóng đưa ra phỏng đoán phe trận doanh cơ giới, phe trùng tộc lập tức trọng thị đao Hà Vương hơn nhiều, rốt cuộc không người nào ngu ngốc tùy ý nhục mạ La Phong nữa. Tuy như thế, nhưng phe trận doanh tộc cơ giới là do một đám bất hủ cấp phong vương tụ tập, lại có hai tộc nhân cơ giới ở đây, lại bị bắt nạt như vậy, sao có thể nhẫn nhịn chứ? Bị giết mất một chiến hữu, họ không phàn nàn gì thì quả là quá mất mặt. Đao Hà Vương, ngươi có ý gì đây? Hai tộc nhân cơ giới được các nhân vật khác vây kín, mặc chiến khải đen, da hơi có màu xanh, lúc này quát to, Vèo. Trọng Tiễn Vương đã bay trở về cạnh La Phong, có vẻ rất cung kính, nhưng không ai quên được Trọng Tiễn Vương tâm ngoan thủ lạt như thế nào. Bất hủ tộc cơ giới, La Phong lạnh lùng nói, ta không hề khiêu khích phe tộc cơ giới các ngươi, kể cả phe trùng tộc nữa, nhưng thần hỗn vương nho nhỏ lại dám nhục mạ ta. Hừ, thật sự nghĩ rằng có một đám đồng minh thì ta không dám động thủ, rồi có thể tùy ý nhục mạ ta. Hắn đã quên mất, tôn nghiêm của cường giả không được khiêu khích, không cho phép bất kỳ ai vũ nhục, trừ phi hắn có đủ thực lực, nhưng tiếc rằng Trọng Tiễn Vương dưới trướng của ta vừa ra tay đã chứng minh một việc Thần Hỗn Vương hiển nhiên không có thực lực như vậy. Đã nhục mạ ta, phải chuẩn bị tư thế bị ta công kích." La Phong lướt mắt nhìn phe tộc cơ giới, "Tin rằng các bất hủ cấp Phong Vương phe tộc cơ giới các ngươi cũng thấy tất cả rồi, cũng hiểu được nguyên do. Nếu các ngươi muốn xuất đầu cho tên Thần Hỗn Vương ngu xuẩn đó, ta sẽ nghênh chiến." ta thật ra không có cửu oán gì với chư vị, ta cũng không muốn chiến đấu, tiết kiệm thực lực để nghênh đón chấn phong tinh thần sắp xuất thế mới là việc quan trọng nhất. Bây giờ lãng phí thực lực, đến lúc đó sẽ phải hối hận. Chỉ làm cho các cường giả khác chiếm tiện nghi thôi. Nhiều cường giả phe tộc cơ giới không khỏi đưa mắt nhìn đám trùng tộc phía trước. Bây giờ thực lực ba phương thì La Phong yếu nhất, tộc cơ giới mạnh hơn một chút, trùng tộc mạnh nhất. Nếu là phe tộc cơ giới và La Phong rằng co, rất có thể cuối cùng bị phe trùng tộc tận diện hừ, chấn phong tinh thần xuất thế quan trọng nhất. Hy vọng ngươi có thể sống qua trận giết chóc này. Tên tộc nhân cơ giới xuất đầu quát to. Hy vọng các ngươi cũng vậy. La Phong nhếch miệng cười. Lập tức, song phương không nói gì nữa. Phe chủng tộc cũng thầm thất vọng, nhưng cũng không phản ứng gì. Trong vũ trụ thực lực các siêu cường giả nếu tranh lệch không quá lớn thì rất ít chính thức chiến đấu sinh tử. Không nắm chắc ai dám làm. Không có ích lợi gì ai mà làm thần hỗn vương vừa chết phe tộc cơ giới cũng phải nói vài tiếng la phong cũng phải nề mặt đối phương một chút tất cả mọi người trong lòng đều hiểu rõ về phần sau này tính sổ ư có thể như vậy sao vì một thần hỗn vương đã chết ai mà ngu ngốc đi đấu với tên đao hà vương vốn có thể nô dịch một phong vương cực hạn chứ? tìm chết à bề ngoài thì quanh minh chính đại nhưng trên thực tế cái trung tâm chính là ích lợi thiên hạ làm việc cũng chỉ vì lợi thiên hạ nhốn nháo cũng vì lợi la phong trong lòng thầm nhát trên lịch sử hoa hạ, các tiền bối sớm đã nhìn thấu tất cả, tất cả đều là ích lợi thôi. Phe trùng tộc, phe tộc cơ giới, La Phong và Trọng Tiễn Vương, ba phương cùng tiến vào không gian cấm kế tiếp. Vừa tiến vào đã phát hiện ra không gian cấm đang có hai đám bất hủ ngoại tộc phân ra hai nơi, hình như đang rằng co. Một phương là trận doanh nhân loại, bên kia là phe trùng tộc. Thiên trận vương. La Phong liếc mắt đã thấy trong trận doanh nhân loại có một nam tử ba mắt, tóc màu nâu rất dài, xóa tung, mặc chiến y màu đen, người này chính là thiên trận vương là cường giả cấp phong vương đỉnh cao vì hắn rất sở trường về huyễn cảnh công kích linh hồn do đó mức độ uy hiếp không thua gì phong vương cực hạn chút nào như loại tinh thông huyễn cảnh công kích linh hồn này chỉ cần hơi thiêu đốt thần lực bất hủ một chút thi triển công kích linh hồn thì đến cả phong vương cực hạn cũng có thể bị uy hiếp dương thiên trận vương sáng mắt lên thương vũ vương la phong dẫn trọng tiễn vương bay qua trao đổi với những bất hủ ngoại tộc trận doanh nhân loại trong các bất hủ trận doanh nhân loại thì nhân loại chính thức cũng chỉ có một mình thiên trận vương những người khác đều là ngoại tộc dương đao hà vương đao hà vương nhiều cường giả trận doanh nhân loại đặc biệt khi thấy trọng tiễn vương đứng cạnh la phong rất ngoan ngoãn đều trong lòng thầm kinh hãi lúc trước trọng tiễn vương chìm vào hôn mê tất cả mọi người đều đoán ra trọng tiễn vương sẽ bị nô dịch nhưng trọng tiễn vương đã chìm vào hôn mê nếu muốn trong thời gian ngắn mà hoàn toàn khôi phục thực lực cái giá sẽ cao vô cùng đây là điều mà các phong vương trận doanh nhân loại phải ngưỡng mộ. Ai nấy không khỏi nhiệt tình với La Phong hơn nữa, nếu có kết giao thì gọi là Dương, không có giao tình cũng nhiệt tình gọi đao Hà Vương. Tự nhiên các cường giả trận doanh nhân loại lấy La Phong, thiên trận vương làm hạch tâm. Còn bên kia, hai đám cường giả trong trận doanh trùng tộc cũng hội hợp. Chỉ nghe thấy những thanh âm vang lên khô châm vương. Khô châm vương, nam trừng đại nhân đâu? Khô châm vương. Từ những lời chào ấy cũng có thể nhìn ra, sau khi hội hợp không hề nghi vấn gì thủ lĩnh của phe trùng tộc vẫn là trùng tộc mẫu hoàng bất hủ nam trừng chưa lộ diện đó khô trâm vương thiên trận vương nhíu mày khô trâm vương là người có phòng ngự mạnh nhất dưới trướng nam trừng khô trâm vương ở đây nam trừng nhất định cũng tới rồi không ngờ sớm như vậy mà đã gặp phải nam trừng bây giờ không gặp sau này cũng sẽ gặp thôi la phong cười tin chắc có thể đối phó được với nam trừng chứ thiên trận vương nhìn về phía la phong không la phong nói vẻ bất cần ngươi thì sao hoàn toàn không có hy vọng thiên trận vương cũng lắc đầu rất lưu manh trung tộc mẫu hoàng ai nấy đều là những đại sư tinh thông về phương diện linh hồn đến cả loại phong vương cực hạn như khô trâm vương cũng bị khống chế làm nô dịch về phương diện linh hồn mụ này mạnh hơn cả ta ta làm gì có chút hy vọng chứ ừ la phong gật đầu đúng vậy trung tộc mẫu hoàng bất hủ rất đáng sợ bản thân đã là một đại sư tinh thông phương diện linh hồn dưới trướng lại có cả một quân đoàn chủng tộc bất hủ. Cường giả càng nhiều, uy hiếp chiến lực của người đứng đầu lại càng yếu. Thiên trận vương truyền âm nói, bây giờ chủng tộc mẫu Hoàng Nam chừng rất lợi hại, một mình một người có thể chấn nhiếp tất cả chúng ta. Nhưng khi số lượng cường giả càng ngày càng nhiều, uy hiếp sẽ nhỏ hơn. Đặc biệt là khi chấn phong tinh thần xuất thế, các phong vương ngoại tộc tụ tập nhiều tới mức đáng sợ. Số lượng nhiều, mà cơ hồ mỗi người đều là phong vương, chỉ cần một bộ phận cường giả hợp kích, dù vũ trụ tôn giả cũng không chịu nổi, phải né tránh không dám ngạnh kháng la phong gật đầu số lượng nhiều tới mức nhất định cũng rất đáng sợ thời gian trôi qua từ một không gian cấm mọi người lại tới một không gian cấm khác mỗi khi tới một không gian cấm đều có thể hội hợp với các cường giả khác dẫn đến số lượng bất hủ ngoại tộc càng ngày càng nhiều cảnh này cũng cho tất cả cường giả đều nhận định chấn phong tinh thần khẳng định xuất thế chỉ có chấn phong tinh thần xuất thế tinh thần tháp mới có thể có vô số cường giả không ngừng tập hợp khô trâm vương là khô trâm vương Khô Trâm Vương tới rồi. Trung tộc mẫu hoàng bất hủ nam trừng khẳng định cũng tới. Bụ quái vật đó cũng muốn cướp đoạt chấn phong tinh thần. Hy vọng chúng ta tìm được càng thấp hơn. Mặc dù số lượng cường giả càng ngày càng nhiều, nhưng bất luận là trận doanh nhân loại, phe yêu tộc, trận doanh tộc cơ giới, những đàm luận cơ hồ đều nói về Khô Trâm Vương và Nam Trừng. Nam Trừng, không hề nghi vấn gì, là người mạnh nhất trong một đám bất hủ cấp phong vương nhốn nháo bây giờ. La Phong đang cùng đám thần linh bất hủ trận doanh nhân loại đứng trên bầu trời Thảo Nguyên. Gặp khô châm vương, giết thần hỗn vương, cũng chỉ mới diễn ra trong một hôm. Lúc này mới qua 300 không gian cấm, không ngờ đã tụ tập trên 300 thần linh bất hủ đến từ các nơi trong vũ trụ rồi. La Phong đưa mắt nhìn ra xa. Phe trận doanh tộc cơ giới đại khái có trên 600 cường giả. Trận doanh trùng tộc đại khái có trên 800 cường giả. Phe yêu tộc có 500 cường giả, trận doanh nhân loại có 600 cường giả. Có hơn 3 x bất hủ ngoại tộc. La Phong mặc dù có thể nhận ra vài người, nhưng hắn có thể phán đoán, phần lớn họ đều là cấp phong vương. Còn chưa tới mục tiêu, đã có nhiều bất hủ ngoại tộc tụ tập như vậy rồi. Đến khi chấn phong tinh thần xuất thế, không biết có bao nhiêu thần linh bất hủ nữa. La Phong cảm thán, nhân loại trải qua những năm tháng dài đằng đẵng, số phong vương cường đại ngã xuống lại sống lại. Cho dù như thế, cũng mới có 10 vạn bất hủ cấp phong vương thôi. Nhưng lướt mắt nhìn cả vũ trụ, tỷ tỷ tộc quần cộng lại, số phong vương lại nhiều bất thường. Chỉ cần tinh thần tháp cũng tập hợp vài chục vạn bất hủ cấp phong vương rồi, đã vượt xa một tộc quần nhân loại rồi. Hiển nhiên một tộc quần không thể sánh ngang với vô số tộc quần, cho dù chỉ là một phần ngàn, một phần vạn của tỷ tỷ tộc quần này. Nhưng tộc quần đỉnh cao sở dĩ cường đại, chủ yếu là có chiến lực đỉnh cao. Oanh xa xa, không gian đột nhiên xuất hiện một vết nứt, một đoàn cường giả nhốn nháo đi vào, là cửa vào. La Phong liếc mắt nhìn, thần linh bất hủ lại nhiều hơn rồi ừm tựa hồ chia làm hai trận doanh một là phe trùng tộc một là phe nhân loại ta tạo thành ba trận doanh rồi la phong sáng mắt lên làn sóng hội hợp các cường giả vừa tới thật ra là chia làm ba trận doanh phe trùng tộc là mạnh nhất phe nhân loại ít cường giả hơn phe yêu tộc vẻn vẹn chỉ có một tên huyền mộ vương huyền mộ vương ủng hộ kênh qua linh halayji com gạch treo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé là huyền mộ vương vốn đám người la phong sớm thở phào thì các cường giả đến từ các lãnh thổ quốc gia trong vũ trụ cơ hồ đều đưa mắt nhìn vào cường giả phe yêu tộc vừa đến một mình hắn vác một thanh chiến đao huyết sắc khổng lồ toàn thân hắn bao trùm một tầng lân giáp huyết sắc có cái đầu cùng loại với con sói một sừng gương mặt có một cái vệt xanh và một vệt đỏ còn có chín cái đuôi đầy lân giáp chân đạp hư không ánh mắt như làm cả không gian đang run rẩy ở đây tuy có trên hai ngoại tộc bất hủ cấp phong vương nhưng họ đều hoàn toàn yên lặng về mặt khí thế đã bị vị cường giả này áp chế đến cà phê chủng tộc có chủng tộc mẫu hoàng bất hủ nam trừng, trong nháy mắt về mặt khí thế cũng bị áp chế luôn. Huyền mộ vương, là hắn. La Phong nheo mắt. Trường 879 trường số 7 thuộc chiến trường ngoài tinh vực có một vài nhân vật vô cùng đáng sợ. Họ đứng trong trận doanh mình đều được xem xét đầu bảng. La Phong cũng hiểu rõ, mình cho dù dùng hết tất cả các át chủ bài cũng không là đối thủ của họ. Khi thực lực tranh lệch quá lớn, các thủ đoạn khác căn bản không có tác dụng gì. Nếu nói trùng tộc mẫu hoàng bất hủ nam chừng được xem là một người, thì Huyền Mộ Vương cũng là một người như vậy. Nam Trừng lấy quân đoàn trùng tộc bất hủ tung hoành cả chiến trường, phần lớn dựa vào quân đoàn của mình. Huyền Mộ Vương lại bằng vào một thanh huyết mộ đao, giết chóc vô tận, tạo nên uy danh hiển hách, hắn chính là dựa vào chiến lực một cá nhân. Nói về danh khí, Huyền Mộ Vương ngược lại mạnh hơn một chút. Về phần chiến lực, hai người ai mạnh ai yếu cũng rất khó nói. Tỷ như ở một khu vực không gian nhỏ hẹp, quân đoàn bất hủ trùng tộc thực lực sẽ bị ảnh hưởng huyền mộ vương hoàn toàn có thể dày xéo cả quân đoàn nếu khoảng cách xa nhau quân đoàn bất hủ trùng tộc có thể thi triển dễ dàng các loại hợp kích sẽ rất đáng sợ huyền mộ vương bản tính cao ngạo đắc tội với vô số cường giả đến từ kỳ miễn tộc cũng vì đắc tội với quá nhiều cường giả lúc còn là vực chủ đã phải chạy trốn tới chiến trường ngoài tinh vực bắt đầu kiếp sống giết chóc dài đằng đẵng trên chiến trường ngoài tinh vực từ vực chủ, hắn một mạch trưởng thành tới mức gần như phong vương vô địch, kỹ miễn tộc đã xem hắn là cột trụ tương lai của tộc, áp chế giải quyết các cừu nhân năm đó của hắn, cũng đưa rất nhiều tài nguyên cho hắn trưởng thành. Trong đầu La Phong hiện lên một loạt các tư liệu. Lợi hại từ vực chủ trưởng thành tới trình độ này, nếu mọi mặt đều viên mãn, có thể sánh ngang với sư phụ ta Trần Diễn Vương rồi. La Phong thầm nghĩ, Nam Trừng, Huyền Mộ Vương đều tiếp cận với Phong Vương vô địch. Nhìn như tranh lệch không lớn, nhưng càng về sau càng khó, muốn viên mãn thêm một chút để cao thêm chút quả là việc quá khó khăn như chân diễn vương khi tới giai đoạn bất hủ mà muốn đạt tới phong vương vô địch trong cả vô số tập quần vũ trụ cộng lại cũng ít tới đáng thương số lượng loại này rất ít so với số lượng vũ trụ tôn giả còn ít hơn nhiều thời gian trôi qua các cường giả không ngừng tập hợp hội hợp trong những không gian cấm sau đó di chuyển sang không gian cấm kế tiếp mỗi không gian cấm dừng lại thời gian từ nửa giờ tới cả buổi sau hai ngày số lượng đội ngũ cường giả đám người la phong đã phi thường kinh người chỉ cần đám chúng ta, cũng đã có hơn 300 cường giả rồi. Thiên trận vương đứng một bên la phong, thán phục nói, còn chưa đến địa điểm tụ tập cuối cùng. Ở nơi cuối cùng, các nhóm cường giả sẽ tập hợp, số lượng càng nhiều tới đáng sợ. Ừm. Ánh mắt La Phong lóe lên nhìn một cường giả trong trận doanh nhân loại. Đó là một nam tử nhân loại, phía sau vác bảy thanh chiến kiếm hình thức khác nhau, mặc một chiến giáp tím có khí tức cổ xưa, tay đeo bao tay bằng tơ nhện màu đen, trên trán có ấn ký của bảy thanh chiến kiếm, cả người phát ra khí tức cực mạnh. Đến cả Huyền Mộ Vương phe yêu tộc xa xa cũng bị ảnh hưởng, cũng bộc phát ra khí tức đầy huyết tinh. Thất Kiếm Vương, La Phong trong lòng than thầm, Thất Kiếm Vương, cường giả nhân loại. Số lượng cường giả trận doanh nhân loại tính tổng cộng đã tới 300 thần linh bất hủ rồi. Trên chín phần đều là cấp Phong Vương, chỉ cần cường giả Phong Vương cực hạn cũng có hơn 10 người rồi. Còn có hơn 10 vị Phong Vương đỉnh cao sở trường công kích linh hồn, tự nhiên cường giả hạch tâm của trận doanh nhân loại không còn là La Phong, Thiên Trận Vương, mà là Thất Kiếm Vương thất kiếm vương, dựa theo sư phụ nói, thất kiếm vương có hy vọng đuổi kịp hắn và thiên vũ vương. La Phong thầm nghĩ, thất kiếm vương đi theo trường phái tinh thần niệm sư. Lúc còn trẻ bắt đầu từ vũ trường cự phủ, bộc lộ tài năng, được vũ trường cự phủ thu nạp làm thiên tài hạch tâm. Từ năm đó, vẫn với thân phận đệ nhất thiên tài một mạch tăng lên thực lực. Có lẽ nói về thiên phú, nói về tốc độ tiến bộ thì không bằng khoa đế, cũng không bằng La Phong. Nhưng thất kiếm vương, nếu so với bá lan thì có thiên phú cao hơn nhiều sau khi trở thành bất hủ thất kiếm vương được một vũ trụ chi chủ của vũ trường cự phủ thu làm thân truyền đệ tử sau đó càng phát triển cực nhanh tu luyện ngắn ngủn mấy vạn năm đã gần bằng phong vương vô địch rồi không thua đám người chân diễn vương thiên vũ vương quá xa lãnh đạo tộc nhân loại rất xem trọng thất kiếm vương nhận định thất kiếm vương rất có hy vọng trở thành vũ trụ tôn giả được tộc nhân loại toàn lực bồi dưỡng được vũ trụ chi chủ chỉ điểm dẫn dắt thất kiếm vương lại gặp vài kỳ ngộ đặc thù cuối cùng đã bồi dưỡng ra một thất kiếm vương bây giờ Hắn là thân truyền đệ tử của Vũ trụ chi chủ đó. Vũ trụ chi chủ đó là ai nhỉ? Không biết, nghe nói là phe vũ trường cự phủ của nhân loại. Nhân loại rõ là cường đại. Tộc ta chẳng có lấy một vị vũ trụ chi chủ, trong tộc họ lại chia làm ngũ đại thế lực, mỗi thế lực đều có vũ trụ chi chủ tồn tại. Nội bộ trận doanh nhân loại âm thầm thảo luận với nhau, không nói chuyện bản thân chiến lực của Thất Kiếm Vương, chỉ cần lộ ra cái tên thân truyền đệ tử của vũ trụ chi chủ cũng đủ để làm cho phe trận doanh nhân loại coi hắn là người dẫn đầu vì nhân vật như vậy, khẳng định sẽ không ngã xuống. Nói giỡn, thân truyền đệ tử của vũ trụ chi chủ, nếu ngã xuống, thì còn đáng sợ hơn việc chấn phong tinh thần xuất thế ấy chứ. La Phong, nếu thân phận ngươi bộc lộ, sẽ còn trói mắt hơn cả thất kiếm vương nữa đó. Ba ba tháp dùng ý thức trao đổi. Ngươi được hỗn độn thành chủ thu làm thân truyền đệ tử, còn hỗn độn thành chủ là người nắm quyền cao nhất của công ty vũ trụ giả định, lại chấn thủ thánh địa của nhân loại hỗn độn thành, có thể mạnh hơn ngươi vừa là giới chủ đã được thu làm thân truyền đệ tử rồi. Chói mắt cái rắm, mau mau cầm miệng lại. La Phong truyền âm quát. Thật là chán. Ba ba tháp rất khó chịu, không thèm để ý tới La Phong nữa. Thất kiếm vương. La Phong đưa mắt nhìn mình trong giai đoạn cấp giới chủ mà muốn đánh bại thất kiếm vương là rất khó khăn. Nhưng nếu mình thành một thần linh bất hủ, việc đánh bại thất kiếm vương cũng rất nhẹ nhàng. Đáng tiếc, ta chỉ là giới chủ. Không tìm được lựa chọn tốt nhất cho phân thân thứ ba chưa thai ngén ra phân thân thứ ba tuyệt đối không thể đột phá thời gian tu luyện của ta cũng ngắn cảm ngộ quy luật cũng không cao cũng không vội đột phá la phong đã nghĩ rất nhiều về phân thân thứ ba chỉ cần trong hồng minh hoặc trong bảo khố hắn cũng đã xem xét rất nhiều lông hoặc máu của các sinh vật đặc thù nhưng dù có thể mua được những hàng còn mạnh hơn kim giác cự thú một chút nhưng lại không đạt đến mong muốn trong lòng la phong dù sao trong vũ trụ vẫn có một vài sinh vật đặc thù vô cùng nghịch thiên có loại thậm chí trong vũ trụ chỉ có một con, như thần thú chẳng hạn. Đương nhiên La Phong chỉ cần một sinh vật nghịch thiên ở giai đoạn giới chủ thôi. Tứ đại trận doanh cộng lại có 300 thần linh bất hủ. Họ đến từ các nơi trong vũ trụ, tướng mạo cũng khác nhau, có sinh mạng loại huyết nhục, có sinh mạng năng lượng, có sinh mạng kim loại, có sinh mạng thực vật. Sinh mạng thực vật cũng một là một chủng loại tuy nói loại như ma vân đằng, thực tinh thảo có ý thức rất yếu, nhưng cũng có một vài chủng tộc thực vật thông minh không thua gì nhân loại, bộ dáng cũng hơi giống nhân loại chỉ là cấu tạo nội bộ sinh mạng khác nhau thôi ầm ầm sơn mạch rung lên ầm ầm lộ ra một hang động khổng lồ sâu khôn lường thoáng có những ngôi sao lưu chuyển có lối ra rồi ra đi nhất thời tứ đại trận doanh đều ồ lên dựa theo khoảng cách tính toán hơn một vạn sáu ngàn thần linh bất hủ các tộc của tứ đại trận doanh đều rầm rộ tiến vào hang động khổng lồ đó trận doanh nhân loại xếp thứ ba trong số đó rầm rộ cùng nhau tiến vào vừa tiến vào liền cảm giác thời không chuyển đổi rồi dừng lại trên một núi đá khổng lồ hư không vô tận lơ lửng những hòn núi đá mỗi một hòn núi đá cách nhau rất gần những hòn núi đá đó như vô số hòn đá cuội rất gần nhau hình thành một con đường thanh thang trong hư không la phong sớm đã có kinh nghiệm biết đây là thông đạo hư không xuyên qua thông đạo có thể đến không gian cấm tiếp theo ô la phong dừng trên một khối núi đá sừng sững hướng mắt nhìn hư không vô tận xa xa hít mạnh một hơi nhiều cường giả vậy à? Thông đạo hư không vẻn vẹn chỉ là thông đạo đi ngang qua giữa các không gian cấm mà thôi. Số lượng cường giả thường rất ít, nhưng nơi này phải có trên 10 vạn thần linh bất hủ ấy chứ. Những hòn núi đá dày đặc, lơ lửng hư không vô tận. Trên mỗi một hòn núi đá, và cả ở giữa không trung đều tụ tập vô số thần linh bất hủ các tộc. Số lượng quả thực nhiều tới mức làm cho người ta sợ hãi không nói nên lời. Chỉ cần lúc này cũng đã có trên 10 vạn người. Số nhân loại trong hồng minh cũng chỉ mới 10 vạn phong vương. Thiên trận vương đứng trách một bên La Phong, nhẹ giọng cười nói. Hơn nữa chất lượng của mười vạn phong vương trong hồng minh không cao như vậy. La Phong cũng nói. Đương nhiên không cao như vậy rồi. Thiên trận vương cảm thán. Tiếp tục như vậy, từ các không gian cấm khác nhau, các cường giả tập hợp càng ngày càng nhiều. Đó là đã không tính có những người yếu khi thấy cường giả nhiều như vậy, có người cũng rút lui có trật tự, sợ mất mạng. Nên giữa đường cố ý tách khỏi chúng ta. Phương pháp bỏ qua chấn phong tinh thần là rất dễ, tỉ như đại bộ phận cùng dọc theo một thông đạo ra ngoài, chỉ cần không đi cùng nhau, đến khi một thông đạo xuất hiện tiếp theo, sẽ một mình ly khai. Tự nhiên sẽ tụt lại phía sau. Hơn nữa, rất nhiều siêu cường giả vô cùng tự tin, cho dù vốn đang ở những nơi nguy hiểm khác trên chiến trường số 7, vừa nghe nói chấn phong tinh thần xuất thế, e rằng cũng sẽ tới đây. Bên trong tinh thần tháp, các siêu cường giả cũng đều làm như thế. Thông qua thần quốc truyền tống, tận lực chạy tới nơi xuất hiện dị trạng. Thiên trận vương cảm thán, do đó dẫn đến việc trong số 10 vạn thần linh bất hủ các tộc có rất nhiều siêu cường giả. Ngươi xem kìa, mệnh vẫn vương của tộc cơ giới, thất kiếm vương của tộc ta, còn có tháp long vương bên kia. Người nào mà không có thanh danh hiển hách chứ? Bây giờ đều đã tụ tập cả ở đây. Trên thông đạo hư không mà tụ tập nhiều cường giả như vậy, phòng trừng thông đạo hư không này nhất định là nơi chấn phong tinh thần xuất thế. Ờ, La Phong gật đầu. Bình thường muốn thấy chấn phong tinh thần đều xuất hiện trong thông đạo hư không? Do đó chấn phong tinh thần xuất thế, xác suất rất lớn sẽ phát sinh trong thông đạo hư không. Chấn phong tinh thần. Xem kìa, chấn phong tinh thần hiện lên rồi. Chấn phong tinh thần hiện lên rồi. Trên mười vạn thần linh bất hủ đến từ các nơi trong vũ trụ ồ lên, cơ hồ tất cả các cường giả đều nhìn xuống phía dưới. Thiên trận vương, La Phong cũng nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy sâu trong hư không vô tận phía dưới, chợt xuất hiện một vòng xoáy khí lưu. Sâu trong vòng xoáy khí lưu, có một ngôi sao từ từ di chuyển, chậm chậm nổi lên. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.